Y đạo quan đồ. Chương 141, khởi vũ lộng thanh ảnh. An Đức Hằng cười nói, "Cố tiên sinh, người làm ăn phân chia ra làm rất nhiều loại, tầm thường nhất là loại người mà khi làm ăn chỉ bo bo nghĩ cho mình, sợ người khác tham gia vào thì mất đi một phần sinh ý. Còn có một loại người khác, biết nhìn lâu dài muốn đem sinh ý phát triển ngày càng lớn, lúc đó lợi ích sẽ ngày càng nhiều, đương nhiên tiền đề của nó phải là có một khối sinh ý lớn." Giang Thành chính là một cái bánh gato lớn, hiện tại mọi người đều thấp rõ ràng được du lịch của Giang Thành đang phát triển mạnh, nhưng đó chỉ là một phần của chiếc bánh này thôi, ta đúng là có thể ăn nó. Nhưng sau này Giang Thành còn phát triển ngành công nghiệp dịch vụ, chế biến thực phẩm, xây dựng cả sân bay. Ta không có khả năng nuốt hết được những thứ đó. Cố Minh Kiện nghe vậy là hiểu ý An Đức Hằng, hắn đây chính là muốn mời mình hợp. Tác Audio điện tử võ tấn bền Ăn Đức Hằng nâng chén rượu lên nói, "Cố tiên sinh, trước mặt chúng ta chính là một cái bánh lớn mà ngon lành, chúng ta có nên hợp tác để ăn hết nó không?" Cố Minh Kiện nhẹ giọng, "E là ta chưa thể giúp gì được lúc này." Ăn Đức Hằng mỉm cười, "Ta thích những người thẳng thắn. Hợp tác là phải hợp tác với những người thẳng thắn. Tính ta ăn ngay nói thật, ta hợp tác với Cố tiên sinh không quan trọng là thực lực kinh tế mà là mối quan hệ giữa người với người, chúng ta ai cũng có sở trường riêng, lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu." Kiểu gì mọi việc cũng có thể thương lượng xong xuôi. Cố Minh Kiện nâng chén rượu lên cụng nhẹ với hắn, xem ra sau này ta phải tới Giang Thành nhiều hơn rồi a. À. Vô Luận Trương Dương đối với An Đức Hằng ác cảm như thế nào thì cũng vô pháp phủ nhận. An Đức Hằng trên phương diện làm kinh tế là một người hết sức có năng lực. Cảnh khu Nam Lâm tự khởi công đồng thời với quá trình kiến thiết Thanh Thai Sơn phải nói là khí thế hừng hực. An Đức Hằng cũng không có vì bận chỉ đạo kiểm tra công việc mà quên mất khâu tuyên truyền quảng cáo việc tuyển chọn nhân viên trong khu du lịch Thanh Thai Sơn Điền ra khắp tỉnh Bình Hải. Lần tuyển chọn này, nữ nhân nào đỗ cao nhất sẽ được làm người phát ngôn cho khu lịch Thanh Thai Sơn thay cho An Đức Hằng vì hắn đang bận công việc tại cảnh khu Nam Lâm Tự. Lần tuyển chọn này hoàn toàn do An ra bỏ vốn, đài truyền hình Giang Thành, đài chu viền hình Đông Giang, đài truyền hình Bình Hải ba nhà liên kết đứng ra quảng bá. Về sự tình bên phía tỉnh Cố Minh Kiện đứng ra đối phó. Ngoài được làm người đại diện ra, người đạt giải cao nhất còn nhận được 10 vạn tiền thứ ưởng, điều này làm mê hoặc cả tinh bình hải. Số người báo danh nhanh chóng tăng tới 5 vạn người, sức nóng lan tỏa tới mức không ai ngờ được. Bắt quá có một điều đó là vô luận kết quả lần này ra sao, thì hình ảnh du lịch Thanh Thai Sơn và Nam Lâm Tự cũng được quảng bá khắp Bình Hải và lan cả ra ngoài. Lúc công trình cảnh khu Nam Lâm Tự tiến hành, tả viên triệu dành cho Cục Văn hóa và Di sản rất nhiều đặc quyền, khâu trường trở thành tổng chỉ huy công trình, An Đức Hằng cắt cử một chuyên gia giám sát chuyên môn, gặp chuyện gì khâu thường và hắn cũng phải bàn bạc với nhau. Trương Dương thì chẳng tỏ thái độ gì, thậm chí hắn cũng lời chẳng buồn tới công trường nữa. Không phải là lãnh đạo không phân công công tác cho hắn, việc tuyển chọn các nữ nhân viên này là giao cho sở du lịch hắn phụ trách, thấy khu vực Đông Giang đã tới vòng tuyển chọn chung kết. Sở du lịch Giang Thành cũng phái ra một đoàn công tác dẫn đầu là phó giám đốc sở cao quý hương và 6 nhân viên công tác tới Đông Giang đảm trách khâu ban giám khảo, Trương Dương Nguyên bản chẳng muốn tham gia tới sự tình nhàm chán này, nhưng Lý Trường Vũ đã nói qua, bảo hắn phải cố gắng thực hiện tốt công tác, đừng để vì tâm tình không tốt mà ảnh hưởng tới công việc. Thành ra lần này Trương Dương tới Đông Giang coi như đi giải sầu. Trương Dương là người thích đi một mình, hắn không có đi cùng đồng nghiệp mà phóng con Toyota chạy trước, tới Đông Giang sớm hơn một ngày so với đám người kia. Trong khoảng thời gian vừa qua với Trương Dương mà nói là từ vui vẻ đến buồn chán đều có cả mới tới sở du lịch Giang Thành, lòng tin của hắn hết sức lớn, dưới sự giúp đỡ của tần truyện lương, hắn phát thảo ra kế hoạch về Nam Lâm Tự, hơn nữa lại xảo hợp tìm được xá lợi Phật. Ngáp lúc tường chừng như thành công tới nơi thì xá lợi Phật bị mất, biến hóa này khiến cho bao nhiêu nỗ lực của hắn và lý trường vũ uổng phí hết. Thị trường tả viên triệu cùng an đức hằng liên thủ đoạt đi hết thành quả lao động của bọn họ, cảnh khu Nam Lâm Tự cũng thành chính thích của tả viên triệu. Trương Đại quan nhân thậm chí lúc này còn nhớ tới lúc làm chủ nhiệm văn phòng đại diện ở Bắc Kinh, mặc dù chỉ là một chức nhỏ, thủ hạ cũng có vài người, nhưng là một mình hắn nắm quyền còn hiện tại thì tiền không có, quyền cũng không có. Trương Đại quan nhân không cam lòng như vậy, hắn đang nỗ lực tìm cách để cải biến hiện trạng này, hắn muốn cái gì vốn thuộc về hắn phải là của hắn. Lúc tới Đông Giang, Trương Dương đi tới thăm muội muội Triệu tính, lúc đi tới ký túc của Triệu Tĩnh phát hiện dưỡng dưỡng cũng đang ở nơi nạp mấy nhà đầu này đang ngồi cắn hạt dưa buôn chuyện linh tinh, mà chủ đề cũng vừa vặn là chuyện Giang Thành tuyển nữ nhân viên phục vụ khu du lịch. Triệu Tĩnh không nghĩ Trương Dương đột nhiên lại tới Đông Giang, hết sức vui mừng đứng dậy, Tiểu Ca, sao ngươi lại tới đây mà không báo trước cho ta một tiếng? Trương Dương cười cười đặt túi đồ ăn lên trên bàn nói với Dưỡng Dưỡng, Dưỡng Dưỡng tới chơi a. À? Cô Dưỡng Dưỡng gật đầu mỉm cười lại với hắn. Triệu Tính cười nói, hiện tại Dưỡng Dưỡng đã thành người ngoài biên chế của phòng này rồi, bình thường đều tới đây cả. Cô Dưỡng Dưỡng nói, ta ở nhà một mình cũng chán lắm, cho nên tới đây trải nghiệm cuộc sống đại học, cuộc sống tập thể. Trương Dương gật đầu, ta thấy thân thể ngươi cũng bình phục rất nhiều rồi a. À. Tương lai có dự định học đại học không? Vẫn đang suy nghĩ, bất quá cha không muốn để ta đi xa, muốn ta ở lại Đông Giang học, nhưng ta muốn chuyển ra bên ngoài sống. Trương Dương nở nụ cười, hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp Dưỡng Dưỡng, tiểu nhi tử này vốn bị người nhà quản rất chặt nên tự mò ra bờ sông ngồi một mình tìm kiếm sự tự do. Hiện tại sức khỏe nàng đã bình phục nhiều rồi, khẳng định rất muốn bù lại cái khoảng thời gian bị lãng phí đó, muốn tự do nhìn ra thế giới. Trương Dương hỏi tình huống sức khỏe triệu tính thế nào, thấy tâm tình và thân thể nàng bình thường, cũng tin rằng chuyện vừa rồi không ảnh hưởng gì tới nàng. Bởi vì còn ở lại Đông Giang nhiều ngạp, cho nên Trương Dương không có định ở lại đó ăn, đứng dậy xin cáo tử. Cố dưỡng dưỡng cũng xin cáo tử rồi nhờ Trương Dương lái xe đưa về nhà luôn, trên đường đưa dưỡng dưỡng về nhà. Dưỡng dưỡng hỏi hắn về chuyện phát hiện xá lợi Phật qua đó cũng có thể thấy được chuyện này tại cả tỉnh Bình Hải đều quan tâm khá nhiều. Trong chuyện này đương nhiên Trương Dương có quyền lên tiếng, bởi vì địa cung là do hắn phát hiện ra đầu tiên. Cổ dưỡng dưỡng nghe hắn nói mà hai mắt sáng lên, nhẹ giọng nói, hai ngày trước ta có nghe nhị ca nói sẽ đi Giang Thành, vốn ta định đi theo nhưng tiếc là hắn không đồng ý. Chờ tới mùng 1 tháng 5, ta và tỷ tỷ sẽ cùng nhau tới, lần này nhất định sẽ lên đỉnh Thanh Vân Phong. Tiểu ni tử này lần trước tới Thanh Thai Sơn đã hạ quyết định lần sau sẽ phải lên trên đỉnh Thanh Vân Phong bằng sức lực của chính mình. Trương Dương cười gật đầu, tốt, không thành vấn đề, mùng 1 tháng 5 ta sẽ ở tại Giang Thành đợi tỉ muội các người tới A. À đi tới đại viện tỉnh ủy, cố Dương Dương nói với bảo vệ một câu mở cửa. Trương Dương liền phóng xe chạy thẳng tới căn biệt thự số 9. Trương Dương để ý thấy chiếc Mercedes-Benz của cố Giai Đồng ở trước cổng, thì ra là ngày hôm nay nàng đang ở nhà. Cổ Giai Đồng thấy Trương Dương đưa muội muội về nhà là biết ngay hắn vừa tới Đông Giang đã tới ký túc đại học sư phạm, trong đôi mắt đẹp vát lên chút phần oán trách, thừa dịp dưỡng dưỡng vào pha cà phê. Trương Dương vội thấp giọng giải thích, ta sợ người bận công việc, cho nên định tối mới liên lạc. Cổ giai đồng oán trách nói, người phải tới buổi tối mới nhớ ta sao? Vừa nói xong thì ý thức lại câu nói có chút hàm nghĩa, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ lên. Vội vàng né tránh ánh mắt nóng rực của trương đại quan nhân, đứng dậy mở tivi, đồng thời nói, ta nghe Minh Kiện nói hắn dự định hợp tác với An Đức Hằng khai thác cảnh khu Nam Lâm Tự, hắn có nói qua với người không? Trương Dương lắc đầu, cố Minh Kiện liên thủ thật sự hắn không có ngờ tới hắn và cố minh kiện bởi sự tình lần trước tại Giang Thành mà có chút lạnh nhạt, gần đây lại càng thêm ngăn cách sâu, tuy rằng hắn đối với cố minh kiện không có gì, nhưng hắn cũng cảm thấy dường như cố minh kiện đang hết sức phòng bị hắn. Loại chuyện như thế này trương đại quan nhân không muốn cho cố giai đồng biết, dù sao cố minh kiện cũng là đệ đệ của nàng. Hắn không muốn nàng phải đứng giữa khó xử. Cố giai đồng nói, minh kiện gần đây thay đổi rất lớn, quá khứ hắn đòi với chuyện làm ăn không có chút hứng thú nào hiện tại thì thay đổi như người khác vậy, ta thực sự không biết nên vui vẻ hay lo lắng nữa. Trương Dương đạm nhiên cười nói, tiến bộ là tốt. Cổ dưỡng dưỡng bưng cà phê tới đưa cho mỗi người một chén, xong ngồi xuống cạnh Trương Dương hỏi, Trương ca, người còn chưa có nói a à, lần này tổ chức vòng chung kết thi tuyển ở đâu? Đài truyền hình tình, nếu người muốn xem, ta đến lúc đó sẽ tiếp đón khách quý. Cổ gia đồng nói, sở du lịch Giang Thành các ngươi cũng thật là. Cái chiêu tuyển mỹ nhân như thế này cũng nghĩ ra được, nhân tiện còn là cơ hội quảng cáo luôn nữa chứ. Cái chủ ý này không phải là ngươi nghĩ ra đó chứ? Trương Dương lắc đầu, không quan hệ gì tới ta, đây là chủ ý của An Đức Hằng, hắn muốn nhân cơ hội để tuyên truyền quảng cáo luôn. Hiện tại xem ra kết quả không tồi a, à. cả tỉnh ai cũng biết tới tiếng Thanh Thai Sơn rồi. Cổ giai đồng gật đầu nói, sách lược kinh doanh của An Đức Hằng quả thực rất ấn tượng. Quá khứ ta cho rằng thanh thai sơn còn phải phát triển nhiều năm nữa, nhưng xem chừng sớm hơn dự tính của ta rất nhiều. Trương Dương nói, Minh Kiện cũng là nhìn chúng điểm này nên mới lựa chọn hợp tác cùng với An Đức Hằng, nghe nói lần này đài truyền hình Bình Hải, đài truyền hình Đông Giang đều là hắn đứng ra liên hệ. Cố dài đồng nàng chén cà phê lên nhấp một ngụm, nó biết chuyên tâm làm việc cũng khiến cho chúng ta bớt lo lắng đi không ít. Nói xong nhìn lại thời gian một chút, ta phải đi rồi, buổi trưa có hẹn ăn trưa với khách nhân. Trương Dương cũng đứng dậy cáo từ. Cố Giai Đồng cùng Trương Dương lái xe rời khỏi tỉnh ủy Đại Viện. Cố Giai Đồng qua kính chiếu hậu thấy Trương Dương vẫn lái xe phía đằng sau mình, không khói nở nụ cười, nàng cầm lấy điện thoại gọi cho hắn nói, này, ngươi không đi làm việc của mình đi, đi theo ta làm gì thế? Ta còn chưa có ăn à, ngươi định vứt ta lại một mình sao? Cố Giai Đồng cười khanh khách, đuổi theo ta đi, nói xong nàng cúp điện thoại, nhấn chân ga cho chiếc xe Mercedes-Benz lao vút đi. Chiếc Toyota của Trương Dương đương nhiên vô pháp so sánh với Mercedes-Benz của Cố Giai Đồng, hơn nữa kỹ năng lái xe của hắn còn thua xa nàng, đối với đường xá Đông Giang cũng không quen thuộc, chỉ đành cố gắng bám theo sau. Cũng may là cô Giai Đồng không phải có ý muốn cắt đuôi hắn, thấy cự ly hai xe càng ngày càng tăng nàng liền giảm tốc độ xe lại, dẫn theo Trương Dương chạy xe tới Tây Thành Đông Giang, giới thiệu hắn với một người tên gọi là Mỹ Hạc Tử, đây là lão bản nương của quán cư tử ốc. Người này là bằng hữu của Cố Giai Đồng ngay trước vì hay buồn chán chuyện gia đình nên cố giai đồng thường xuyên tới đây uống rượu quen biết mà trở thành bạn nàng ta cũng được cố giai đồng giúp đỡ rất nhiều mặc dù quán làm ăn sinh ý không quá phát đạt cũng chỉ tạm có thể duy trì ngày nọ ngày kia nhưng chất lượng thì phải nói là rất tốt cư tử ốc trang trí cũng là theo phong cách điển hình trong sàn trồng vài cây anh đào giờ đang là tiết thanh minh anh đào nở rộ gió nhẹ thổi qua làm cánh hoa nhẹ nhàng phiêu lãng trong không trung mang theo một mùi hương thoang thoảng làm người ta có một cái cảm giác lãng mạn ngoại quốc. Mỹ Hạc Tử cũng không nói tiếng Trung, nàng mặc một cái áo kimono trắng hoa xanh. Hướng cố dài đồng chào hỏi, bởi vì cả hai nói tiếng Nhật cho nên Trương Dương nửa câu nghe cũng chả hiểu được. Mỹ Hạc Tử quay ra vái chào Trương Dương theo kiểu Nhật Bản, sau đó dẫn hai người đi vào cư tử ốc. Vào phòng phải bỏ giày ở ngoài cửa, bên trong phòng bài trí đúng theo phong cách Nhật Bản. Trên tường còn có đặt hai thanh đao võ sĩ Nhật trên cặp sừng hưu. Cố dài đồng cười nói, người ngồi trước đi, ta nói chuyện với Mỹ Hạc Tử vài câu. Trương Dương khoanh chân ngồi, nữ phục vụ cũng mặc đồ kimono rót trà cho hắn sau đó lui ra ngoài. Lúc thời tùy chiều, Trương Đại Quan Nhân cũng có tiếp xúc qua với vài người Nhật, bất quá lúc đó đều là vài người vượt biển sang làm ăn và học hỏi kỹ thuật. Sau nhìn lại lịch sử Trương Đại Quan Nhân mới biết đông doanh ngày đó nay là Nhật Bản đã phát triển rất nhanh, rất mạnh hơn hẳn Trung Quốc thậm chí những năm 40 còn khi dễ Trung Quốc rất nhiều, điều này khiến cho hắn không có cái ấn tượng gì tốt với người Nhật. Cố dài đồng ra ngoài nói chuyện với Mỹ hạc tử mãi chưa thấy xong. Trương đại quan nhân ngồi trong phòng phát chán lên được, chậm rãi đi ra chỗ hai thanh đao võ sĩ xem xét một chút, từ từ rút thanh đao ra khỏi vỏ, một cỗ hàn khí bức người lập tức tỏa ra, ánh đao phản chiếu lóa mặt nhìn, quả nhiên đao võ sĩ đạo không phải là thứ dùng để trang trí. Trương Dương rút hẳn thanh đao ra khỏi vỏ, cầm lên chém vài đường trong không khí, tạo lên tiếng xé gió rất nhẹ nhàng, có thể nói là chất lượng thuộc hàng nhất lưu. Lúc này cửa phòng đã kéo ra, thấy cố dài đồng mặc một bộ kimono hồng đi vào, tóc cũng búi cao kiểu Nhật Bản, đôi mi thanh tú như vầng trăng, ánh mắt nhìn làn thu thủy, da trắng như tuyết dưới bộ kimono màu hồng lại càng có vẻ thêm kiều diễm. Trương Dương không tự chủ được nuốt nước bọt ực một cái, nhãn thần lúc này chẳng khác gì sói già thấy cửu non. Cổ giai đồng cười bảo nữ phục vụ mang đồ vào đặt trên mặt bàn. Chờ cô phục vụ rời khỏi cửa phòng khép vào, Trương Dương cất đao vào vỏ, đặt lên chỗ cũ. Hắn thấp giọng nói, "Bảo đao, mỹ nhân, rượu ngon món ngon. Nhân sinh được như vậy thì còn cầu gì nữa?" Cổ giai đồng mỉm cười lộ ra cái lúm đồng tiền xinh xắn, nàng cầm lấy bình rượu rót đập hai chén nói, "Ở đây rất yên tĩnh, không có ngoại nhân quấy rối, chúng ta có thể thoải mái ăn uống." trương dương cầm lấy chén rượu uống một ngụm sau đó đưa chén rượu đến bên môi giai đồng buộc nàng uống nửa chén đó hắn mỉm cười nói vì sao lại đổi sang trang phục nữ nhân nhật bản này cố giai đồng cười nói cái này là mỹ hạc tử đưa cho ta ta muốn mặc cho ngươi xem mà cũng chỉ mặc cho ngươi xem càng nói thanh âm của nàng càng nhỏ xuống trương dương trong lòng chấp động một tay kéo nàng vào lòng bàn tay to nhanh chóng tiến nhập vào trong kimono ôm lấy đôi ngực ôn nguyễn của giai đồng Cố Gai đồng đỏ mặt, người không để cho người ta ăn à? Đầu lưới trương dương nhẹ nhàng mơn trớn lên vành tai nàng, dai đồng, người rất đẹp a, à, làm cho ta bỗng nhiên rất muốn. Cố Gai đồng bị hắn khiêu khích làm phương tâm rối loạn, nhưng tay vẫn còn ngăn trở bàn tay của hắn trên ngực mình nói, sớm biết người tàn niệm như thế, ta đã không đi với ngươi. Nói thế nhưng thân thể cũng đã mềm nhũn bị hắn đè ra sàn. Trương Dương khẽ hôn lên mặt nàng, ta bỗng nhiên phát hiện cái sàn này thật sự không sai a à. Đám người sở du lịch đến đây ở nhà khách của đài truyền hình tỉnh Bình Hải, tối đó 7 giờ trương dương tới để họp mắt với đồng nghiệp. Phó giám đốc sở cao quý Hưng cũng đang ngồi ăn bữa tối với mọi người trong đoàn ở nhà ăn nhà khách. Thấy Trương Dương đi tới Chu Hiểu Ván nhảy dựng lên, Trương trưởng phòng, thế nào mà bấp giờ mới tới a à? Ăn tối chưa, xem này, tối nay ở đây cho chúng ta ăn nước canh nhạt, định để chúng ta đói chết đây mà. Trương Dương nhìn qua bàn ăn một chút, chỉ có 6 đĩa đồ ăn. Tính cả Cao Quý Hưng trong đó tổng cộng có 7 người, tính ra thì mỗi người chưa được một đĩa đồ ăn, chiêu đãi thế này thì thực sự là quá khó coi a. À. Cao Quý Hưng cười nói, đều không phải là chỗ chúng ta. Họ an bài thế nào thì biết vậy, đừng nên kêu ca làm gì. Hắn và Trương Dương vốn vẫn có mâu thuẫn, thấy Trương Dương tới. Hắn liền đứng dậy nói, ta còn phải tới xem tình hình bên phía Đài Chu Vền Hình một chút. Các ngươi cứ ăn đi nhìn bóng lưng cao quý hưng rời đi chu hiểu vân bực dọc nói ăn đi có cái gì mà ăn sớm biết đi như khổ sai thế này có bác kiệu tám người khiêng ra đón ta cũng không đi mất người khác đều là thanh niên nhân đối với cao quý hưng đều tỏ ra bất mãn trương dương cười nói như vậy đi đối diện có một nhà hàng hải sản ta mời khách cả đám nghe trương dương nói như vậy nhất thời hoan hô chu hiểu vân cười nói ngươi là cứu tính của chúng ta a à buổi trưa mặc dù cũng có ăn qua một chút nhưng là vì phải hoạt động kịch liệt một hồi khiến cho thể lực tiêu hao không ít cho nên bây giờ cũng muốn ăn nhiều thêm một chút nhân tiện mời mọi người đi luôn cho vui chu hiểu vân đi cuối cạnh trương dương kể chuyện đi đường ngày hôm nay với giọng đầy bực mình cao quý hưng dọc đường quản lý từng đồng xu tới tận khép xương bọn họ khát khô cả cổ chẳng nhẽ lại phải tự bỏ tiền túi ra mua nước trương dương nghe vậy không khỏi cười cười thật nghĩ không ra Cao Quý Hưng lại là một cán bộ tiết kiệm cho nhà nước như thế Trương Dương nhỏ giọng nói, chuyện qua rồi thì thôi đừng để bụng nữa, bây giờ vui vẻ hết mình đi được rồi. Trong đài truyền hình tỉnh đêm đó không hề ít người tham dự vòng tuyển chọn chung kết tới làm quen sân khấu, trong đó rất nhiều gái đẹp, đám người Chu Hiểu Vân đều hứng khơi hết lên cả vì chuyện này. Trương Dương tối đó còn muốn tới chỗ cố dài đồng cho nên muốn mau chóng xử lý xong cái công việc ở đây, cho nên nhịn không được dục đám Chu Hiểu Vân ăn nhanh lên một chút đúng lúc này thì một thanh âm trong trẻo vang lên trương dương là người a à. trương dương nhìn lại về phía thanh âm thấy một cô nương mặc áo phông đỏ quần jean xanh đầu đội mũ lưỡi trai đang đứng cười bên cạnh nàng ta còn có ba cô nương nữa tất cả đều cũng là thuộc dạng có nhan sắc nhưng nổi bật nhất vẫn là cô nàng kia trương dương cau mày nhìn lại một chút lúc nạp mới nhận ra nữ tử đó là hà vân nhạn trước kia mấy lần gặp hà vân nhạn đều thấy nàng ta mặc phách bây giờ nhìn thế này có chút khác nên không nhận ra ngay hà vân nhạn đi về phía trương dương nàng ta có một vẻ đẹp hết sức tự nhiên lông mày và lông mi chưa từng sửa qua có một chút hơi thiếu sự ôn nhu nữ tính nhưng lại có vẻ ánh khí sắc sảo một đôi mắt sâu thăm thẳm giống như con suối sâu trong rừng vậy nó mang theo một chút ngang ngạnh khó nói lên lời khéo miệng luôn mang theo một nụ cười tự tin có thể nói hà vân nhạn không thực là một người con gái tinh tế ôn nhu nhưng bất kỳ ai cũng phải công nhận nàng đẹp đẹp một cách cá tính như tính cách của nàng ta vậy. Hà Vân Nhan đi tới trước mặt Trương Dương, Trương Dương. Ngươi lần trước nói thế nào ngươi nhớ không? Ngươi bảo tới Đông Giang sẽ liên hệ với ta cơ mà. Thế nào lại quên mất hả? khinh thường người khác phải không? Ta với ngươi rất thân thiết sao? Trương Đại Quan nhăn vẻ mặt cười rất xấu xa. Hà Vân Nhan chừng mắt nhìn hắn nói, đừng từ người khác coi ngươi là bằng hữu thì lên mặt. Trương Dương bật cười ha hả, nha đầu, ăn tối chưa, rất vui được ăn tối với ngươi. Ta với ngươi có quen sao? Trương Dương gật đầu rồi xoay người đi. Hà Vân nhạn bực mình mắng tiểu từ kia thật là khó ưa, xong quay người lại nói với mấy người bạn, này hôm nay không cần ăn cơm bụi nữa, có đại tài chủ mời khách. Trương Dương lần đầu tiên được nhận thức cái gọi là lực hiệu triệu của Hà Vân Nhạn, nàng dẫn theo cả một đoàn 16 tỷ muội đánh tới. Trương Đại quan nhân bữa này phải chi tới 600. Hà Vân nhàn hết sức hả hê vì trả thù hắn được. Bất quá đối với trương đại quan nhân trước giờ tiền tài chỉ là vật ngoại thân, được người bảy mỹ nữ vậy xung quanh cũng có cái thú vị của nó. Hà Vân nhàn đứng dậy giới thiệu với mọi người, vị này là trương dương bạn của ta, là chủ nhiệm văn phòng đại diện huyện xuân dương tại bắc kinh, cán bộ quốc gia, đảng viên đảng cộng sản. Các chị em, ngày hôm NAV là hắn đứng ra mời chị em chúng ta. Mười mấy vị mỹ nữ dùng ánh mắt cảm động nhìn trương dương trương dương cười nói ta thế nào bỗng nhiên có cảm giác như lọt vào giữa bầy sói a à, có bao nhiêu mỹ nữ cùng ăn với ngươi như vậy là phúc khí ngươi tu bao nhiêu đời mới được đấy chính ngươi là sói thì có mọi người đều cười ồ lên vui vẻ lúc này đám người sở du lịch giang thành ngồi bên cạnh trông sang chu hiểu vân vừa gặm cua bể vừa nhìn đám mỹ nữ vây quanh trương dương có phần cảm thán nói trương trưởng phòng thật là có năng lực a à, chỗ nào cũng có người quen thế tiệc hải sản này rượu được miễn phí cả đám mỹ nữ lần lượt hướng trương dương mà kính rượu với mười mấy người mà lần lượt kính rượu thì hẳn là các nàng muốn hạ gục mình đây bất quá trương đại quan nhân là ai há lại sợ mười mấy tiểu nha đầu này lúc sau nói chuyện mới biết bao gồm cả hà vân nhan mười bạc người ở đây đều là những người lọt vào vòng thi chung kết của cuộc thi tuyển chọn này tại khu vực đông giang trương dương cũng không có nói thân phận mình ra dù sao hắn thuộc về ban tổ chức hiện lại đang ngồi với một loạt thí sinh thế này, vẫn cứ là có một số việc cứ tránh phiền hà thì hơn. Bởi vì những nữ tử này còn muốn làm quen sân khấu, nên bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc, mọi người tạm biệt hắn xin ly khai. Lúc này, Hà Vân nhạn thần thần bí bí đưa cho hắn một vé nhỏ giọng nói, tối chung kết tới đây cổ vũ cho ta. Trương Dương cười đưa trả lại phiếu cho nàng, ta ngày mai rời đi rồi, sợ là không thể xem được. Hà Vân Nhan hơi có một chút không vui, sau đó hung hăng nói với hắn tới hay không mặc kệ ngươi dù sao vé của ta ta cho ai kệ ta ta đã cho rồi thì không muốn thu lại nàng đáp cái vé về phía trương dương rồi xoay người rời đi trương dương có chút bất đắc dĩ lắc đầu lúc này chu hiểu vân đi tới phía sau hắn nói trương trưởng phòng a bạn gái ngươi à trương dương bất mãn nhìn hắn nói ta nói ngươi có thể hay không đừng có nhiều chuyện như thế tối chung kết đó an à đức hằng cố minh kiện cùng các cán bộ thuộc bộ phận tuyên truyền của tỉnh đều có mặt. Trương Dương xem ra đêm đó thực sự là náo nhiệt, hắn cũng cấp cho Gai Đồng và Dưỡng Dưỡng trở thành khách mời danh dự. Nhưng Cố Gai Đồng tối đó bận việc không tới nên chỉ có một mình Dưỡng Dưỡng. Trương Dương mang theo Dưỡng Dưỡng đi tới chỗ ngồi của khách mời. Cố Minh kiện thấy muội muội tới cười nói, ở nhà buồn quá ha? Theo ta tới chỗ ngồi đi. Dưỡng Dưỡng lắc đầu nói, chỗ đó toàn là mấy người lão nhân, ta không thích nói xong liền cầm túi đồ ăn vặt chạy xuống phía dưới trương dương hướng cố minh kiện giải thích dưỡng dưỡng cứ đòi ta bằng được ta liền đưa hai vé cho cả giai đồng tỷ bất quá tỷ lại không đi thần tình cố minh kiện lạnh nhạt ta là ca ca của nó mà cảm thấy còn không thân cận với nó bằng ngoại nhân a nói xong hắn liền quay lưng rời đi luôn trương dương lắc đầu cười khố thật chẳng hiểu vì sao tiểu tử này đối với mình tự nhiên lại sinh ra cái tâm lý khó chịu như thế Trương Dương cũng không có nhiệm vụ gì cụ thể, loanh quanh một vòng sau đó về ngồi cạnh dưỡng dưỡng. Dưỡng dưỡng đưa cho hắn túi hạt dưa hỏi, ca ta có phải nổi giận hay không? Trương Dương cười nói, không có, là hắn rất quan tâm tới ngươi. Âm nhạc bắt đầu vang lên, người đại diện cho đài truyền hình tỉnh bắt đầu đi lên sân khấu đọc diễn văn. Trương Dương đối với cái tiết mục này chẳng hề có hứng thú, nhìn lên sân khấu, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới Hải Lan, nhớ tới những kỷ niệm giữa hai người, hắn nhắm mắt cảm thán, Hải Lan, rốt cuộc giờ này ngươi đang ở nơi nào? Có lúc nào nghĩ tới ta hay không? Cuộc thi tuyển nạp dựa theo mô hình tổ chức thi hoa hậu, chia ra làm phần biểu diễn hình ảnh, tổng hợp tố chất, biểu diễn năng khiếu nghệ thuật. Bởi vì đây là lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Bình Hải cho nên tính chu viên nghiệp có phần nào bị giảm sút. Cho nên khó tránh khỏi những sai sót, bất quá tổ chức lần đầu đã được như thế thì phải nói là rất thành công. Hà Vân Nhạn đêm đó lọt vào top 15 người xuất sắc nhất, lúc này 15 người đã xuất hiện trên sân khấu trung tâm. Trương Dương bây giờ mới để ý lên trên sân khấu. Gạch dưới, ban giám khảo lần lượt hỏi mấy vấn đề, đều là kiến thức về lịch sử văn hóa Giang Thành. Hà Vân Nhạn đều trả lời trôi chảy, xem ra nàng đã chuẩn bị từ trước rất tốt và cấp cho ban giám khảo một ấn tượng rất tốt. Tới phần biểu diễn tài năng, đèn sân khấu mở dần rồi tắt hẳn sau đó một ánh đèn bật sáng tập trung ở chính giữa sân khấu. Hà Vân Nhan lúc này đang mặc một bộ vũ y màu trắng, trong âm nhạc dịu dàng, dưới ánh đèn sân khấu và trên màn khói sân khấu, nàng tựa như một tiên tử trốn nhân gian. Thân thể u viền chuyển truyền tải tới người xem một vũ điệu thần bí xuất thần. Khi thì mềm mại huyền chuyển nhẹ nhàng như dạng liếu đu đưa trong gió nhẹ, lúc thì xoay tròn như một cơn lốc, một điệu múa tuyệt vời, lúc như nước chảy, khi thì như mây trời, vừa huyền chuyển mềm mại, lại mãnh liệt, mạnh mẽ, lúc thực lúc hư. Đột nhiên nàng tung mình lên không chung, một hình ảnh giống như một tiên nữ đang bay lên trời, một hình ảnh tuyệt mỹ lưu lại trong tâm trí khiến cho người ta phải si mê. Trương Dương đột nhiên nhớ tới một câu thơ, khôi vũ lộng thanh ảnh. Hà tự tại nhân gian. chương 142, chuẩn bị phản kích. Hà Vân Nhan nhìn xuống hàng ghế khách mời có Trương Dương, khóe miệng hơi nhếch lên. Lộ ra một nụ cười, Tài nghệ của Hà Vân Nhan không chỉ giới hạn trong vũ đạo, ngay cả đàn piano cùng đàn tranh đều chơi rất tốt. Nếu như không phải tận mắt trông thấy, Trương Dương thực sự không tin nổi đây là cái tiểu nha đầu làm quảng cáo bia mà dám liều mạng với đám lưu manh đường phố. Trương đại quan nhân thầm hỏi không biết cái tiểu nha đầu ấy với cô nàng trên sân khấu kia tới tột cùng có phải là cùng một người nữa không. Hà Vân Nhan đạt được điểm rất cao, đứng đầu trong 15 thí sinh. Kỳ thực thì trong 10 năm người này cũng đã xác định ra được một vài người xuất sắc nhất từ trước, buổi biểu diễn chung kết ấy chỉ là phần thi giữa những người đó. Mà sau phần biểu diễn này, người ta cho rằng vị trí quán quân gần như đã thuộc về Hà Vân Nhan. Sau khi phần thi biểu diễn kết thúc, ban giám khảo hội ý một chút, sau đó thống nhất ý kiến rồi mới công bố kết quả. Căn cứ theo tình huống hiện tại thì Hà Vân Nhan đạt được quán quân chắc không thể nghi ngờ. Trương Dương ngồi ghế khán giả đang suy nghĩ xem nên chúc mừng nàng như thế nào. Thì chủ nhiệm ban văn nghệ đài Chu Vền Hình tỉnh Bình Hải Lý Huệ Hà nói, "Ta vừa biết một việc, có vài thí sinh trước khi thi đã lén liên hệ với một số thành viên trong ban tổ chức. Ta hoài nghi chúng ta lần này nội dung thi lần này bị tiết lộ ra ngoài." Phó giám đốc sở du lịch Giang Thành Cao Quý Hưng ngạc nhiên nói, "Có chuyện này sao? Lãnh đạo cấp trên đối với lần thi tuyển này tương đối chú ý." đã nhấn mạnh phải tiến hành công tác một cách công bình công chính, nếu có bất luận hiện tượng gian dối gì sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Ánh mắt Lý Huệ Hà bỗng nhiên rơi lên người Trương Dương. Trương Dương có chút kỳ quái nhìn nàng, tuy rằng hắn là thành viên trong ban tổ chức, nhưng cũng chi là vai chạy trọt linh tinh, lẽ nào chuyện này có liên quan tới bản thân hắn. Hắn bỗng nhiên ý thức được vấn đề có chút không ổn. Lý Huệ Hà nói, Trương trưởng phòng, xin hỏi ngươi và thí sinh số 15 Hà Vân Nhan trước khi có lén liên lạc không? Trương Dương bây giờ mới hiểu thì ra nàng ta nói nãy giờ là ám chỉ mình. Lão tử từ, từ lúc tới Đông Giang tới giờ đều vẫn tỏ ra khiêm tốn. Con mẹ nó ta chưa trêu chọc gì vào các ngươi các ngươi đã tìm đến ta. Ngực Trương Dương có chút bực, con mẹ nó ta có ăn cơm một bữa với nàng ta thì như thế nào? Ở đấy có nhiều người như vậy có thể là làm sao đây? Cố kiềm chế lửa giận trong lòng, Trương Dương gật đầu nói, Lý chủ nhiệm, ta cùng Hà Vân Nhan đúng là có quen biết từ trước, bất quá liên hệ thì không. Người nói có điểm không công bình là như thế nào? Lý Huệ Hà nói, lần này gánh trách nhiệm chính tuy là sở du lịch giang thành các người, nhưng đài truyền hình tỉnh chúng ta cũng là đơn vị tham gia, chúng ta cũng có trách nhiệm phải thực hiện chuyện này sao cho đúng với tiêu chí đã đặt ra. Có người đã cung cấp tin tức ngươi và Hà Vân Nhan có đi ăn tối với nhau, hơn nữa còn có hối lộ. Trương đại quan nhân lửa giận bừng bừng, giận dữ nói, mẹ kiếp, người có cái chứng cứ gì không? Không có chứng cứ thì đừng có vu hãm cho ta, cũng đừng vu hãm cho một tiểu cô nương." Cao Quý Hưng thấy Trương Dương nổi nóng cư nhiên mắng chửi người khác như thế, vội vàng nhắc nhở, "Tiểu Trương, chú ý ăn nói một chút. Cẩn thận hậu quả." Trương Dương chỉ thẳng vào mặt Cao Quý Hưng, "Một đám người các ngươi không phải muốn hắt chậu nước bẩn lên người ta sao? Công bình công chính, Hà Vân Nhan đạt điểm có gì không công bằng sao? Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này lão tử không quan hệ." chu viện chấm điểm đều là mấy người các ngươi, ta chẳng quản tới. Bất quá kẻ nào vô hãm ta, ta không bỏ qua cho hắn. Nói xong Trương Dương lập tức xoay người đi ra cửa. Lý Huệ Hà bị mắng tới tức run rẩy người, nàng nói đây là tố chất cán bộ giang thành các ngươi sao. Hắn mà là cán bộ quốc gia sao, ta thấy giống một kẻ lưu manh hơn. Hà Vân Nhan đứng bên hành lang, Trương Dương rời đi khỏi, nàng cũng bị ban tổ chức hỏi han một chút. Hai người nhìn thấy nhau, ánh mắt Hà Vân Nhan hơi đỏ lên, cắn cắn môi dưới một chút. Trương Dương chậm rãi đi tới phía nàng, trong lòng nhất thời không biết nói cái gì, chuyện này thực sự là đen đủi, bởi vì nguyên nhân là hắn mà nàng sắp đoạt được quán quân lại bị loại một cách oan ức. Hà Vân Nhan cười nói, ta hắt cả một chén trà vào mặt hắn. Lúc này phía trong vang lên một thanh âm phẫn nộ, "Hà Vân Nhan, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm vì hành vi ngày hôm nay." Trương Dương bật cười, Hà Vân Nhan cùng cười khanh khách theo hắn nàng chỉnh lại váy múa một chút ngươi chờ ta ta đi tháo trang sức đêm nay không say không về trương dương gọi điện cho cố minh kiện một chút bảo minh kiện lát nữa đưa giường dưỡng về sau đó hai người chẳng đợi kết quả công bố mà ly khai luôn khỏi đài truyền hình cố minh kiện cúp máy nói với an đức hằng trương dương điện thoại an đức hằng cười cười cầm lấy bản kết quả an đức hằng đưa cho nhìn lại một chút không thấy có tên hà vân nhan thì mỉm cười Cố Minh Kiện cũng không phải là một kẻ rộng lượng gì, lần trước tại bệnh viện Hà Vân Nhan nhục mạ hắn, hắn vẫn chưa có quên, vừa vặn có người nói Hà Vân Nhan có quen biết với Trương Dương, Cố Minh Kiện lặng lẽ tác động một chút, không chỉ gạt nàng ra khỏi vị trí quán quân mà còn xóa khỏi danh sách luôn. Ăn Đức Hằng thì chẳng biết tiểu nha đầu kia có thủ oán gì với Cố Minh Kiện, bất quá hắn đã lựa chọn như thế thì cũng chỉ có thể tôn trọng mà thôi. Đêm nay xem Hà Vân Nhan biểu diễn hắn thấy rằng nàng ta thực sự là một nữ tử vô cùng xuất sắc, nếu công bình mà nói, nàng ta đoạt cái giải quán quân là hoàn toàn chính xác. Cố Minh Kiện nói, loại có chút gian dối nạp tuyệt không thể bỏ qua. Ta nghe nói bên Hồng Công tuyển chọn hết sức nghiêm túc. An Đức Hằng gật đầu. Cố Minh Kiện thấp giọng nói tiếp, phần cạnh tranh của Phương Vân Nam ta đã chiếm được. An Đức Hằng bắt đầu một lần nữa phải xem lại công tử cố ra, Trước hắn vẫn cho rằng Cố Minh Kiện là một tiểu tử tự cao tự đại, chỉ biết ăn chơi. Nhưng qua tiếp xúc hắn nhận ra tiểu tử này cũng có trí tuệ. Quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển tử, có lẽ là bởi tính tình thanh niên che giấu đi sự cơ trí của hắn. Bất quá hắn vẫn có một điểm đó là lòng dạ hẹp hòi, loại người như thế một khi trở mặt thành thù thì sẽ rất phiền phức. Hà Vân Nhan dắt xe đạp mình ra, đang định đặt lên xe ô tô của Trương Dương, nhưng có điều xe của Trương Dương tự nhiên lại trục trặc vô luận thế nào cùng không nổ máy được. hai người quay ra nhìn nhau không khỏi nở nụ cười. trương dương chủ động đi tới, cầm tay lái xe đạp nói đi. để ta lai like ngươi. hà vân nhan gật đầu, nhẹ nhàng ngồi lên yên sau. trương dương đạp xe quả thực là không dám khen tặng. đi một đoạn mà hết lắc đông lại lắc tây. hà vân nhan vội nắm lấy thắt lưng hắn, sợ bị thằng nhãi này hất xuống đường. tháng tư đông giang vẫn có một chút lạnh. hà vân nhan lúc này mà có chút đơn bạc gió đêm thổi có chút lạnh, bất giác không tự chủ lép sát lưng Trương Dương một chút. Một loại cảm giác ấm áp không tả nôi bao trùm phương tâm, Trương Dương cũng cảm nhận được sự ấm áp tới từ Hà Vân Nhan. Dù chỉ nhẹ nhàng nhưng trong cái tối lành lèo này, như vậy cùng đủ rồi. Hai người đi tới chợ đêm, Hà Vân Nhan gọi mấy món hải sản, ốc, tôm và một vải bia, biểu tình trên mặt không có một chút gì là không vui cả. Trương Dương cầm chén rượu cùng với nàng, sự tình đêm nay thực sự là hắn vô cùng áy náy nếu như không phải là vì hắn thì hẳn là giờ này hà vân nhan đã trở thành quán quân rồi xin lỗi a à, trương dương chân thành nói hà vân nhan ngửa cổ uống hết cốc bia một cách rất sảng khoái đặt cốc lên mặt bàn đôi mắt nhìn thẳng vào trương dương nói xin lỗi cái gì ta nói là chuyện tối nay hà vân nhan lắc đầu ta tuy rằng không có tiền thế nhưng ta cũng chẳng quan tâm chứng minh được thực lực của mình là đủ rồi từ sâu trong đôi mắt của nàng, Trương Dương cảm thấy được một đôi chút uỷ khuất được che giấu sâu kín. Trương Dương nâng chén rượu lên nói, trong lòng ta ngươi vẫn là quán quân duy nhất. Hà Vân Nhan thản nhiên cười nói, ta múa có đẹp không? Trương Dương gật đầu đáp, từ trước tới giờ ta chưa gặp ai múa đẹp như thế. Kỳ thực ta còn bé cũng từng học qua thể thao, bất quá sau vì vóc dáng lại theo học múa. Vóc dáng ngươi thật không sai mà, cái cần to thì thật to, cái cần nhỏ thì thật nhỏ tiểu tử này cười xấu xa nói. Cút, đôi mắt Hà Vân Nhan trợn tròn, nhưng lại không nhịn được bật cười. Lúc đó không hiểu sao tự nhiên lại chán thể thao, thế là chu vển sang học múa. Hà Vân Nhan uống một ngụm bia rồi nói, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ không tới cơ. Lúc trông thấy ngươi ta rất vui, ta rất muốn ngươi tới xem a. À. Trương Dương từ những lời này ngấm ra một loại hàm nghĩa bất bình thường, hắn nàng chén rượu cùng với cốc bia của nàng nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định đòi lại công bằng cho ngươi. Hà Vân Nhan bật cười khanh khách, cái gì mà công đạo? Ta cần gì cái vị trí ấy? Nhưng mà lúc ban giám khảo ám chỉ ta, cũng muốn giúp ta linh động một chút. Ai mà hảo tâm vậy a? À? Vẻ mặt Hà Vân Nhan khinh thường, hảo tâm. Sắc tâm thì có, nói xong nàng không nhịn được cười, bất quá, lúc hắn nói chuyện ta đều đem ghi âm lại. Trương Dương nhíu nhíu mày, trước kia hắn từng nghe nói có việc ban giám khảo lợi dụng chức quyền mà thu lấy nhan sắc của thí sinh hà vân nhan lại nói kỳ thực ta đối với cái danh hiệu ấy cũng chẳng có mong muốn gì một thân một mình nếu chỉ dựa vào bản thân mà muốn leo lên được thì chẳng làm sao sống được ở cái vùng nước đục ấy ngay từ lúc đầu tham gia ta chỉ muốn chứng minh thực lực bản thân ta thực sự không quan tâm tới kết quả mình sẽ thu được cái gì nàng dừng lại một chút hai mắt nhìn trương dương một cách thâm thúy rồi nói huống chi ngươi đã tới đã ngồi xem ta múa, như vậy ta đã hài lòng rồi. Nhìn tiểu ni tử trước mắt này, trong lòng Trương Dương bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cảm động khôn tả, hắn thấp giọng nói ta vĩnh viễn là khán giả trung thành nhất của ngươi. Hà Vân Nhan cắn cắn môi, đôi mắt đẹp hơi có một tầng lệ mang bao phủ, nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, nhìn về phía xa xăm, đừng có nói như vậy, ta sẽ không. Ta nói rất nghiêm túc, Trương Dương ngắt lời nàng. Hà Vân Nhan bật cười lấy một miếng tôm nhét vào miệng hắn, tin được ngươi mới là lạ. Người Hà Vân Nhan nói ám chi kia có thể là Cao Quý Hưng. Bất quá khiến cho Trương Dương căm tức chính là Chu Hiểu Vân nói cho hắn rằng chính tiểu tử kia đã nghe được Cao Quý Hưng tố cáo với hội đồng ban giám khảo là Trương Dương và Hà Vân Nhan có liên hệ, con mẹ nó thực sự là một thằng đê tiện. Sang ngạp thứ hai, ban tổ chức cuộc thi tu viện tại khu vực Đông Giang mở một cuộc họp nhỏ nhằm vào vấn đề Trương Dương nhục mạ một thành viên của ban tổ chức, chủ nhiệm ban văn nghệ đài truyền hình Bình Hải, ngoài ra là vấn đề nghi ngờ Trương Dương có liên hệ với thí sinh trước khi thi tuyển. Dự thính cuộc họp nạp có phó chủ nhiệm ban tuyên huấn thị ủy Giang Thành. Uông Trường Quản, phó giám đốc sở du lịch Giang Thành Cao Quý Hưng, chủ nhiệm ban văn nghệ đài truyền hình Bình Hải Lý Huệ Hà, cùng với một số thành viên trong ban tổ chức. Trước đó Uông Trường Quản đặc biệt nói chu viện riêng với Trương Dương, nói chuyện này lớn thì cũng không hẳn là lớn, nhỏ thì cùng chẳng nhỏ, nhục mạ cấp trên ảnh hưởng không hề tốt chút nào. Mọi người muốn Trương Dương phải công khai xin lỗi Lý Huệ Hà, Uông Trường Quân cùng không dự định tiếp tục truy cứu xuống, thân là cán bộ lãnh đạo ở Giang Thành, đối với cơ cấu của Trương Dương hắn cũng rõ ràng một chút, không cần thiết phải nháo đại chu viện này. Trương Dương biểu hiện thái độ ra cũng khá là hợp tác, hắn cũng ngu viện ý xin lỗi Lý Huệ Hà. Cuộc họp bắt đầu khoảng một phút rồi Trương Dương mới ung dung đi vào, hắn ngồi xuống vị trí gần đại môn, ngày hôm nay hắn là nhân vật chính, mọi ánh mắt người khác đều nhìn vào hắn, trong đó đa số đều mang một chút khinh thường. Dù sao trương dương lưu lại ấn tượng cho người khác rất kém, trong quan trường giải quyết vấn đề mà dựa vào nhục mạ và nắm đấm thì đó là biểu hiện khả năng kém cỏi. Thế nhưng không ai muốn dây dưa với trương đại quan nhân, chính bởi vì tính nết hắn thích động quyền cước khiến cho nhiều người đối với hẳn sinh ra cảm giác sợ hãi. Dù sao cũng chẳng ai muốn ăn đòn vào thân. Cuộc họp do uông chuông quân chủ trì. Hắn đầu tiên là khẳng định tầm quan trọng của ban tổ chức, sau là tán dương thành tích của phân khu thi tuyển Đông Giang, sau cùng mới nhắc tới vấn đề của Trương Dương. Uông Trường Quản nói: "Lần này trên tổng quan mà nói là rất tốt, thế nhưng vẫn tồn tại một chút vấn đề nhỏ của cá nhân một vài đồng chí và các yếu tố khách quan, bất quá chúng ta từ đó cùng cần rút ra kinh nghiệm." Ánh mắt hắn nhìn Trương Dương nói: "Trước khi họp, ta đã trao đổi cùng đồng chí Trương Dương, Tiểu Trương đã nhận thức được sai sót của mình." Nói đến đây hắn dừng lại một chút, y muốn Trương Dương lên tiếng. Trương Dương đứng dậy nói, tất cả mọi người đều biết, cuộc họp ngày hôm nay mục đích chính là phê bình sai phạm của ta, muốn xem ta xin lỗi lý chủ nhiệm. Uông Trường Quân nghe vậy biểu tình có chút thay đổi, nghe cái ngữ điệu là tiểu tử này lại muốn sinh sự, dù sao tính tình tiểu tử này hắn cũng không phải mới chỉ nghe một lần, hắn cười nói, Trương Dương, ai cũng có thể phạm sai lầm, nhưng chỉ cần biết nhận sai, sửa sai thì vẫn là một cán bộ tốt ở đây dù sao cũng là Đông Giang, hắn không muốn sự tình nháo đại, chỉ cần trở lại Gian Thành, chuyện xảy ra thế nào hắn chẳng thèm quản tới. Ánh mắt Trương Dương nhìn mọi người khắp một lượt, cuối cùng dừng lại tại Lý Huệ Hà. Hắn thấp giọng nói: Lý chủ nhiệm, ta thừa nhận ngày hôm qua ta nhục mạ ngươi là sai, thế nhưng ngươi vu khống ta cùng thí sinh tồn tại Gian Lận khiến cho ta tức giận. Đảng viên chúng ta thực sự mọi việc đều rõ ràng, ta cùng thí sinh Hà Vân Nhan trước kia đúng là bằng hữu thế nhưng ta chưa từng tiết lộ bất luân tin tức gì về hoạt động thi tu viển với nàng ta, thậm chí ngay cả bản thân ta làm trong sở du lịch Giang Thành nàng ta cùng không biết. Bây giờ ta có mặt ở đây, xin tất cả mọi người cứ nói rõ ràng. Ai là người cung cấp tin tức đó? Tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả Lý Huệ Hà cũng vậy. Trương Dương nói, năng lực của thí sinh Hà Vân Nhan như thế nào? Tất cả mọi người ở đây có mặt đều chứng kiến tối ngày hôm qua. Các người vì một cái báo cáo nặc danh, đoạt đi trước quán quân của nàng ta, tước đi giải thưởng, tước luôn cả quyền dự tuyển vòng trong. Nếu như là nhằm vào ta, không quan hệ, nhưng các ngươi luôn mồm kêu công bình công chính, vậy công bình công chính ở đâu? Lý Huệ Hà lạnh lùng nói, tuyển chọn người đại sứ cho du lịch Thanh Thai Sơn không chỉ lựa chọn về tố chất, kể cả cho là nàng tố chất thế nào, nhưng phẩm đức có vấn đề thì cùng không thể trúng cử. Phẩm đức, các ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ nhắc đến hai chữ phẩm đức sao? Ánh mắt Trương Dương nhìn về phía Cao Quý Hưng, Cao Quý Hưng bị ánh mắt sắc bén của hắn Trương Dương làm cho không rét mà run. Kẻ đâm thọt chính là hắn, đương nhiên hắn trột dạ. Trương Dương chỉ về phía Cao Quý Hưng, cao cục, có phải là chính ngươi đã ám chỉ, chỉ cần tuyển thủ đáp ứng mấy cái yêu cầu quá phận của nhà ngươi thì ngươi sẽ tạo điều kiện cho nàng ta. Khuôn mặt của Cao Quý Hưng đỏ bừng bừng, hắn cả giận, Trương Dương, ngươi đừng có chó cùng rứt dậu, Vu Hàm ta thuần khiết trương dương đứng lên con mẹ nó ngươi nhắc lại lần nữa xem nào uông trường quân thật không nghĩ bầu không khi đương yên lại trở lên dương cung bạt kiếm thế này hắn cả giận trương dương ngươi ngồi xuống cho ta trương dương rút trong túi ra một cái máy ghi âm ấn nút play thanh âm của cao quý hưng vang lên luẩn quẩn trong phòng họp tiểu hà a ngươi tố chất không sai bất quá vẫn còn có một vài sai sót nhỏ nếu không sửa chữa thì khó mà đạt được thứ hạng cao ta không hiểu ý tứ của ngài ha ha, nếu tối NAV ngươi tới phòng 308 khách sạn Bắc Thái Tân thì ta sẽ chỉ cho ngươi một chút. Xin lỗi, ngươi tìm nhầm người dỗi. Hà Vân Nhan không phải một tiểu nha đầu đơn giản, ý tứ của Cao Quý Hưng thế nào nàng biết rõ, tối hôm qua trước khi ly khai nàng đã đưa cuốn băng ghi âm này cho Trương Dương. Trương Dương sở dĩ đáp ứng tới họp là vì muốn vạch mặt bộ mặt thật của con sắc lang Cao Quý Hưng, hắn hiện đã nắm chắc chứng cứ liền quay lại phản kích, nhất kích tất sát khuôn mặt cao quý hưng lúc này đã chu vển từ đỏ bừng sang tái mét, hắn giống lên, người ngụy tạo, người giả ghi âm ngụy tạo chứng cứ. Tất cả mọi người tham dự cuộc họp đều nghe rất rõ cuộn băng vừa rồi mọi người đều biết là trước đó Cao Quý Hưng đã tố cáo Trương Dương, nhưng xem chừng hóa ra chính là Cao Quý Hưng vừa ăn cắp vừa la làng. Cao Quý Hưng thẹn quá hóa ngu, xông lên muốn cướp cái máy ghi âm trên tay Trương Dương, hắn làm thế khác gì lao đầu vào chỗ chết. Trương Đại Quan Nhân thế nào lại bỏ qua cơ hội như thế để trả thù. Xoay người cho hắn hai cái tát rõ mạnh, sau đó cho hắn một cước lăn ra đất. Ánh mắt hắn ngập khinh thường, con mẹ nó, lão tử ghét nhất loại người lưu manh. Cao Quý Hưng lăn lộn đau đớn trên mặt đất, rên rỉ hắn đánh ta, bắt hắn. Cao Quý Hưng là cán bộ Giang Thành, hắn nháo ra cái chu viện này khiến cho ôn trường quân cũng cảm thấy xấu mặt, trong lòng thầm trách tiểu tử Trương Dương kia lúc nãy không có đem chuyện này nói cho hắn. Trương Dương lúc này đi đến bên cạnh Uông Chuông Quân, Uông Cục, chu viện này ta xin nhờ ngài đứng ra làm chủ. Đây vật chứng, nếu như sợ thiếu thì ta sẽ đưa thêm nhân chứng ra. Nói xong hắn chuyển hướng nói với Lý Huệ Hà, Lý chủ nhiệm, bây giờ ngài có cần ta xin lỗi nữa không? Lý Huệ Hà nhất thời không nói lên lời nữa, ngày hôm qua Trương Dương như hung thần ác sát đã khiến nàng sợ hãi, vừa rồi lại chứng kiến hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay làm cho cao quý hưng ăn đủ, nàng đã đủ hồn phi phách tán rồi, cái gì mà bắt Trương Dương xin lỗi sớm đã bay mất. Trương Dương nói, sự thực đã chứng minh trong nội bộ chúng ta vẫn luôn có những kẻ xấu. Nhưng chúng ta không thể để con sâu làm giàu nổi canh, đối với những kẻ như thế nhất định phái trừng trị nghiêm khắc. Lý chủ nhiệm, có lên làm một bản báo cáo về chuyện này không nhi? Sắc mặt Lý Huệ Hà tái nhợt, thậm chí nàng còn không dám nhìn vào mắt hắn, lúng túng nói có thể là hiểu nhầm, giải thích rõ ràng ra là được rồi. Ha ha, Lý chủ nhiệm thật tốt ha. Giải thích rõ ràng là xong ư. Sai phạm như thế quên đi được sao? Một thí sinh ưu tú như thế bị loại một cách như thế này sao? Chẳng phải các người vẫn luôn miệng nói công bình công chính sao? Nếu nhận thức sai lệch thì phải sửa chữa. Chu vệ này tới tột cùng có nên sửa chữa không? Lý Huệ Hà cắn cắn móng tay, thực sự thì chuyện tình Hà Vân Nhan nàng cũng không thể định đoạt được. Uông trường quân có chút khó chịu, Trương Dương, sự việc này sẽ nói sau, hiện tại ngươi về trước đi. Trương Dương mỉm cười nói, ta không hiểu một chuyện là, vấn đề xảy ra trên người ta thì phải lập tức giải quyết bằng được, nhưng còn nếu là xảy ra trên các ngươi thì sẽ lảng tránh, để nói sau. Con mẹ nó chứ, ta dễ bị khi dễ vậy sao? Không phải các ngươi nói ta và Hà Vân Nhan có quan hệ không minh bạch sao? Để ta nói cho các ngươi biết nhé, ta và nàng ta là hảo bằng hiếu, ta thì lại không quen nhìn kẻ khác khi dễ bằng hiếu của mình, ta phải cấp cho nàng một cái công đạo các ngươi không cho ta một cái kết quả hợp lý ta đem chuyện này tung ra ngoài tưởng đài truyền hình tỉnh thì có thể bức người sao không có các ngươi thì vẫn có báo chí có đài tiếng nói đừng tưởng chuyện này thế là xong ta không sao không có nghĩa là các ngươi cũng không việc gì cái này mọi người đều ý thức được trương đại quan nhân nói được làm được ngàn vạn lần đừng để dính vào việc này với hắn đối với kẻ như trương dương tốt nhất là cứ nên kính nhi chi viễn chỉ tiếc là lúc nhận ra điều đó thì đã muộn Trương Dương bỏ đi ra khỏi phòng, phó chủ nhiệm ban tuyên huấn thị ủy Giang Thành Uông trường quân vội đi ra theo, cả tiếng gọi Trương Dương. Đứng lại đó cho ta, Trương Dương đối với Uông trường quân cũng chẳng thèm tính toán, dù sao chuyện này hắn cùng chẳng liên quan gì, thân là lãnh đạo cao nhất ở đây tâm lý trung hẳn là muốn làm êm cho xong chu viện. Uông trường quân tiến tới vỗ vai thân mật với Trương Dương nói, tiểu Trương A, ta biết ngươi ủy khuất nhưng chuyện này chúng ta nên lấy đại cục làm trọng, người tiếp tục nháo lên chỉ càng là bôi đen lên bộ mặt cán bộ giang thành chúng ta chuông dương cười nói bôi đen thì sao sao lúc họ bôi lên mặt ta không thấy ngươi nói như thế nhỉ uông trường quân xấu hổ ho khan một tiếng hắn nhìn chung quanh một chút rồi thấp giọng nói với trương dương tiểu trương ta xem hay là chuyện này có thể cho qua đừng để người khác chê cười loại người không biết xấu hổ như cao quý hung nếu tiếp tục bỏ qua hắn sẽ càng lấn tới rồi không biết sẽ bao nhiêu người sẽ bị hắn làm liên lụy nữa. Trương Dương bỏ lại những lời này sau đó rời đi. Trương Dương tuy rằng nhìn thì bất cần, nhưng lại là một người rất có nguyên tắc, lần thi tuyển này là do ban tuyên huấn thị ủy cùng sở du lịch Giang Thành đứng ra tổ chức, nhưng thực thế thì An Đức Hằng mới là nhân vật chóp bu. Trương Dương cho rằng chuyện bê bối này không chỉ là bất công bình đối với Hà Vân Nhan mà đồng thời cùng làm tổn hại lợi ích của An Đức Hằng. Cho nên hắn trực tiếp đi gặp An Đức Hằng để giải quyết chuyện này. An Đức Hằng đối với chuyện này không hề tỏ ra kinh ngạc, hắn gật đầu nói cảm tạ trương trưởng phòng đã nói cho ta chuyện này. Thật không ngờ đại lục cũng tồn tại những chuyện như thế này. Trương Dương nói ta không phải là bàn chuyện thị phi trước mặt ngươi. Mà chuyện này là vì ngươi trực tiếp bỏ vốn vào, việc này làm tổn hại tới lợi ích của ngươi, đồng thời cũng làm tổn hại lợi ích của Giang Thành. Ta mong An Tiên Sinh có thể làm rõ ràng chuyện này, đưa mọi chuyện về đúng vị trí của nó. An Đức Hằng cười nói, Trương trưởng phòng, thực sự mà nói mục đích chính của việc thi tuyển lần này là quảng bá hình ảnh. Có thể nói, cho tới bây giờ kết quả có thể nói là khiến ta rất hài lòng. Còn về đại sứ hình ảnh không quan trọng, ta vị tất đã lựa chọn trong số này. Trương Dương nghe hẳn nói thực sự có chút mơ hồ. An Đức Hằng huy động bao nhiêu tiền của nhân lực để tổ chức ra cuộc thi này, bây giờ hắn lại nói không quan trọng, vậy tới cùng là hắn tính thế nào? An Đức Hằng nói, ta lợi dụng lần này là để quảng bá hình ảnh du lịch Giang Thành, ngạp sau người đại sứ hình ảnh cùng phải là một ngôi sao có tầm cỡ, như thế tác dụng quảng cáo mới cao. Cho nên nói kết quả của cuộc thi tuyển này không quan trọng. Trương Dương tuy rằng đã hiểu ý của An Đức Hằng nhưng hắn không đồng tình, bởi vì không trọng yếu cho nên người có thể mặc phóng cho bọn họ làm gì thì làm, phá hủy hết sự công bằng của cuộc thi. An Đức Hằng đáp, thí sinh kia thực sự là rất xuất sắc, như thế này đi, ta sẽ giới thiệu nàng ta với các công ty điện ảnh, coi như là bồi thường cho nàng. Còn về phần cải biến kết quả ta xem có lẽ là thôi đi. Chuyện này làm lớn ảnh hưởng không tốt tới bộ mặt cán bộ thành phố Giang Thành, còn có. Ăn Đức Hằng dừng một chút rồi nói, kỳ thực, xóa tên nàng ta khỏi danh sách là ý của cố tiên sinh, cố tiên sinh có vẻ như không hài lòng với cô ta. Nói tới đây Trương Dương lập tức đã minh bạch, nguyên NSSN chân chính Hà Vân Nhan bị loại chính là cố minh kiện. Trương Dương thật sự không hiểu Vân Nhan đắc tội với Minh Kiện như thế nào. Chẳng lẽ là vì chuyện triệu nhị lần trước? Nếu thực sự như vậy thì cậu em vợ này bụng giả thực sự quá hẹp hòi. Ngay cả thường vụ phó thị trường Giang Thành cùng vì chuyện này mà gọi điện tới, hắn mong muốn Trương Dương không nên làm lớn chuyện này, nên vì đại cục mà suy nghĩ, đừng vì sự kiện này mà gây ảnh hưởng không tốt tới bộ mặt cán bộ Giang Thành. Điều này khiến cho tâm tình Trương Dương rất không thoải mái. Lý Trường Vũ cùng có thể cảm nhận được tâm tình của tiểu tử này, liền hứa hẹn sau khi về Giang Thành nhất định sẽ xử lý nghiêm cao quý hưng, trả lại cho hắn một cái công đạo. Nghe được Lý Trường Vũ hứa, trong lòng Trương Dương mới thoải mái hơn một ít, cố minh kiện gần đây càng ngày càng khiến cho hẳn phản cảm hơn. Trương Dương cho rằng nên nhắc nhở cố minh kiện một chút, vốn định hẹn gặp cố minh kiện, nhưng minh kiện lại không có hứng thú gặp mặt hắn ngay lúc trương dương đang suy nghĩ có nên đem chuyện cố minh kiện nói với giai đồng hay không thì phương vân nam gọi điện tới nghe thanh âm phương vân nam là biết hẳn là hắn đang gặp cái phiền phức gì rồi hắn nói có việc quan trọng cần gặp mặt trương dương nói chuyện phương vân nam xác thực là đang gặp phiền toái lớn nhìn thấy trương dương câu đầu tiên hắn đã hỏi cố giai đồng đang làm cái gì vậy trương dương nghe hắn hỏi vậy có chút sửng sốt thấp giọng hỏi xảy ra chuyện gì Người hợp tác với Cố gia Đồng xảy ra chuyện gì a? À? Ngay cả người luôn trầm tính như Phương Vân Nam cũng có chút mất bình tĩnh. Hắn kích động nói: Người có biết Phương Học Hải hợp tác với An Đức Hằng chưa? Hơn nữa ta cực khổ đưa ra phương án cạnh tranh bọn họ đều biết được. Hiện tại phương án của bọn họ hoàn toàn là nhắm vào chúng ta. Hiện tại chúng ta hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Trương Dương nhíu mày, hắn thật không ngờ tới An Đức Hằng lại hợp tác với Vương Học Hải. Phương Văn Nam phẫn nộ cùng bởi bao nhiêu công sức thiết kế kế hoạch của hắn mấy tháng tự nhiên lại bị người khác biết được. Hắn hiển nhiên cho rằng chuyện này có liên quan tới cố giai đồng, vì chỉ có cố giai đồng nắm rõ kế hoạch của hắn, rất có thể chính là nàng đã tiết lộ cho bọn chúng. Trương Dương kiên quyết nói, không có khả năng, cố giai đồng không phải loại người như vậy, nàng ta hẳn không bao giờ bán đứng ngươi. Phương Văn Nam tràn ngập chán nản nói, ta cùng mong muốn không phải là nàng nhưng tất cả tư liệu kế hoạch của ta tại sao bọn vương học hải lại biết ngoài cố giai đồng ra làm gì còn ai biết ngay cả tô tiểu hồng ta cũng không hề nói cho phải chăng giai đồng muốn lợi dụng ta lấy cái vẻ bề ngoài để cho đám lương thành long tập trung sự chú ý lên ta trương dương cả tiếng cố giai đồng không phải loại người như vậy hắn bỗng nhiên đứng lên nói chuyện nạp ta nhất định sẽ hỏi rõ ràng cho ngươi một cái công đạo phương văn nam lắc đầu cười khổ hiện tại muộn rồi lần này ta coi như không có bất kỳ một chút yêu thế nào, hoàn toàn rơi vào hạ phong. cố giai đồng lúc nghe chuyện này cũng hoàn toàn kinh ngạc. suốt thời gian vừa rồi nàng vẫn nỗ lực vì vụ đầu tư này, mặc dù nhìn ra thì phương văn nam xử lý là chính, nhưng nàng cũng tác động không nhỏ. chuyện này đối với nàng mà nói thật hết sức bất ngờ. cúp điện thoại, nàng trầm tư ngồi lặng trên ghế sofa. cố minh kiện mặc một bộ veston đen bước từ trên lầu xuống cười chào một tiếng, tỷ tỷ, hắn đang chuẩn bị ra ngoài. Minh Kiện, cố dài đồng gọi lại hắn. Cố Minh Kiện dừng bước hỏi, có chu viện gì thế? Ngữ khí dài đồng lãnh đạm, mấy thứ đồ đạc trong phòng ta ngươi có động qua không? Cố Minh Kiện bật cười, nhưng trong nội tâm có chút thấp thỏm bất an, tỷ, ta động vào mấy thứ đồ đạc trong phòng ngươi làm gì? Ta không có hứng thú với đồ của phụ nữ a. À? Ngươi hỏi dưỡng dưỡng xem. Cố dài đồng gật đầu nói, không là được rồi. Minh Kiện, nghe nói gần đây người hợp tác làm ăn với An Đức Hằng chỉ là bằng hữu bình thường, cái gì mà sinh ý, không phải người không biết, quyền lực và tài chính ta đều không có, người ta cần cái gì ở ta? Cố Minh Kiện hiển nhiên không muốn ở lại dây dưa, hắn mượn cớ có việc nhanh chóng chuồn đi. Cố dài Đồng nhìn theo bóng lưng đệ đệ, trong đôi mắt thần tình hết sức phức tạp, nàng gần như có thể kết luận kế hoạch phương án cạnh tranh tới 9 phần là do Minh Kiện tiết lộ ra ngoài. Bản kế hoạch này nàng vốn để trong phòng, dưỡng dưỡng đối với đống hồ sơ tài liệu này căn bản không động vào. Trước kia Minh Kiện cũng chưa từng bao giờ tự tiện vào phòng nàng, thế nhưng từ lúc biết An Đức Hằng và Vương Học Hải hợp tác cạnh tranh miếng đất bách hóa dệt Đông Giang, nàng lập tức liên tưởng đến đệ đệ. Cố dài đồng đi tới phòng làm việc của phụ thân mở máy tính, trong nhà nàng vẫn có camera bí mật, điều này chỉ có nàng và cố dẫn chi biết sau một hồi tìm lại rốt cuộc nàng cũng tìm thấy đoạn hình ảnh cố minh kiện lẻn vào trong phòng mình, tất cả sự thực đã được chứng minh. Cố dài đồng tựa như bị rơi thật sâu vào trong mâu thuẫn và thống khổ. Đệ đệ của nàng từ bao giờ lại biến thành cái dạng này? Hắn làm như vậy thì có khác gì kẻ ăn trộm, chẳng lẽ vì chuyện sinh ý mà hắn quên mất cả con người chính mình? Cố dài đồng cắn cắn môi, nhìn chằm chằm vào màn hình, qua rất lâu, cái màn hình chuyển sang chế độ xếp screen từ lúc nào rồi, Rốt cuộc hai mắt nàng nhắm lại, hai giọt lệ trong suốt bắt đầu lăn dọc trên khuôn mặt nàng. Nàng không phải khóc vì thất bại mà là khóc vì thất vọng, thất vọng vì đệ đệ yêu quý của mình. Cố Minh Kiện lúc này nội tâm đang hết sức bất an. Từ thái độ của tỷ tỷ, hắn đã ý thức được chuyện mình xem lén bản kế hoạch đầu tư đã bị phát giác. Hắn lúc này đang đi tới chỗ hẹn với Vương Học Hải và An Đức Hằng. Vương Học Hải nhạy cảm cảm thấy Cố Minh Kiện có chút bất an, hắn nâng chén rượu lên cười nói, nhờ có đệ lần này chúng ta nhất định giành được phần thắng lợi an đức hằng nói hiện tại chúng ta hoàn toàn vượt lên trước tập đoàn thịnh thế của phương văn nam có thể nói đối thủ này đã hoàn toàn bị chúng ta loại trả hiện tại chỉ còn lương thành long mà thôi vương học hài cười nói tập đoàn phong dụ của lương thành long cùng rất mạnh tại bắc kinh có một tòa building làm ăn buôn bán cũng rất lời an đức hằng và cố minh kiện đều biết những lời này khẳng định là còn có điều muốn nói hai người đều hướng ánh mắt nhìn hắn Vương Học Hải nói, trong tay ta có nắm một ít chứng cứ về chất lượng của building này, giả như những chứng cứ này công khai, tập đoàn phong dụ lập tức mất uy tín nghiêm trọng, thậm chí có thể đối mặt với nguy cơ bị phạt. An Đức Hằng hiện tại thực sự là bội phục Vương Học Hải, người này tuyệt đối âm hiểm giả dối hơn cả Hồ Ly. Mặc dù là như thế, nhưng trên thương trường, mặc dù biểu hiện ra quang minh chính đại làm ăn, nhưng thực tế bất kỳ ai cũng phải có những mánh khóe thủ đoạn riêng, ngay cả như việc Minh Kiện đánh cắp phương án cạnh tranh của Phương Văn Nam cũng là như thế. An Đức Hằng phải thừa nhận, mặc dù những thủ đoạn của Vương Học Hải đáng khinh thường nhưng nó hoàn toàn hiệu quả. Hắn nâng chén rượu cùng với Vương Học Hải, ánh mắt hai người nhìn nhau đều toát ra một tia cười đầy thâm ý. Có thể nói hai kẻ rất tương đồng gặp nhau, may mắn là trở thành đồng minh chứ không phải địch nhân, bằng không nhất định đổ rơi máu chảy lưỡng bại câu thương cố minh kiện nói khả năng là tỷ của ta đã phát điện ra chuyện này vương học hải nói với hắn thương trường như chiến trường muốn thành công nhất định phải xuất kỳ bất ý kỳ thực lúc trước ta hợp tác với tỷ ngươi rất tốt nhưng nàng lại tin lời kẻ gian quay sang hợp tác với phương văn nam thực sự là làm cho người ta tiếc nuối a ăn đức hằng cười nói minh kiện không phải đã làm rất tốt sao ta tin tưởng chúng ta sẽ có thể hợp tác tốt sau này tại giang thành đông giang thậm chí cả Bình Hải làm lên một sự nghiệp oanh oanh liệt liệt. Ta quyết định bỏ qua lần cạnh tranh này, Cố Gia Đồng trải qua suy nghĩ cẩn trọng rồi mới đưa ra quyết định này. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tư tưởng, nhưng Phương Văn Nam vẫn không nhịn được hỏi một câu, vì sao? Cố Gia Đồng ấy náy nói, kế hoạch cạnh tranh đã bị tiết lộ ra ngoài, hiện tại chúng ta không hề có một chút phần thắng nào. Ta thừa nhận, lần này cạnh tranh thất bại nguyên nhân là vì ta. Là ta khiến cho Phương tổng tổn thất. Phương Văn Nam lúc đầu biết chuyện còn rất phẫn nộ và thất vọng, nhưng hiện tại cũng bình tĩnh đi được rất nhiều, hẳn thấp giọng nói, cố tiểu thư, bách hóa dệt đông giang lần này là một cơ hội tốt ngàn năm có một, nếu như buông tay, coi như mất một cơ hội tốt để phát triển. Cố Giai đồng lần trước gặp Phương Văn Nam đã có chủ ý, lần này vì cố minh kiện lại thêm vào, khiến cho nàng cảm giác được cái bách hóa dệt đông giang thực sự là một vũng nước đục. Nàng không muốn dấn thêm vào, đối với Phương Văn Nam nàng tràn ngập ái náy, bất quá nếu đã quyết định rời khỏi thì không còn cơ hội thay đổi nàng nhẹ giọng nói phương tổng chúng ta hiện tại có thể nói là hoàn toàn trong bị động muốn xoay chuyển cục diện cực kỳ khó ta mệt mỏi không muốn tốn thêm sức lực vào chuyện này nữa xin lỗi phương văn nam chậm rãi gật đầu hắn cũng không phải là loại thương nhân tầm trường cố gia đồng đã lựa chọn như vậy thì hắn cũng không miễn cưỡng tuy rằng lần này phương văn nam thua rất không cam lòng thế nhưng hắn tin tưởng mình rất nhanh sẽ lại có thể đứng lên hắn là một người cầm được thì buông được, bằng không sự nghiệp cũng không phát triển được tới như bây giờ. Trương Dương vẫn đang ngồi ngoài xe chờ cố Giai Đồng, thấy Giai Đồng đi ram hắn khởi động xe, rồi đưa nàng chạy dọc theo đường ven sông. Vành mắt cố Giai Đồng bất giác đỏ lên, nàng vô lực ngả đầu vào vai hắn, bật khóc nước nở. Từ lúc bước chân vào thương trường tới nay trải qua biết bao nhiêu chuyện, nhưng chưa bao giờ nàng lại thất bại, không phải thất bại trong tay đối phương mà là ngay trong tay đệ đệ mình. Trương Dương dừng xe lại, ôm dai đồng vào lòng, cứ yên lặng như thế. Vì sao không hỏi ta? Cố Gai đồng ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt lệ nhìn hắn hỏi. Trương Dương cười nói, người muốn thì tự nhiên sẽ nói cho ta biết, còn không thì hỏi cũng vô ích. Cố Gai đồng ôm cánh tay hắn, đầu ngả vào bờ vai hắn, ta đã rút lui không cạnh tranh miếng đất bách hóa dệt đông giang này. Bởi vì minh kiện sao, nghe trương dương hỏi cố giai đồng gật đầu trương dương đúng là đã nhìn đúng điểm then chốt nàng nhẹ giọng nói mỗi người đều có quyền lựa chọn riêng ta không muốn can thiệp chỉ hy vọng hắn có thể làm người sao cho phải đừng giống như tên vương học hải kia cố giai đồng buồn bã nói ta bỗng nhiên cảm giác được mình thất bại trương dương nở nụ cười người còn có ta cố giai đồng càng thêm ôm chặt lấy cánh tay hắn trương dương nhẹ nhàng hôn lên trán nàng nói bình hải lớn như vậy đáng giá đầu tư không chỉ có một miếng đất bách hóa dệt đông giang. Ta mặc dù không dám nói chuyện làm ăn trước mặt ngươi, nhưng mọi việc luôn phải nhìn đại cục. Thắng lợi nhỏ bé trước mắt không đại diện được cho cái gì cả. Người thắng cuộc chân chính là phải nắm được toàn bộ đại cục trong tay, phải có tầm mắt vượt trội so với kẻ khác. Cố gia đồng không nhịn được nở nụ cười, người nói câu này khẩu khí nghe y như ba ta vậy. Trương Dương nghe câu này của nàng bất giác nhớ tới cố bí thư mà không khỏi âm thầm bội phục tố chất chính trị của lão. Bất quá có thể nói được ra những lời ấy, xem chừng là tu vi chính trị của Trương Dương cũng để thăng không ít. Hắn thấp giọng nói, kỳ thực trong khoảng thời gian này công tác cũng không thuận lợi lắm. Mắt thấp thành tích tới trước mặt rồi thì lại bị người khác cướp mất. Hiện tại tâm trạng ta so với người cũng chẳng khác là mấy. Bất quá ngẫm lại, chuyện này đối với ta cũng là một trải nghiệm để có thể nhìn khó khăn từ một góc độ khác. Du lịch Giang Thành không chỉ có Nam Lâm Tự và Thanh Thai Sơn. Cố gia đồng chăm chú gật đầu nói, nghe người nói như thế, ta rút lui khỏi dự án bách hóa dệt Đông Giang cùng chưa chắc đã là chuyện xấu gì. Như vậy ta có thể suy nghĩ kiến nghị của ngươi, tới Giang Thành khảo sát một chút xem có hạng mục nào đáng để đầu tư không. Hai người đồng thời bật cười. Cố gia đồng nói, chúng ta có đúng là chút lạc quan quá không? cái này gọi là tinh thần lạc quan cách mạng. Trương Dương cười nói, Trương Dương không phải là một kẻ xem thường thất bại, Lý Trường Vũ cũng vậy, tại công trình cảnh khu Nam Lâm tự hai người bị thị trường tả viên triệu tước hết cả. Trong thời gian này Lý Trường Vũ thường xuyên tới bái phòng Tần truyện Lương. Tần truyện Lương học thức huyên bác, đối với lịch sử và nhân văn Giang Thành có kiến thức là lý giải rất sâu sắc. Lý Trường Vũ với quan điểm xây dựng một Giang Thành xanh cùng với Tần truyện Lương không mưu mà hợp, hai người mới gặp gỡ mà đã thành bằng hữu ăn ý. Trương Dương phản hồi Giang Thành, trước là tới nhà của Lý Trường Vũ, trên đường về Lý Trường Vũ đã gọi điện cho hắn, hỏi han tình hình ở Đông Giang và dặn dò hắn về thì tới gặp một chút. Lúc Trương Dương đi tới, Lý Trường Vũ và Tần Truyện Lương đang đánh cờ. Trương Dương trong nhà Lý Trường Vũ rất tự nhiên, hắn vào chào hai người sau đó đặt chút quà triệu tĩnh mua cho Lý Trường Vũ lên bàn, pha một ấm trà mới rồi đứng một bên xem hai người đánh cờ. Kỳ nghệ của Lý Trường Vũ hiển nhiên là không thể so sánh với Tần Chuyện Lương, hắn cười khổ lắc đầu, thua. Lào Tần A, ngươi không thể nhường ta một chút sao, trước mặt tiểu bối cũng nên cho ta một chút mặt mũi chứ. Tần Chuyện Lương cười nói, Lý Phó Thị Trường không phải nói là thực sự cầu thị sao. Lý Trường Vũ cười, rút ra điếu thuốc châm lửa lên hút, sau đó ánh mắt chuyển lên người Trương Dương ở Đông Giang làm rất tốt. Đem cả lãnh đạo của ngươi ra mà đánh. Tần Chu Vện Lương cùng chẳng biết Trương Dương ở Đông Giang đã xảy ra cái chuyện gì, bất quá cũng không phải là lần đầu nghe thấy Trương Dương đánh người, chuyện này có thể nói là chẳng lạ gì, khóe miệng lộ ra một tia cười các người có chuyện công việc cứ bản A. À. Ta dù sao cùng phải về, Lý Trường Vũ cuốn quýt giữ hắn lại, không có công sự gì, đều là người nhà cả, cứ tùy tiện được rồi. Ta đã đặt bữa ở Phù Dung Viên rồi, chúng ta đi ăn thôi. Trương Dương hỏi, Tô Đại Nương đâu? Lý Trường Vũ đáp, đi dạo phố với Cát Di rồi. Nào đi thôi, tới nhà hàng. Phù Dung Viên nằm đối diện ngay khu vực thị ủy Đại Việt, thường ngày sinh ý khá là tốt cũng bởi vị trí đắc điện này. Lý Trường Vũ đã đặt một bàn tại lầu 2, bởi vì đã đặt trước nên các món ăn chuẩn bị cũng rất nhanh. Trương Dương gọi một bình mao đài rót đầy ba chén cho ba người. Tần chuyện lương hầu như không uống rượu, đem chén rượu đặt sang trước mặt Trương Dương nhờ hắn xử lý hộ, còn bản thân gọi một chén trà xanh. Lý Trường Vũ nâng chén rượu nói: "Nào, chúng ta hảo hảo kính ngươi một chén, cảm tạ trong thời gian vừa qua đã ban trợ cho chúng ta rất nhiều." Trương Dương cười nói: "Ta thế nào nghe những lời này thấy khách sáo thế nhỉ? Vị đạo rất giống cái kiểu giả mù sa mưa trên quan trường." Tần Chu Viện Lương bật cười: "Ta cũng đâu có giúp được gì, nói tới còn phải cảm ơn Trương Dương a. Không thì ta làm gì có cơ hội xuống địa cung để khảo cổ, rồi tìm được xá lợi Phật." tần chuyện lương đam mê văn hóa cổ đại, những lời này là xuất phát từ chân tâm, không có bất luận một chút khách khí sáo rỗng nào. Lý Trường Vũ nói, lão tần, người thực sự là thầy tốt bạn hiền, ta tán thành tư tưởng nhân văn của ngươi, thời gian tới, du lịch Giang Thành sẽ đi theo hướng đó. Tần Chu Viện Lương nói, xá lợi Phật tuy rằng cho Giang Thành một cơ hội, thế nhưng muốn khai thác du lịch có chiều sâu cũng không thể chỉ chuyên vào Nam Lâm Tự, Thanh Thai Sơn được tổng nhân khẩu Giang Thành hơn 940 vạn, khu vực thành thị nhân khẩu cũng quá 80 vạn, chưa cần nói tới khách du lịch, chỉ riêng bản thân danh thành nhu cầu về du lịch cũng không phải là ít. Lý Trường Vũ gật đầu nói, hiện tại đang thời kỳ cải cách mở cửa. Kinh tế phát triển khiến cho dân sinh cũng tăng cao, nhu cầu đối với du lịch ngày càng phát triển mạnh. Đầy đủ về vật chất tự nhiên xúc tiến nhu cầu về tinh thần. Hai cái đó luôn xoay quanh tương hỗ lẫn nhau. Tần chuyện lương đặt chén trà xuống nói, Lý thị trưởng, có câu ta không biết có nên nói hay không? Lý trường vũ cười đáp, lão tần, chúng ta là bằng hiếu, không cần phải rào trước đón sau, có gì thì cứ nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để bụng, không tính sổ với ngươi đâu. Tần Chu Vện Lương và Trương Dương đều bật cười. Lý Trường Vũ chừng mắt liếc Trương Dương, ngươi cười cái gì? Ngươi thì ta nhất định phải tính toán với ngươi. Trương Dương hăng hắc cười, nâng chén rượu uống cạn, sau đó gặp một miếng vịt bỏ vào miệng, vịt này ngon thật a. À. Thằng nhãi này bắt đầu giả ngu đánh chống lảng. Tần Chu Viện Lương nói, thể chế quốc gia ta sinh ra rất nhiều điều kiềm chế văn hóa quan trường. Ta thấy rất nhiều những quan viên ngồi lên vị trí chỉ chăm chăm lo về chức vị mà không chịu làm việc. Bọn họ chỉ cố gắng vì chính tích của bản thân, làm sao để có thể để thăng, để tiếp tục bước dài trên con đường quan lộ, nếu cứ như vậy, ta thấy chẳng hay ho gì. Lý Trường Vũ đương nhiên minh bạch tần chuyện lương lo lắng cái gì, hắn lo lắng rằng bản thân mình và đám quan lại kia cùng như nhau. Hô lên xây dựng một giang thành xanh, một giang thành nhân văn cũng chỉ là vì chính tích bản thân. Lý Trường Vũ không phủ nhân bản thân vẫn mong muốn có thể được đề thăng, thế nhưng hắn cũng muốn một điểm vững chắc đó là lòng tin của nhân dân mà điều đó phải có từ sự vì dân. Trong khoảng thời gian bị song quy, Lý Trường Vũ đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân trong quá khứ và cả tương lai hắn đối với cái chữ quan lý giải sâu sắc thêm một tầng. Lý Trường Vũ nói, Lão Tần, người cũng là đại biểu cho dân chúng Giang Thành. Người yên tâm, ta ở vị trí này nhất định sẽ thực sự vì dân chúng Giang Thành mà làm cho thật tốt. Trương Dương nói, việc cần hoàn thành là chính, chính thích chỉ là một phần, đương nhiên làm việc tốt cũng muốn được hồi báo với công sức của mình bỏ ra chứ. Làm việc tốt không để lại danh, ta còn chưa đạt được tới cái cảnh giới này a. À? Tần chuyện lương cười nói, nhưng cũng không thể cứ chuyên tâm vào. Chuyện thăng quan phát tài, Lý Trường Vũ cười nói, hắn không tới cái cảnh giới ấy, nói cũng vô dụng. Lại nhớ tới Trương Dương ở Đông Giang không khỏi chừng mắt nhìn hắn nói, người hiện tại đã là cán bộ chính khoa rồi, sao lại làm việc một các thô lỗ, một câu không nói liền xuất thủ đánh người thế. Người cho rằng mình vẫn đang làm công tác ở xã à. Trương Dương cười nói, cao quý hưng kia đáng bị như thế lắm hắn đã gây khó dễ cho thí sinh lại còn đem chuyện bẩn thỉu đổ lên người ta món khẩu khí ấy ai có thể chịu được lý trường vũ nói nhưng dù sao hắn cũng là lãnh đạo trực tiếp của ngươi thể chế ta kiêng kỵ nhất là bất phân biệt tôn ti trật tự như thế ngươi làm gì cũng phải chừa một chút tình cảm chứ hắn thuộc về cái loại mặt dày không biết phải trái lần sau gặp lại ta còn đánh hắn tần chuyện lương nghe vậy không khỏi bật cười cán bộ quốc gia như trương dương này thật sự là hiếm thấy Lý Trường Vũ vừa bực mình, người có hiểu thế nào gọi là ấn tượng không? Bao nhiêu người đều phản ánh người tố chất quá kém, căn bản không có một chút nào giống một cán bộ quốc gia cả, giống còn đồ lưu manh nhiều hơn đó. Trương Dương mỉm cười, ta đây sống thật với con người mình, so với cái đám ngụy quân tử kia thì còn tốt hơn gấp vạn lần. Cao Quý Hưng kia là hảo cán bộ đó, mắt thấy gái đẹp thì sáng lên, không chiếm được người ta thì cố tình đổi trắng thay đen trắng trợn loại người ta đi, rồi đổ tội lên đầu người khác. Tố chất đó sao, Lê Quốc Chính tham ô hối lộ, cướp đoạt giết người, không việc ác gì không làm. Tố chất cán bộ đó sao? Lý Trường Vũ nghe hắn nói vậy không khói thở dài. Trương Dương nói tính tình trời sinh khó thay đổi được, riêng chuyện này ta đã cố gắng nhịn nhục rồi. Lý Trường Vũ nói, người hiểu thế nào là biết nhìn đại cục không? Các ngươi là đại biểu cho cán bộ Giang Thành đi ra ngoài, chính là hình tượng của cán bộ Giang Thành. Cao Quý Hưng dù là sai thì ngươi cùng nên phản ánh trước hết với cán bộ lãnh đạo, xử lý như thế nào sẽ do hắn định đoạt. Ngươi làm như thế chỉ khiến cho kẻ khác chê cười. Trương Dương lắc đầu cười, cái gì là nhìn đại cục? Ta cho rằng đại cục là lợi ích quốc gia chứ không phá hình ảnh một thị nhỏ nhoi. Đại cục là lợi ích chính đáng của dân chúng chứ không phải bộ mặt của người lãnh đạo. Che giấu chân tướng gọi là đại cục sao? Tần chuyện lương nghe được những lời này của Trương Dương hết sức kinh ngạc tiểu tử này xác thực phải làm cho người ta phải nhìn hắn bằng một con mắt khác lý trường vũ lắc đầu cười khổ ta cùng nói như vậy thôi dù sao sự việc này cùng đưa tới không ít đoán giận trách cứ nhiều người cho rằng hành động của ngươi làm xấu đi hình tượng cán bộ giang thành chúng ta lần sau chú ý làm việc thu liếm một chút hắn dừng lại một chút rồi nói tổ chức cũng tiến hành xử lý cao quý hưng rồi chúng ta quyết định cảnh cáo trước đảng trương dương nhếch miệng cười khinh hiển nhiên cái phạt này còn quá nhẹ sắc trời đột nhiên hôn ám hẳn đi ngoài cơ sở lóe lên những ánh chấp sau đó trời lập tức đổ mưa đã như vậy thì muốn cũng không rời khỏi được lý trường vũ gọi phục vụ mang bia tới ba người vừa uống vừa chu viện trò lý trường vũ và tần truyện lương nói chuyện về kế hoạch phát triển giang thành trong tương lai trương dương bởi vì sự tình nam lâm tự mà đối với công việc tự nhiên mất đi nhiều hứng thú lý trường vũ cũng cảm nhận được điểm này cười nói trương dương Ngươi làm công tác mở rộng thị trường đầu tư du lịch đừng có chán nản như thế a. À. Thân tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính, không làm tròn nhiệm vụ, cẩn thận ta đem ngươi xử lý đó a." À. Trương Dương thở dài nói, "Cái gì mà công tác, ta hiện tại chẳng có cái việc gì, quanh ra quần vào uống trà, không thì tiếp chuyện báo chí." Lý Trường Vũ Minh Bạch Tâm tư Trương Dương, từ lúc An Đức Hằng đầu tư vào kiến thiết cảnh khu Nam Lâm tự, trên thực tế Trương Dương đã bị đoạt hết quyền lực chỉ huy công trình cũng chẳng quan hệ gì tới hắn, thậm chí lần tới Đông Giang này cũng chẳng có ý nghĩa gì, bất quá Trương Dương không ngờ được một chuyện mà hắn rước về. Trương Dương cũng không có ý thức được chuyện này, bất quá Lý Trường Vũ ngoài mặt vẫn tỏ ra có chút không hài lòng lắm, nhung sâu trong lòng thì lại thầm tán Dương Trương Dương. Lý Trường Vũ nói, người A, à, thiếu tính nhẫn nại lắm. Phải có ánh mắt nhìn xa ra một chút, du lịch Giang Thành không phải chỉ có Thanh Thai Sơn và Nam Lâm Tự chúng ta còn cần đầu tư ở khắp nơi ngươi không chỉ là phụ trách công tác khai thác thị trường du lịch mà còn kiêm luôn cả kêu gọi đầu tư chỉ cần ngươi có thể đưa đầu tư tới chỉ cần ngươi có thể phát triển hạng mục du lịch mới như vậy chính là tạo phúc cho bách tính cũng là đạt chính tích cho bản thân hắn dừng lại một chút rồi nói tâm tình ngươi như thế nạp là không được trương dương minh bạch suốt cuộc là lý trường vũ còn có dự định lớn hơn nữa hắn nâng chén cụng với lý trường Vũ nói lý thúc xin được chi điểm à Lý Trường Vũ cười nói, ngươi chưa xem bản kế hoạch của An Đức Hằng sao. Bản kế hoạch này rất không sai, quy hoạch trên diện rộng. Bất quá xem kỹ, hiệu quả vào lợi ích trong đó rất rõ ràng. Tần Truyện lương này giờ chưa nói câu nào rốt cuộc cùng lên tiếng, 2 triệu đô la Hồng Kông của An Đức Hằng nghe thì rất nhiều, nhưng xem bản kế hoạch của hắn, nào là tu yếu sửa chữa Nam Lâm Tự. Trùng kiến Phật Quang Tháp, xây dựng cảnh khu, rồi còn phá bỏ và di rời miếng đất được ưu tiên, Dự kiến xây dựng một trung tâm thương mại. Chỉ riêng những thứ này cũng tiêu tốn hết chỗ đó rồi. Chưa kể tới phần tu bổ cổ thành, trùng tu tàng binh động, cải thiện toàn bộ quang cảnh cảnh khu. Ta xem hắn vẫn còn cần phải rót vào một lượng vốn không nhỏ." Trương Dương nói, "An gia thực sự là lắm tiền, hắn không cho rằng trên phương tiện tiền tài mà lại làm khó được An Đức Hằng." Lý Trường Vũ nói, "Thế nhưng An gia song song tiến hành nhiều hoạt động đầu tư lắm." không chỉ tại Giang Thành mà Đông Giang cũng có. Từ góc độ kinh tế học. Chương 143, sự trói sáng của nhân sinh. Trận mưa này ở Giang Thành tới rất đột nhiên, nhưng lại kéo dài rất lâu, mưa tầm tã liền hai ngày hai đêm, mực nước trong sông suối ở trong ngoài Giang Thành rõ ràng đã dâng lên. Căn cứ theo dự báo của Đài khí tượng, gió tây từ Hà Sáo di động về phía đông ảnh hưởng với khối khí nóng tây nam. Trong 3 ngày sau quá trình đổ mưa vẫn tiếp tục Lượng nước mưa bình quân gộp lại trong hệ thống sông Ngòi Giang Thành đã đạt tới S4mm, trong đó lượng mưa bình quân gộp lại ở địa khu trong đập Trần Gia đã đạt tới 123mm. Chịu ảnh hưởng của lần mưa này, hệ sông xuất hiện lũ xuân lớn nhất từ lúc lập nước tới nay, vượt qua mực nước báo động 27,5m là 1.22x0, lưu lượng đỉnh lũ là 3.210m khối mỗi giây. Tình hình phòng lụt của Giang Thành đột nhiên biến thành vô cùng nghiêm trọng. Thị ủy thành phố Giang Thành đã khẩn cấp mở một cuộc họp thường ủy đối với tình hình lũ lụt lần này, đối với đợt lũ xuân lần này có thể dẫn tới lũ bất ngờ, cần phải an bài rõ ràng để phòng chống các loại tai nạn như sạt núi. Bí thư thị ủy Giang Thành Hồng Vĩ cư trước kia lúc ở Lam Sạn đã có kinh nghiệm nhiều lần chỉ huy phòng lụt chống lũ, đối với trận lũ xuân đột một lần này của Giang Thành, hắn tuy không chuẩn bị tâm lý quá nhiều, nhưng cũng không hề lộ ra vẻ kinh hoàng quá. Hồng Vĩ cơ đề xuất bốn phương châm lớn để phòng lụt chống lũ một là tăng cường lãnh đạo chứng thực trách nhiệm cường hóa lãnh đạo chứng thực trách nhiệm của lãnh đạo tăng cường giám sát an bài nhân viên tuần tra quán triệt đổi với đê nhỏ và hồ chứa nước đã phải thích quá nhiều nước chuẩn bị thật đầy đủ và kỹ càng đối với tình thế lũ lụt có thể xuất hiện hai là phân tích khoa học thực hiện tốt việc điều hành phân tích kỹ càng tình huống nước tới từ trường giang hoàng hà và công trình đập nước các loại tính toán khoa học lượng nước vào đập căn cứ khả năng chịu nước của công trình tích nước và chút nước hợp lý đối với những đập nước gặp nguy hiểm hay những công trình thủy lợi cỡ nhỏ có tình trạng kém. Kiên quyết khắc phục tư tường tích nước mù quáng, phàm là có ngấp hiểm tới an toàn của công trình, kịp thời áp dụng biện pháp xả nước để tránh phát sinh sự cố vỡ đê. Ăn chiếu theo đập nước mà điều hành quản lý quyền hạn, làm tốt công tác giám sát an toàn trong thời kỳ lũ xuân. Phát hiện ra vấn đề là phải xử lý kịp thời. Ba là nghiêm túc loại bỏ và tiêu trừ ẩn hoạn đối với những công trình nguy hiểm, Hương trấn trọng điểm phòng lụt, tại khu vực dễ phát sinh thiên tai tiến hành kiểm tra toàn diện, đặc biệt là phải chú ý kỹ càng tới những công trình tích nước cỡ nhỏ và đê nhỏ có chất lượng kém, nghiêm khắc loại bỏ nhưng đoạn có thể xuất hiện nguy hiểm. 4. là chuẩn bị tốt, tùy thời giải nguy, bộ ngành phòng lụt các cấp tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, yêu cầu các bộ ngành có liên quan nhanh chóng hành động, tăng cường quan sát biến hóa của thời tiết, làm tốt công tác chuẩn bị ứng chiến, chỉ định cứu nguy cứu tai một cách khoa học. Vật tư giải nguy đội ngũ giải nguy đầy đủ tùy thời đưa vào giải nguy. Hồng Vĩ Cơ sau khi nói xong bốn phương châm này liền tổng kết lại, công tác phòng lụt của Giang Thành 5 NAV cực kỳ nghiêm trọng, cán bộ các cấp, mỗi một nhân viên công tác chúng ta đều phải nghiêm phòng tử thủ, kiên quyết đánh tốt trận chiến phòng lũ xuân này. Dưới tiền đề cố gắng bảo vệ an toàn cho mọi người trong lũ xuân và sáng tạo điều kiện sản xuất cho xuân canh. Bốn đại phương châm của Hồng Vĩ cơ nhận được sự đồng tình của Thường ủy, hắn tự mình đảm nhiệm trước tổng chỉ huy bộ chỉ huy phòng lụt chống lũ, các thường ủy cũng chia nhau phụ trách công tác chỉ huy phòng lụt ở các huyện hạt. Đại thị trường tả viên chiêu là người phụ trách thực tế chỉ huy phòng lụt phân công công tác cụ thể là do hắn phụ trách. Trong 6 huyện hạt của Xuân Dương, nơi phải đối mặt với tình thế chống lũ nghiêm trọng nhất phải kể đến huyện Xuân Dương. Công trình cơ sở của huyện Xuân Dương rất bạc nhược, lại thêm hai con sông Tiểu Thanh Hà và Đại Thanh Hà vào mùa lũ mỗi năm đều sẽ mang tới phiền phức không nhỏ cho sản xuất nông nghiệp, thuộc địa khu trọng điểm phải chú ý bảo vệ. Phó thị trường thường vụ lý trường vũ trước đây từng tới Xuân Dương đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy, đối với tình huống của Xuân Dương là nắm rõ nhất, cho nên công tác phòng lụt ở Xuân Dương do hắn phụ trách chỉ huy. Là chỉ huy cấp lãnh đạo trên thực tế chính là kiểm tra và giám sát. Lý trường vũ đối với Xuân Dương có cảm tình rất sâu đậm, hắn sau khi kết thúc hội nghị khẩn cấp về việc phòng lụt thì lập tức liên hệ với bí thư huyện ủy Xuân Dương và tần thanh tình huống của Xuân Dương quả nhiên rất nghiêm trọng, mực nước của Tiểu Thanh Hà, Đại Thanh Hà đều đã vượt xa cùng kỳ lịch sử, mực nước của Đại Thanh Hà đã vượt qua mức báo động là 1,1 m trước mắt quan binh toàn huyện đều đã tiến vào hành động chống lũ khẩn cấp. Loại hành động chống lũ này là dễ sinh ra anh hùng và cũng là lúc dễ tạo ra chính thích nhất, các cơ quan chính phủ thị ủy đều thành lập tiểu đội chống lũ cứu nguy. Cục du lịch của Trương Dương cũng thành lập đội chống lũ cứu nguy. Trương Đại Quan Nhân được trúng cử làm đội trưởng, xuất lĩnh 8 người trẻ tuổi của Cục du lịch lên xe tới Xuân Dương, đi tới tuyến đầu chống lụt. Trương Dương chủ động yêu cầu tới Xuân Dương chống lũ không phải chỉ là vì tinh thần dũng cảm không biết sợ chợt lóe lên, mà còn có một điểm rất quan trọng, đó chính là nhà của hắn ở Xuân Dương, mỹ nhân bí thư huyện ủy Xuân Dương Tần Thanh là hồng nhan chi kỷ của hắn. Chút tư tưởng phong kiến còn sót lại trong lòng hắn vẫn đang quấy phá. Đảng cần ta, nhân dân cần ta, gia đình ta cũng cần ta. Tần Thanh càng cần ta hơn, lão tử phải xuất hiện ở tuyến đầu để chống lũ cứu nguy, bảo vệ quốc gia chính là bảo vệ tiểu gia, bảo vệ lợi ích của nhân dân chính là bảo vệ lợi ích của Tần Thanh, ta đây công tư vẹn cả đôi đường, là sự thăng hoa của tình cảm sâu đậm và đạo đức cao thượng. Nhưng đội viên cảm tử khác cũng không biết tính toán trong lòng Trương Dương, lập tức khi đội chống lũ cứu nguy báo danh. Trương Dương là người đầu tiên bước ra thật sự là khiến tất cả người của cục du lịch ai ai cũng bội phục vô cùng. Chẳng trách người ta tuổi còn trẻ như vậy đã thành chính khoa. Đây chính là giác ngộ chính trị không giống nhau, dưới sự tác động của trương đại quan nhân. Bốn thanh niên của phòng mở rộng thị trường cục du lịch cũng sung phong tham gia vào đội cứu nguy, cũng khiến cho phòng mở rộng thị trường thoáng cái đã chỉ ếm lĩnh số người hơn một nửa số người trong đội cứu nguy, ở ngục du lịch cũng uy phong lẫm liệt. Giang nhạc trước đây cũng từng tham gia hành động chống lũ cứu nguy có điều đó là Giang Thành, còn lần này là bọn họ tới Xuân Dương. Trên đường mưa rơi không ngừng, ngồi ở phía sau chiếc xe tải giải phóng lớn. Lắc lắc lư lư đi hết hơn một tiếng đồng hồ mới tới được đích đến của bọn họ, đoạn thôn ân ở tiểu thanh hà của Xuân Dương. Nhảy xuống xe tải giải phóng, phát hiện mực nước dưới đất đã đạt tới cổ chân của bọn họ. Không xa có mấy trăm chị ến sĩ quân giải phóng đang ở đó vận chuyển bao cát để đắp cao đê. Đám người Trương Dương vừa tới nơi thì đã được chỉ huy hiện trường phân phái nhiệm vụ, người chỉ huy phụ trách hiện trường không ngờ lại là người quen của Trương Dương. Hồ Ái Dân, trưởng xã xã Hắc Sơn từ ngày xưa, Hồ Ái Dân hiện tại đã đảm nhiệm chức cục trưởng cục công thương của huyện Xuân Dương, huyện lý đối với tình hình lũ lụt lần này đã tiến hành bố trí công tác khẩn cấp, lãnh đạo của các bộ ngành chức năng đều tới tuyến đầu để tiến hành chỉ huy. Hồ Ái Dân vừa hay được phân tới quãng thôn ân của Tiểu Thanh Hà. Đây là một trong ba địa phương có tình hình lũ lụt khẩn cấp nhất của huyện Xuân Dương. Hồ Ái Dân thấy Trương Dương rõ ràng cũng rất kinh hãi. Trước kia khi Trương Dương còn làm ăn ở xã Hắc Sơn Từ, hai người hợp tác không được vui vẻ lắm. Có điều chuyện đã qua rồi, Trương Dương hiện tại đã trở thành cán bộ cấp chính khoa. Trong vòng một năm ngắn ngủi đã từ một nhân viên rìa ngoài được thăng LWN làm cán bộ cấp khoa có cấp bậc hoàn toàn khác với Hồ Ái Dân, mà Hồ Ái Dân ở trong chính trị cũng đang ở trong thời kỳ nóng mình chỗ sửa của hắn là dương thủ nghĩa bởi vì tham ô nhận hối lộ nên bị song quy trong thời kỳ bị song quy đột nhiên tử vong tâm tình hiện tại của hồ ái dân có chút thấp thỏm hắn đồng thời vào lúc cảm thán trương dương mệnh tốt cũng không khỏi có thêm mấy phần kinh ý đối với trương dương cán bộ to nhỏ thuộc thể chế xuẩn dương có ai mà không biết phó thị trường thường vụ lý trường vũ và trương dương có quan hệ thân cận và có ai mà không biết giữa trương dương và tần thanh cũng có quan hệ ám muội Trương Dương hiện tại đã không còn là ngô hạ A à Mông của ngày xưa nữa rồi. Trương Dương mặc áo mưa đi tới trước mặt Hồ Ái Dân, cao giọng nói trưởng xã Hồ. Hồ Ái Dân há miệng cười tâu tuét, hắn bắt tay với Trương Dương rất nhiệt tình, thuận tiện nhìn nhìn Giang Nhạc ở phía sau Trương Dương. Giang Nhạc khiêng một lá cờ đỏ trên vai cờ xí đã ướt xuống rồi, nhưng vẫn bị gió thổi tung bay. Năm trẻ, đội chống lũ giải nguy, nổi bật trên mặt cờ. Hồ Ái Dân biết mấy chữ này đại biểu cho ý nghĩa gì. Trước đây hắn từng không chỉ một lần nhìn thấy đoàn thể mang theo ý vị biểu diễn và ý vị chính trị cực mạnh như thế này, trong lòng hắn. Đám thanh niên cơ quan này chẳng giúp được cái việc gì cả. Bọn họ là mượn cơ hội chống lũ giải nguy lần này để tiếp nhận thử thách, giành lấy một chút chính tích, nhưng người ta cũng không làm trở ngại gì hắn cả. Hồ Ái Dân gật đầu, bởi vì tiếng gió mưa quá lớn, cho nên hắn và Trương Dương đối thoại với nhau phải gân cổ hét to. Hắn chỉ về phía xa, chỗ đó có một đám thanh niên đang đào đất lấp đầy bao cát, sau đó mới vận tới cho quân giải phóng ở đây để đắp đê cao lên. Nói, "Trưởng phòng Trương, các anh tới giúp làm bao cát đi." Hồ Ái Dân vốn cũng chẳng có hy vọng gì nhiều đối với đám thanh niên trong thành phố. Trương Dương gật đầu, dẫn đội viên của mình đi tới chỗ đào đất, trong xe của bọn họ cũng có một số công cụ. Hồ Ái Dân khinh thường bọn họ cũng không phải là không có đạo lý những đội viên giải nguy này đa số đều chưa từng làm công việc nhà nông. Chỉ cần nhìn cách mà bọn họ cầm sèn cầm thuồng là biết ngay. Hồ Ái Dân đặc biệt bảo trợ thủ đi dặn dò, đám người này làm được nhiều việc hay ít việc cũng không quan trọng, nhưng ngàn vạn lần đừng có tự làm tổn thương chính mình. Trương Dương trước giờ đều là một tên cầm đầu không bao giờ chịu ngồi yên, hắn cũng nhìn ra người ta căn bản không coi bọn là người có thể giúp được việc, 89 phần 10 cảm thấy đám người bọn họ là tới kiếm chính thích, tìm cơ hội để vào đảng để lập công, lại nhìn nhìn đám người mà mình dẫn tới. Trương Dương cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn lặng lẽ bước tới trước bao cát, khênh một bao cát lên, sau đó nói, Giang Nhạc, Trần Kiến, đưa thêm một bao cho tôi. Giang Nhạc và Trần Kiến thấy trưởng phòng Trương làm thật rồi, vội vàng khênh một bao cát đặt lên vai Trương Dương. Trương đại quan nhân khinh hai bao cát chạy một mạch lên đê. Hành động này của Trương Dương lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, có điều hắn cùng không phải là cố tình muốn chơi nổi, đây là thực lực cho phép, đừng nói là hai bao. Cho dù là tám bao thì hắn cũng khiêng được, Chu Hiểu Vân liều mạng vỗ tay cứ như là nhìn thấy thần tượng, xếp đâu quá. Bao cát nhét đầy đất nên rất nặng, từ chỗ lấy đất cho tới đây cũng phải mất 200 mét, Trương Dương khinh liền một mạch không nghỉ tới nơi, đặt bao xuống rồi quay người tiếp tục hòa vào đội ngũ vận chuyển bao cát. Hồ Ái Dân nhìn bóng lưng mạnh khỏe của Trương Dương, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười mỉm hắn lần đầu tiên phát hiện thì ra trên người thằng nhóc này cùng có một mặt đáng yêu như vậy. Mưa càng rơi càng nặng hạt, làm ướt súng quần áo trên người Trương Dương, hắn dứt khoát cởi áo ngoài, chỉ mặc một cái áo may ô bó sát màu đen, để mặc cho gió mưa tạt lên thân thể săn chắc của hắn. Chỉ có tự mình ở vào loại hoàn cảnh này mới có thể cảm nhận được sự cấp bách và trách nhiệm ở trong lòng. Trương Dương lúc này chỉ nghĩ làm thế nào để bảo vệ được đoạn đê này, chỉ có bảo vệ được nơi Na Y thì mới có thể giúp lão bách tính ở Hạ Du thoát khỏi lũ lớn. Mỗi một người có mặt ở đây đều đã toàn tâm toàn ý hòa vào trong công việc chống lũ cứu nguy, không có ai còn tính toán tới sự được mất của con người nữa cả, không có ai nghĩ tới việc phải làm thế nào để kiếm được chính thích. Điều mà trong lòng mọi người đang nghĩ chính là làm tốt việc hiện tại. Con người ở vào lúc nguy hiểm sắp áp tới, tư tưởng sẽ đột nhiên biến thành đơn thuần, khi hồ ái dân đang khẩn trương chỉ huy chống lũ thì một thanh niên hớt hải chạy tới hắn từ xa đã hét lên cục trường hồ trường tiểu học ân trang có học sinh của một lớp bị kẹt trong lũ rồi mau đi mau đi hồ ái dân ngây người tất cả mọi người đều ngây người hồ ái dân tức giận nói cậu nói cái gì người thanh niên đó hổn hển nói có một lớp đang học nhưng lũ bất ngờ ập tới mức nước thoáng cái trào lên nhốt học sinh ở trong lớp rồi hồ ái dân sờ sờ chán, đây là lúc nào rồi, đã thông chi xuống cho tất cả trường học dừng học và di tản. Không ngờ vẫn có người ở vào lúc như thế này mà còn dạy học, sau này nhất định phải truy cứu trách nhiệm của người phụ trách có liên quan. Hắn gào lên, lỗ kế tài, cậu ở lại đây chỉ huy, bất kể là như thế nào cũng không được để đê xảy ra sơ suất. Lỗ kế tài là phó cục trưởng cục công thương, cùng là phó chỉ huy ở đây. Hồ ái dân quay đầu lại nhìn đê, mưa vẫn rơi không ngừng, mực nước của tiểu thanh hà vẫn không ngừng dâng lên. Nơi đây không được có sơ suất, rút nhân lực từ nơi này đi cứu người khẳng định là không thực tế. Trương Dương chạy tới cạnh hắn, chủ động xin ra trận, trường xã Hồ, tôi đi với anh, đám người chúng tôi đều bơi rất giỏi. Hồ Ái Bân gật đầu, đằng nào thì để lại đám đội viên dưới tay Trương Dương ở đây cũng không giúp được gì, không bằng dẫn bọn họ đi cứu người. Một đoàn người hối hả chạy về phía trường tiểu học của thôn ân. Trường tiểu học của thôn ân chi cách đê không quá hai dặm. Nhưng bởi vì mực nước rất cao, bọn họ phải tốn thời gian lâu gấp đôi bình thường mới tới nơi. Cùng có người chạy vào thôn ân cầu viện, có điều thôn ân so với đê còn xa hơn một chút. Hơn nữa đa sổ thôn dân trong thôn cùng đều bị điều động đi chống lũ cả rồi, cho dù đi thì cũng chẳng tìm được bao nhiêu người tới giúp đỡ. Tới trước cửa trường tiểu học, phát hiện cửa trường đã bị ngập một nửa, nước đã tới ngực bọn họ rồi. Trương Dương nhìn thấy bọn trẻ con ở lại trường học đều đã trèo nên nóc nhà. Đại khái có hơn 30 đứa, trong đó còn có một cô giáo trung niên, nhìn thấy đám người của bọn họ tới, cô ta liền liều mạng kêu cứu với bọn họ, tính cả hồ ái dân thì bọn họ tổng cộng có 11 người tới. Tám thanh niên của cục du lịch mà Trương Dương dẫn tới đều bơi rất khá, đám người này cũng coi như là có đất dụng võ rồi. Bởi vì hiện trường không có công cụ để có thể di chuyển, cho nên bọn họ chỉ có thể lần lượt bơi tới mà cõng bọn trẻ con ra thôi. Hồ Ái Dân sau khi thương lượng với Trương Dương, quyết định do hai người bọn cùng với năm đội viên giỏi thủy tính khác phụ trách cứu người. Chu Hiểu Hồng và ba người có thủy tính kém hơn một chút thì ở lại trên ngọn đồi phía tây bắc cách trường tiểu học hơn 300 mét để phụ trách lo liệu cho bọn học sinh được cứu ra. Nước dâng cao so với tưởng tượng của bọn họ còn nhanh hơn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Hồng Thủy đã lên tới nóc nhà. Nóc nhà còn có hơn 10 học sinh chưa được cứu. Trương Dương bơi lên nóc nhà. Có một đứa trẻ, Hắn nói với Giang Nhạc, dùng hết khí lực đi, chúng ta phải nhanh hơn một chút. Giang Nhạc gật đầu, cũng có một đứa bé trai. Mỗi lần đưa được một học sinh tới địa điểm an toàn, Chu Hiểu Hồng luôn sẽ phát ra một tiếng hoan hô, chỉ có tự mình trải qua quá trình này mới có thể thể hội được loại kinh động và vui mừng khi cứu vớt được sinh mạng. Thủy tính của hồ ái dân cực cao, hắn đã tự mình giải cứu được ba đứa trẻ rồi, hiện tại lại bơi về trường học. Cô giáo đó và hai bé gái vẫn còn đang ở trên nóc nhà đợi giải cứu. Trương Dương tuy cất bước so với hắn chậm hơn một chút, nhưng lại bơi tới chỗ nóc nhà cùng lúc với hắn. Giang Nhạc cùng tới rồi, Trương Dương chủ động nhận phóng cô giáo đó, Giang Nhạc và Hồ Ái Bân thì mỗi người phụ trách cứu một bé gái. Mắt thấy nhiệm vụ giải cứu sắp hoàn thành, Hồ Ái dân cùng nhẹ nhõm hơn. "Nhiều, hắn cười nói, lần này tôi đảm bảo sẽ bơi nhanh hơn anh đấy." trương dương đã cóng cô giáo đó nhảy vào trong nước hắn cười nói thử xem hồ ái dân thở hổn hển hắn dẫu sao thì cũng có tuổi rồi trải qua hành động giải cứu liên tục thể lực cũng có chút giảm sút hắn thân thiết dùng tay vỗ vỗ đỉnh đầu cô bé đó cười nói bé con để bác thở một chút sau đó bác cóng cháu bơi qua đó nhé được không đôi mắt đen láy của cô bé nhìn chằm chằm vào hồ ái dân trên mặt lộ ra một nụ cười rất ngây thơ sự sợ hãi trong mắt cũng đột nhiên biến mất. Trương Dương và Giang Nhạc Đà bơi được hơn chục mét rồi, Trương Dương quay đầu lại. Cười nói, trường xã hồ ơi, còn không xuất phát là không đuổi được chúng tôi đâu. Audio điện tử võ tấn bền. Hồ ái dân gật đầu, nhưng đột nhiên nóc nhà ở dưới chân sụp xuống, môi trường đã cũ nát này không chịu được nước lũ ngâm lâu, cho nên đã sập xuống trong nước trương dương trơ mắt nhìn bóng dáng của hồ ái dân và bé gái đó biến mất dưới mặt nước hai mắt hắn trợn tròn giống lên một tiếng bởi vì trên người vẫn còn cõng cô giáo đó cho nên hắn không thể bơi về cứu hồ ái dân được cái mà hắn có thể làm là liều mạng bơi tới gò đất đưa cô giáo này tới điểm an toàn rồi bơi ngược lại trần kiến đưa học sinh về gò đất trước hoạt động tứ chi đã tê dần một chút rồi lại nhảy vào trong nước trương dương đẩy cô giáo lên gò đất hắn thở hổn hển nghi ngơi vài giây rồi lại bơi về phía phòng học vừa sụp giang nhạc sau khi đưa học sinh lên gò đất xong cũng bơi trở lại ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về mặt nước chu hiểu vân đột nhiên vui mừng cất tiếng hoan hô rồi thấy đầu của hồ ái dân từ dưới mặt nước trồi lên trên người hắn vẫn cõng cô bé đó tuy bơi rất chậm nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười rất tươi trương dương trần kiến và giang nhạc cùng không hẹn mà cùng hoan hô Trương Dương gào to, "Trường xã hồ, giỏi lắm." Hồ Ái Dân mỉm cười rất ấm áp, rất kiêu ngạo, hắn tựa hồ như đang muốn nói gì đó, tựa hồ như muốn nói với tất cả mọi người rằng hắn mới là người thắng trong cuộc thi lần này. Chu Hiểu Vân đứng ở chỗ cao là người đầu tiên phát hiện ra tình hình có chút không ổn. Cô ta thấy máu đang loang ra từ xung quanh Hồ Ái Dân. Bọn Trương Dương cũng đã phát hiện, ai ai cùng liều mạng bơi về phía Hồ Ái Dân. Cô bé gái ôm chặt lấy cổ Hồ Ái Dân, nói: "Bác, bác chảy máu rồi." Hồ Ái Dân vẫn đang cười, cơn đau khiến hắn không nói nên lời. Hắn không dám nói, sợ mình vừa lên tiếng sẽ tiêu hao hết chỗ sức lực còn sót lại trong cơ thể, sợ sẽ lại chìm vào trong lũ, cùng không thể bơi được tới bờ nữa. Trước mắt hắn lấp loáng nụ cười ngây thơ mà trong trắng của cô bé, hắn phải dùng hết lực lượng cuối cùng của mình, mang tới cho cô bé một ngày mai tươi sáng. Trương Dương và Giang Nhạc đồng thời nắm lấy cánh tay của Hồ Ái Dân, Trần Kiến thì đỡ cô bé đó, nhưng hồ ái dân vẫn chậm rãi bơi về phía trước, hắn đang kiên trì, máu đã nhiễm đỏ cả nước lũ đục ngầu. Ba người bọn Trương Dương hộ vệ hồ ái dân mới tới bờ, lúc này sắc mặt hồ ái dân đã trắng bệch, thần chí cũng mơ hồ, Trương Dương và Giang Hoài Viễn đỡ hắn rời khỏi mặt nước, lúc này mới phát hiện, ngực hồ ái dân cắm một sợi dây thép to bằng ngón tay cái, vừa rồi khi mái nhà sụp. Hồ ái dân rơi xuống, chẳng may đụng lên dây thép, hắn đã dùng ý chí cường đại để kiên trì không ngã xuống ở trong nước tìm thấy cô bé đang chìm xuống và cõng nó nhô lên mặt nước miệng hồ ái dân hết há rồi lại ngậm trương dương nắm mạch môn của hắn chỉ thấy mạch đập rất yếu xe áo ở ngực ra thì thấy sợi dây thép đó đã đâm vào ngực trái của hắn đâm chúng vào tâm tạng trương đại quan nhân cho dù y thuật vô song nhưng lúc này cũng đành bất lực hắn nắm lấy tác hồ ái dân lặng lẽ truyền nội lực sang hồ ái dân run rẩy đưa tay về phía cô bé đó không sao không sao cô bé nhìn thấy tình cảnh ở trước mặt khóc giống lên chu hiểu vân cũng không nhịn được ôm miệng bật khóc thất thanh mắt của mỗi người bao gồm cả trương dương đều đỏ lên trước ngày hôm nay trương dương luôn luôn thấy phản cảm đối với hồ ái dân bởi vì hồ ái dân là một cán bộ để bò được lên trên mà bất chấp tất cả thủ đoạn nhưng con người này không ngờ lại có thể vào lúc sinh tử quan đầu mà đưa ra lựa chọn này, đối với Trương Dương mà nói quả thực là chấn động tới cực điểm. Hắn đột nhiên phát hiện trên người mỗi người kỳ thực đều có tồn tại một điểm sáng, hắn quét đạt lượng bọn họ mỗi người khi bước vào sĩ đồ có lẽ đều mang lý tưởng phụng hiến thanh xuân và sức lực của mình vì quốc gia, vì nhân dân, nhưng trong hiện thực, bọn họ đều thay đổi rồi, vì để thích ứng với chế độ này, bọn họ bất giác phát sinh ra các loại biến hóa. Quách Đạt Lương sau khi phát điên mới tìm lại chính mình. Còn Hồ Ái Dân thì vào giây phút sinh tử quan đầu, đã tìm lại bản thân mình trước kia. Hắn vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa của làm quan, đã dùng hành động để gìn giữ cái danh hiệu quan viên, bàn tay đang run rẩy của hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô bé được, sau đó thì vô lực hạ xuống, sinh mệnh của hắn đã mất rồi, nhưng nội tâm của hắn thì không có gì còn tiếc nuôi. Trương Dương cảm thấy cổ họng của mình bị một loại tình tự khó nói thành lời khiến cho uất nghẹn, hắn chậm rãi đứng dậy, cắn chặt môi, nhưng hai hàng lệ nóng vẫn theo nước mưa không thể kiềm chế được mà rơi xuống. Hắn vốn cho rằng mình vượt thời gian cả ngàn năm nên sớm đã nắm rõ được ý nghĩa của sinh tử, nhưng thấy Hồ Ái Dân dùng phương thức này để rời khỏi nhân thế. Hắn vẫn không tránh khỏi bị cảm động, bất kể là Hồ Ái Dân đã làm gì. Nhưng lúc này hắn đã vẽ lên một dấu chấm tròn viên mãn cho nhân sinh của mình rồi. Trương Dương nhẹ nhàng xoa đầu cô bé đó, trầm giọng nói, ngắm bác ấy đi cháu, đây là bác Hồ đã cứu cháu đấy. Mỗi một người đều có tôn nghiêm, mỗi người đều có cách nhìn của mình về ý nghĩa của sinh mệnh. Hồ Ái Dân dùng sinh mạng của mình để bảo vệ sinh mạng của cô bé đó. Cũng bảo vệ sự tôn nghiêm của hắn. Tin tức Hồ Ái Dân hy sinh khi được truyền tới khu đê thôn ân, nơi này vang lên tiếng khóc, tin tức bi thương này không hề khiến những quân dân đang chống lũ ngã xuống, mà khiến bọn họ sản sinh ra lực ngưng tụ càng lớn hơn, tất cả mọi người đều hóa bi thương thành sức mạnh, tập trung tinh thần vào cuộc đống tranh chống lại tự nhiên này. Sau khi mưa lớn tung hoành một đêm, cuối cùng cũng bắt đầu ngớt. Trương Dương tắm mưa đứng trên đê tiểu Thanh Hà, nhìn nước lũ cuồn cuộn, trong lòng cảm khái vạn phần, hắn bắt đầu phát hiện vào lúc sinh tử quan đầu, ánh sáng của nhân tính không thể nào che giấu được, mỗi một người đều sẽ biểu hiện ra một mặt chân thành và chân thực nhất của mình một chiếc xe xe jeep màu xanh chậm rãi dừng lại ở dưới đê. Lý Trường Vũ ngay đêm bận rộn đi khắp nơi thị sát tình hình lũ cùng với Tần Thanh bước xuống xe, bọn họ nhìn Trương Dương đang đứng trên đê. Lý Trường Vũ giết mạnh một hơi thuốc rồi ném xuống đất, ý vị thâm trường nói. Hy vọng đợt mưa gió này sẽ khiến hắn trưởng thành hơn. Tần Thanh bước chậm lên bờ đê, cô ta nhìn vết tím trên vai Trương Dương, nhìn thấy bùn đất dính trên mặt Trương Dương, điều nạp không hề ảnh hưởng tới hình tượng của Trương Dương trong lòng có ta, ngược lại còn càng trói lọi và cao to hơn. Trương Dương quay đầu lại, nhìn thấy dung nhan tiểu tụy của Tần Thanh, hắn mỉm cười. Nhưng nụ cười có chút miễn cường. Tần Thanh nói khẽ cực khổ rồi. Trương Dương lắc đầu, hắn chỉ vào những quân dân đang nhồi bao cát ở phía xa. Nói, bọn họ mới cực khổ. Hắn lại chỉ về phía các chiến sĩ trong lều phòng mưa lâm thời vừa mới được nghỉ ngơi nói, bọn họ mới cực khổ, hắn lại chỉ về phía trường tiểu học thôn Ân, nhưng không nói gì. Tần Thanh mím mím môi, nước mắt trong suốt lấp lánh trong đôi mắt đẹp của cô ta. Cuộc chống lũ cứu tai lần này khiến cô ta tận mắt nhìn thấy vô số cảnh cảm động, khiến cô ta cảm thấy tự hào vì mình là thành viên trong cuộc chống lũ này, khiến cô ta cảm thấy kiêu ngạo vì bốn chữ cán bộ quốc gia, trong quá khứ cô ta một mực cảm thấp mù mờ, mà khi đối diện với thiên tai của tự nhiên này, cô ta lại ý thức được trách nhiệm mà mình nên gánh vác. Hiểu rõ bách tính mang lòng kỳ vọng đối với bọn họ như thế nào. Lý Trường Vũ cũng bước lên đê, vỡ nhận được tin tức. Đã an toàn vượt qua ngọn lũ lớn nhất của Tiểu Thanh Hà từ trước đến nay. Tình hình mà đài khí tượng phản hồi đã nói rõ. Buổi trưa mưa to sẽ dừng, lũ nhất định giảm bớt. Lý Trường Vũ vỗ đầu vai Trương Dương, nói, mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, thời gian khó khăn nhất đã qua rồi. Trương Dương thở dài một hơi, nói: "Hồ ái dân đã hy sinh rồi." Lý Trường Vũ và Tần Thanh nhìn nhau, bọn họ đã nghe nói tới chuyện này rồi, Lý Trường Vũ nói: "Sự tích đồng chí ái dân xả thân cứu người tôi đã biết rồi, chuyện này tôi sẽ phản ánh lên lãnh đạo bên trên." Nói xong câu này, hắn và Tần Thanh cùng nhau thăm hỏi quan binh và quần chúng có mặt ở hiện trường, một lát sau Tần Thanh mới quay lại cạnh Trương Dương, cô ta nói khẽ Trương Dương: "Chú ý sức khỏe, đỉnh lũ đã qua rồi." ở đây cũng đã không cần nhiều nhân lực như vậy nữa nếu có thời gian thì về nhà xem thế nào trương dương gật đầu nói anh vẫn ở lại giúp đỡ anh trẻ tuổi khóe mạnh những quan binh này đều đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi rồi tản thanh dịu dạng nói vậy anh cố gắng chú ý tới thân thể nhé em cũng vậy hai người đều quan tâm tới đối phương nhưng dưới loại tình huống này cũng không thể nói hết những lời mà trong lòng muốn nói được bọn họ đều có công tác phải làm nhìn nhau một lúc rồi Tần Thanh quay người bỏ đi, cô ta vẫn phải cùng Lý Trường Vũ tới những địa phương khác của Xuân Dương để thị sát. Cái chết của Hồ Ái Dân đã khiến Trương Dương chịu chấn động lớn. Hắn lần đầu tiên không hề suy nghĩ tới chính tích, không hề nghĩ tới lợi dụng cơ hội lần này để thăng quan, kiên định bước vào trong công tác chống lũ giải nguy. Sau hai ngày đêm chiến đấu anh Dũng ở đê tiểu Thanh Hà, thời điểm lũ xuân nguy hiểm nhất của năm nay cuối cùng cùng qua đi, Trương Dương và đội chống lũ cứu nguy của hắn cùng hoàn thành nhiệm vụ. Trương Dương không theo những đội viện khác cùng nhau lập tức quay về Gian Thành mà trước tiên tới Xuân Dương xem tình hình trong nhà. Mưa to mẩy ngạp liên tục khiến Hu viện thành Xuân Dương cùng chịu thủy tai. Hiện giờ hồng thủy tuy đã rút nhưng đường lớn ngõ nhỏ cùng đều nhìn thấy bùn lắng động lại. Trong không khí tỏa mùi ấm ướt nấm mốc, mặt trời đã ló dạng rồi nhưng ánh mặt trời chiếu lên người mà vẫn cảm thấy cảm giác dính dính nhấp nhúa trong sân của ký túc xá nhà Mã Ý, Mã Ý móc nông nghiệp vẫn còn ngập sâu trong nước, loại ký túc xá nhà Mã Ý cũ kỹ này, thiết bị thoát nước rất kém. Trương Dương lội nước ngập tới đầu gối đi tới trước cửa nhà. Thấy Triệu Thiết Sinh và Triệu Lập Quân hai người đang phơi chăn lên bàn. Muốn lợi dụng ánh mặt trời để hong khô quần áo chăn ga trong nhà. Thấy Trương Dương, hai người đều tươi cười chào hỏi, từ sau Tết, quan hệ giữa bọn họ cũng hòa hợp hơn. Trương Dương chào một tiếng chú Triệu, anh Thanh rồi lội nước bước đi. Từ lập hoa đang dọn dẹp ở trong nhà nghe thấy giọng của Trương Dương, cũng từ bên trong bước ra, cười nói, thằng ba về rồi à, mấy ngày trước trưởng huyện tần tới thị sát tình hình thiên tai có nói là con về Xuân Dương chống lũ, không ngờ hôm nay mới về nhà. Tần Thanh tuy đã thành bí thư huyện ủy, nhưng lão bách tính vẫn quen gọi là trưởng huyện tần. Trương Dương gật đầu, nói, một mực đều ở tiểu thanh hà giải nguy. Hiện tại đỉnh lũ đã qua rồi mới có thời gian quay về, trong nhà thế nào rồi? Có bị ảnh hưởng nặng không? Triệu thiết sinh bước tới, thở dài một hơi, nói, đồ đạc đều ướt hết, có điều may mà không có thứ gì đáng tiền, sống ở nhà trệt là vậy đó. Trước kia cũng gánh chịu thiên tai rồi, năm nay may mà có chút chuẩn bị. Đồ điện tử đều được cất giữ kỹ rồi. Trương Dương nói, không có tổn thất lớn là tốt rồi. Hắn gọi mẹ vào trong phòng, lại đưa cho bà ta một ngàn đồng từ lập hoa vội vàng nhét lại vào táp hắn có chút phật lòng mắng trong nhà không thiếu tiền con cứ giữ lại đi lớn vậy rồi quan hệ với bạn bè cùng tốn tiền lắm trương dương cười nói bọn họ đều biết tiết kiệm tiền cho con mà từ lập hoa lại không thích nghe những lời này nghiêm mặt nói thẳng nhóc này suốt ngày không chịu định tính lớn như vậy rồi cùng nên xác định đối tượng đi những cô gái đó đều không tồi con đừng có làm hại người ta Trương Dương vừa nghe thấy bà ta nói vậy thì lập tức lại đau đầu. Vội vàng nói là mình tới huyện còn có chu viện quan trọng phải xử lý, vội vàng quay người chạy khỏi nhà. Trương Dương lần này về Xuân Dương, còn có một ý định, muốn tới nhà của Hồ Ái Dân xem thế nào. Hắn trước đập không có qua lại gì với Hồ Ái Dân, cho nên đối với nơi ở của Hồ Ái Dân cũng không rõ, trước chuyện đã liên lạc với Cục trưởng Cục thuế vụ Vương Bác Hùng. Vương Bác Hùng lái xe tới nhà máy máy móc nông nghiệp đón Trương Dương. Trương Dương vừa lên xe thì Vương Bác Hùng nói cho Trương Dương biết một chu viện Hồ Ái Dân trước khi chết đã bị tra ra là có dính líu tới Dương Thủ Nghĩa, trước đây từng nhiều lần tặng quà cho Dương Thủ Nghĩa. Trương Dương nhíu mày nói chuyện này là thật u. Vương Bác Hùng vật đầu nói là thật, có người còn tố cáo Chu Viện này lên ủy ban kỷ luật huyện. Trương Dương nói bất kể là Hồ Ái Dân trước đây đã từng làm gì, nhưng hành động xả thân cứu người của hắn đã rõ như ban ngày. Không thể bởi vì sai lầm hắn đã phạm phải trong quá khứ mà phủ nhận công lao hiện tại của hắn được." Vương Bác Hùng nói, "Hu Vện Lý tới hiện tại vẫn chưa tuyên chu vẹn rộng. Chu vện này cũng chính là bởi vì duyên cớ nạp đó. Tôi thấy, Hu Vện Lý trước khi chưa làm ra quyết định cuối cùng, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút." Trương Dương tức giận nói, "Sợ mẹ gì, anh không đi thì tôi đi. Khi Hồ Ái Dân chết tôi đã tận mắt nhìn thấy, hắn là một hán tử, tôi nhất định phải tiến đưa hắn." hồ ái dân sổng trong ký túc xá dành cho công nhân viên chức của cục công thương, chu viện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì truyền xa trăm dặm. Chuyện hồ ái dân hồi lộ dương thủ nghĩa đã được đồn đại sôi sục, khiến cho hành động dám làm việc nghĩa, anh dũng hy sinh lần này của hắn ngược lại lại chẳng có mấy ai biết, thậm chí còn có người đồn đại rằng hồ ái dân là sợ tội. Nên tự sát, vợ của của hồ ái dân mấy ngày nay phải chịu áp lực cực lớn. Lúc ban đầu, có người nói hồ ái dân vì cứu người mà chết, là một anh hùng, nhưng sau đó lại có người nói hồ ái dân là bởi vì đút lót và nhận hội lộ cho nên sợ tội mà tự sát. Lều tang đã dựng được mấy ngày nhưng chỉ có sổ ít bằng hữu thân thuộc là tới phúng viếng, phía quan phương không hề có ai xuất hiện. Khi Trương Dương và Vương Bác Hùng tới phúng viếng, Vương Tĩnh Như, vợ của Hồ Ái Dân khóc rất thương tâm. Bởi vì Trương Dương và Vương Bác Hùng trước kia từng cùng Hồ Ái Dân làm việc ở xã Hắc Sơn Tử, bà ta không hề biết ân oán giữa chồng mình và bọn họ trong quá khứ. Trong mắt bà ta thì sự xuất hiện của Vương Bác Hùng và Trương Dương chính là đại biểu quan phương. Trương Dương lưu ý tới con trai Hồ Viễn Hạm của Hồ Ái Dân đang tác nghiệp trên bàn vuông bên trong lều tang, vừa tác nghiệp vừa lau nước mắt. Thằng bé này mới 12 tuổi, đang học lớp 6, học tập rất tốt, sau khi cha chết một mực lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường, sợ bà mẹ thấy mà thương tâm. Trương Dương và Vương Bác Hùng vái ba vái trước di ảnh của Hồ Ái Dân, sau đó thì đi tới trước mặt Vương Tĩnh Như. Hai người mỗi người đều để lại 500 đồng, Trương Dương vốn muốn để lại nhiều hơn, nhưng dẫu sao cùng tới cùng Vương Bác Hùng, cho nên cũng phải để ý tới mặt mũi của hắn. Và lại 500 đồng hiện tại mà nói cùng không phải là ít. Vương Bác Hùng đẩy vẻ thông cảm khuyên Vương Tĩnh Như cố gắng nén bi thương. Vương Tĩnh Như nuốt lệ nói, bí thư Vương, tôi có một câu muốn hỏi ông, Bà ta nhìn con trai, gọi tiểu hạm, con ra ngoài một lát đi. Hồ viễn hạm gật đầu, mắt đỏ bừng bước ra khỏi lều tang. Vương tĩnh như thấy con trai rời khỏi lều tang, mới nói, bí thư vương, lão hồ nhà chúng tỏi rốt cuộc có phạm sai lầm hay không, rốt cuộc có phải là sợ tội mà tự sát như người ta nói hay không. Bà ta vẫn xưng hô với vương bách hùng như lúc còn ở xã Hắc Sơn Tử. Hai ngày nay, chuyện này một mực dày vò mẹ con bọn họ. Vương tĩnh như cần một đáp án, Vương Bác Hùng thực sự là không thể trả lời bà ta vấn đề này, tuy hắn cũng rất thông cảm với hai mẹ con họ. Nhưng Hồ Ái Dân quả thực từng có hành vi hối lộ, sai lầm mà hắn đã phạm phải cũng không thể nào xóa đi được. Vương Bác Hùng hiện tại đã không còn là lãnh đạo của Hồ Ái Dân, cũng không phải là cán bộ của ủy ban kỷ luật, đối với vấn đề của Hồ Ái Dân là không có quyền phát ngôn. Hắn rất cẩn thận nói, "Tiểu Vương à, cô cần phải tin vào tổ chức. Nhất định sẽ có một câu trả lời công bằng cho cục trưởng Hồ." nói kiểu này cũng chẳng khác nào là không nói trong mắt vương tĩnh như lộ ra vẻ thất vọng trương dương thực sự là không nỡ nhìn tiếp nữa hắn lớn tiếng nói chị à trưởng xã hồ là một anh hùng là anh ấy cứu tính mạng của bé gái đó điểm này tôi có thể làm chứng lúc đó còn có rất nhiều người có thể làm chứng chị yên tâm đi chuyện này nhất định sẽ có công đạo vương tĩnh như kích động gật đầu ôm miệng bật khóc từ sau khi chồng chết lần đầu tiên có người ở trước mặt bà ta nói rằng chồng của bà ta là anh hùng là liệt sĩ vì nghề quên mình khi vương bác hùng và trương dương đi tới trước xe con trai của hồ ái dân chạy đến nó bước đến trước mặt trương dương gọi chú ơi chú ơi trương dương dừng bước đôi mắt đã đỏ bừng vì khóc của hồ viễn hàm nhìn trương dương với vẻ đầy chờ mong nói chú à chú vừa nói cha cháu là một anh hùng trương dương gật đầu nói ông ấy là anh hùng cháu phải cảm thấy kiêu ngạo vì có được một người cha như vậy. Hồ Viễn Hạ mấp máy môi, nước mắt không ngừng rơi. Trên đường, trong lòng Trương Dương cảm thấy rất nặng nề và áp lực. Trước mắt hắn Thủy chung vẫn lấp loáng nước mắt của Vương Tĩnh Như và Hồ Viễn Hạc, trong lòng có một loại tình tự khó nói muốn được phát tiết. Vương Bác Hùng cùng lặng im không nói gì, hắn và Hồ Ái Dân cộng sự nhiều năm. Trước đây giữa bọn họ cùng không ngừng minh tranh ám đấu, hắn không hề có một chút hảo cảm nào đối với hồ ái dân luôn cảm thấy con người này quá tư lợi một lòng chỉ muốn đầu cơ kinh doanh khi hắn nghe thấy tin tức hồ ái dân vì cứu người mà hy sinh ý nghĩ đầu tiên chính là không thể nào tin được hắn không thể tin rằng một kẻ khôn khéo như hồ ái dân vào lúc sinh tử quan đầu lại đưa ra lựa chọn kiểu đầy nhiệt huyết như vập khi hắn chứng thực được điều này hắn đã rơi lệ nếu như đặt hắn ở vị trí tương đồng với hồ ái dân hắn không thể nào đảm bảo mình có thể có được dũng khí giống như hồ ái dân hồ ái dân vào giây phút lựa chọn cứu người ánh sánh nhân tính của hắn đã được chứng tỏ ở trước mặt mọi người đây là một loại hành động làm chấn động tâm linh sự cảm động của vương bác hùng là lặng lẽ giữ ở trong lòng còn trương dương thì không thể nào lặng lẽ được hắn bảo vương bác hùng đưa mình tới chính phủ huyện ủy huyện xuân dương hắn phải đòi lại danh dự cho hồ ái dân hắn muốn đòi lại vinh quang cho vợ và con của người chết khi trương dương xuất hiện trong phòng làm việc của bí thư hưu viện ủy tần thanh từ vẻ mặt bi thương của hắn ý thức được hắn hắn hôm nay vì sao lại tới đây cô ta bảo thư ký đi ra sau đó thì chỉ vào salon ý bảo trương dương ngồi xuống đó thuộc hạ có thể khiến bí thư tần tự mình bưng trà rót nước rất ít trương dương không nghi ngờ gì nữa là một người có tư cách này kết quả tần thanh bưng trà đến chén trà là của chính cô ta trương dương hấp một ngụm nhìn tần thanh hai ngày nay công tác phòng lũ chống lụt cực kv nghiêm ngặt cô ta rõ ràng là gầy đi nhiều cho nên lửa giận trong lòng đã tiêu mất mấy phần huống chi tần thanh bắt đầu biểu hiện thái độ khiêm nhường nhã nhặn hắn cho dù có chút oán khí nhưng cùng khó mà phát tác được trương dương đặt chén trà xuống nói bí thư tần tôi lần này tới là muốn cùng cô nói về chuyện của hồ ái dân tần thanh nghe thấy hắn xương hô với mình như vậy thì biết rằng hắn đã phát cờ hiệu giải quyết việc công rồi cùng chứng tỏ rằng hắn rất bất mãn với cách xử lý của mình về chuyện của Hồ Ái Dân. Tần Thanh rất thông cảm với Trương Dương, cô ta nhẹ nhàng nói, Trương Dương, chuyện nạp rất phức tạp. Chuyện Hồ Ái Dân xả thân cứu người quả thật là khiến người ta cảm động, nhưng Ủy ban kỷ luật đã nắm được chứng cứ hắn trước đây hối lộ Dương Thủ Nghĩa, hắn để giành được chức cục trường cục công thương, đã hối lộ cho Dương Thủ Nghĩa, tiền bí thư hu viện Ủy Xuân Dương một vạn đồng. Trương Dương lớn tiếng nói, hắn đã chết rồi cho dù trước đây có làm sai chuyện gì thì cũng đã kết thúc rồi tần thanh cắn chặt môi cô ta vẫn kiên trì nói với trương dương chúng ta là người trong thể chế tất cả phái án chiếu theo quy định đã định tôi thừa nhận hồ ái dân xả thân cứu người là sự thực nhưng hắn hối lộ cũng là sự thực người làm quan chúng ta chú trọng thực tế không thể bởi vì hắn cứu người mà bỏ qua hoàn toàn sai lầm mà hắn đã phạm phải trương dương tức giận gầm lên cô có biết người chết là hết không cô có từng gặp vợ con của hắn không, một người đàn bà mất chồng, một đứa con trai mất cha. Mà bên ngoài thì bàn tán rằng hồ ái dân là sợ tội mà tự sát. Như vậy đối với họ mà nói thì có công bằng không? Cô có biết bọn phải chịu áp lực lớn như thế nào không? Có biết bọn họ muốn gì không? Bọn họ cần một cái công đạo. Bọn họ cần biết có một người chồng anh hùng, có một người cha đáng để kiêu ngạo. Tâm tình của Trương Dương dò ràng đã trở nên kích động rồi, ngực của hắn phập phồng rất kịch liệt. Tần Thanh cắn môi, nói: "Trương Dương, quyết định của thị lý, đối với chuyện của Hồ Ái dân sẽ không tu vên truyền và cũng không truy cứu." Trên mặt cô ta lộ ra vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, đối với chuyện của Hồ Ái dân. Cô ta cũng không đồng ý với cách làm của thị lý, nhưng thị lý rõ ràng đều biểu hiện ra sự mẫn cảm rất lớn đối với tất cả những người có liên quan tới vụ án của Dương thủ nghĩa, chuyện của Hồ Ái dân sau khi được báo lên. Thị lý đã đặc biệt mở một cuộc họp thường ủy sau cùng đưa ra quyết định không tuyên truyền và cùng không truy cứu trương dương đột nhiên đứng bật dậy nói tôi đi tìm bọn họ tôi không tin trên thế giới này lại không có hai từ công đạo tần thanh nắm lấy cánh tay trương dương đừng đi anh không thể nào thay đổi được quyết định của bên trên đâu trương dương gầm lên tôi mặc kệ phải trả giá lớn như thế nào tôi bất luận là đi tìm ai thì cũng phải đòi cho hắn một cái công đạo để an ủi vong linh của hắn mắt tần thanh đỏ ửng lên trong lòng vì tiếng gầm của trương dương mà cảm thấy rung động cô ta cuối cùng cùng đưa ra một quyết định rất gian nan anh yên tâm em sẽ có mặt trong tang lễ của hồ ái dân điều này đối với cô ta mà nói đã là rất khó khăn rồi cô ta có mặt trong tang lễ của hồ ái dân điều đó có nghĩa là chính phủ hu viện ủy hu viện xuân dương đã khẳng định sự tích của hồ ái dân trương dương lặng lẽ nhìn tần thanh nhìn đôi mắt nhòa lệ của cô ta trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy đây không phải là quyết định tần thanh hậu sự của hồ ái dân liên quan tới chính phủ thị ủy thành phố Giang Thành, mình không nên chút tất cả oán khí lên người Tần Thanh. Tần Thanh quyết định có mặt trong tang lễ hồ ái dân không phải là đại biểu cho quan phương, mà cô ta cũng chẳng có quyền đại biểu cho quan phương, nhưng sự có mặt của cô ta đối với vợ của của hồ ái dân mà nói có ý nghĩa không tầm thường. Trong mắt bọn họ, Tần Thanh chính là đại biểu cho Xuân Dương, đại biểu cho sự thừa nhận của quan phương đối với sự tích anh dũng của hồ ái dân khi tần thanh nhìn thấy đôi mắt trong sáng mà bi thương của hồ viễn hạng cô ta đã bật khóc cô ta cuối cùng cũng hiểu được trương dương vì sao lại có biểu hiện kích động như vậy cô ta cuối cùng cùng hiểu rằng trương dương vì sao lại bất chấp tất cả mà đòi lại một cái công đạo cho hồ ái dân người chết là hết bất kể là trong quá khứ hắn đã phạm sai lầm gì nhưng sự không trùn bước của hắn trước khi chết đã hoàn toàn để lộ ra tất cả ánh sáng nhân tính của hắn trước khi tới đây Trương Dương đưa 5.000 đồng giao cho Tần Thanh, bảo Tần Thanh lấy danh nghĩa chính phủ huyện ủy đưa cho Vương Tĩnh Như. Tần Thanh biết Trương Dương là lợi dụng loại phương thức này để khéo léo chứng minh cho hai mẹ con đáng thương này biết rằng Hồ Ái Dân là một anh hùng. Tần Thanh cùng không cự tuyệt. Vương Tĩnh Như sau khi nhận được khoản tiền này, bà ta đã bật khóc rất to. Đợi sau khi bà ta bình tĩnh lại thì liền nhét lại chỗ tiền này vào tay Tần Thanh, nói, bí thư Tần, chỗ tiền này chúng tôi không thể nhận được. Cái chết của ái dân khiến hai mẹ con chúng tôi rất thương tâm. Nhưng chúng tôi đã biết anh ấy vì sao mà chết, và cũng cảm thấy rất tự hào và kiêu ngạo vì anh ấy, bất kể là người khác nhìn anh ấy như thế nào. Người khác nghĩ thế nào về anh ấy, tôi nghĩ anh ấy cũng đã không hề hối hận vì sự lựa chọn của mình, anh ấy sẽ sống mãi trong lòng hai mẹ con chúng tôi. Bà ta gạt lệ, nói, bí thư tần, thật sự hai mẹ con chúng tôi có một loại cảm giác rằng anh ấy thuộc chung vẫn ở bên cạnh chúng tôi, đang mỉm cười nhìn chúng tôi anh ấy vẫn chưa đi xa đâu. Nói tới đây vương tĩnh như lại bật khóc, tần thanh cũng khóc, vừa vì cảm động lại vừa vì ái náy. Cô ta cảm thấy huyện ủy Xuân Dương trong việc xử lý chuyện của hồ ái dân thật sự không công bằng hợp lý. Vương tĩnh như nói, tôi có công việc, tôi có thể nuôi được con trai tôi, chỗ tiền này, tôi thay mặt cho gia đình lão hồ chúng tôi quyên tặng cho trường tiểu học đó, quyên tặng cho những đứa trẻ đã mất đi trường học, lão hồ là vì cứu những đứa trẻ đó mới hy sinh, Hai mẹ con chúng tôi không thể làm tăng gánh nặng cho quốc gia nữa. Không thể làm mất mặt anh ấy. Trương Dương đứng ở bên cạnh không đành lòng nghe tiếp. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Nhìn về phía cô bé táp ôm bó hoa cúc màu trắng đang nuốt lệ bước về phía này. Phía sau cô bé còn có hơn một trăm đứa trẻ. Trên tay mồi một đứa chê đều ôm một bó hoa trắng. Mấy trăm. À không mấp ngàn thôn dân xóm ân tự cũng tới. Còn có thôn dân các xã nghe nói tới chuyện này cũng lặng lẽ đi theo thi thể của hắn. Trương Dương từ bên trong nhìn thấp từng khuôn mặt quen thuộc và xa lạ, hắn nhìn thấy Lưu Truyền Khôi, nhìn thấy Quách Đạt Lượng, nhìn thấy Vương Bắc Hùng, nhìn thấy Vũ Thu Linh, nhìn thấy Cảnh Tú Cúc. Mỗi một người đều dùng sự tưởng nhớ chân thành nhất của mình mà tới tiến đưa hồ ái dân. Máu luôn nóng mà nước màn trời âm u. Trên quảng trường phía trước sảnh truy điệu đã chật cứng người tới đưa tiến. Một giọng nói già nua và bi thương vang vọng giữa đất trời, trưởng xã hồ. Ông là một hán tử. Chúng tôi tất cả đều đến tiến đưa ông đây, mong ông ra đi thanh thản." Lưu Truyền khôi đổ một bát rượu đập trước sảnh truy điệu. Sau đó quỳ xuống đất, các thôn dân cũng quỳ xuống theo. Bọn họ đều dùng phương thức cổ xưa nhất để biểu đạt sự tôn kính và chân thành của mình đối với người chết. Nhìn người quỳ trên quảng trường, Vương Tĩnh như cắn chặt môi. Bà ta nắm chặt lấy tay của con mình, kéo con trai đối diện với tất cả những người đang quỳ xuống, nói chậm từng chữ với con trai mình, "Đây chính là cha của con." con phải cảm thấy kiêu ngạo vì ông ấy. chương 144, bắt đầu phản kích từ bây giờ. Trong cuộc họp thường ủy thành phố Giang Thành, khi Lý Trường Vũ chậm rãi kể lại tình cảnh trong lễ truy điệu ngày hôm đó, tất cả mọi người đều trầm mặc bao gồm cả bí thư thị ủy Giang Thành Hồng Vĩ Cơ. Mũi ai cũng đều có chút cay cay, mắt của lão bách tính rất sáng, nội tâm của bọn họ mới là tiêu chuẩn công bằng nhất để phán xét một cán bộ. Lý Trường Vũ nói với vẻ âm trầm, hai ngày nay tôi một mực suy nghĩ về vấn đề này trong đội ngũ cán bộ của chúng ta quả thật xảy ra không ít vấn đề nhưng những vấn đề này không phải chỉ là nguyên nhân của cá nhân chúng ta mà là bản thân chế độ của cán bộ chúng ta tồn tại vấn đề khiến một số người đều dồn hết tinh lực vào việc mưu cầu theo đuổi quan vị thậm chí vứt bỏ trách nhiệm mà bản thân bọn họ cần phải gánh vác chuyện của đồng chí hồ ái dân đã cho tất cả chúng ta một bài học bất kể là vào lúc nào chúng ta đều không được quên chúng ta chính là đầy tớ của nhân dân, là nhân dân trao quyền lực cho chúng ta, chúng ta phải lợi dụng quyền lợi ở trong tay để đi tạo phúc cho nhân dân chứ không phải là để tác oai tác quái. Đại thị trưởng Giang Thành tả viên trai yêu gật đầu đầy đồng cảm, Phó thị trưởng Lý nói rất đúng, chúng ta vào lúc nhìn thấy bản chất của vấn đề, cũng phải nhìn thấy nguyên nhân căn bản dẫn tới việc vấn đề này phát sinh. Chuyện của đồng chí ái dân ở trong quần thể của chúng ta là không hiếm thấy. Vì quan vị mà áp dụng một số thủ đoạn không vẻ vang gì, thậm chí còn quên cả nguyên tắc cơ bản nhất của một đảng viên. Của một cán bộ quốc gia, con người ai cũng có lương tri vào lúc sinh tử quan đầu. Vẫn có thể nhìn thấy tố chất chân chính một cán bộ đảng viên chúng ta. Hồng Vĩ cơ rụi màu thuốc lá và gạt tàn, nói khẽ vào thời bình. Cán bộ của đảng ta, khảo nghiệm phải đối mặt không hề nhẹ nhàng, đừng để hòa bình trở thành mọi trường thích hợp để sản sinh ra sự hủ bại an nhàn quyết định không truy cứu cũng không tu viên chu viền chuyện của hồ ái dân là hồng vĩ cơ đưa ra hắn không hề phủ nhận hành động anh dũng xả thân cứu người của hồ ái giãn nhưng vấn đề của hồ ái dân cùng bạp ra đó hồ ái dân từng hối lộ dương thủ nghĩa mà dương thủ nghĩa thì liên quan tới vụ án của lê quốc chính vụ án nạp vì tạm thời đình trệ không tiến thêm nữa nhưng hồng vĩ cơ có một loại dự cảm rằng sớm muộn gì cùng có một ngạp xẻ quáp lại chuyện nạp thán là người đứng đầu thành thị giang thành hắn không thể dùng cảm tình để làm việc hắn phải nhìn xa. Không thể lưu lại ấn hoạn cho sĩ đồ sau này. Lý trường Vũ Sơ Di ở trong cuộc họp thường ủy nhắc tới chuyện này là bởi vì Tần Thanh và Trương Dương đều đề xuất với hắn vấn đề phải đối đãi công bằng với hồ ái dân. Lý trường Vũ phụ trách công tác chỉ huy phòng lũ của Xuân Dương, ở Xuân Dương cũng nắm được không ít tình huống, chu vện của hồ ái dân quả thật là rất khiến người ta cảm động. Nhưng thấy thái độ của Hồng Vĩ Cơ, hắn đã hiểu rằng muốn lật án cho hồ ái dân là rất khó. Hồng Vĩ cơ quả nhiên không muốn dây dưa ở chuyện này quá nhiều, hắn chuyển đề tài sang vấn đề phát triển của Giang Thành, đại thị trường tả viên chiêu đề xuất kế hoạch tu sửa đường vòng tròn 3. Sau đó lại phân phát phương án cho mỗi một thường ủy để tiến hành thảo luận. Tu sửa đường vòng tròn 3 sớm đã được đề xuất khi hứa thường Đức còn đảm nhiệm chức bí thư thị ủy, có điều bởi vì vấn đề tài chính mà Thủy Trung kéo dài cho tới tận hiện giờ. Tả viên chiêu sau khi trở thành đại thị trường, đề xuất phải thay đổi diện mạo của Giang Thành từ căn bản. Phải bắt đầu từ việc cải thiện công trình cơ sở của thị chính, thì công đường vòng tròn ba chính là một khâu quan trọng trong chính sách của hắn. Hồng Vĩ cơ cười nói, vẫn là vấn đề cũ, tài chính. Cái mà giang thành của chúng ta thiếu nhất chính là tài chính. Xây đường là chuyện tốt, nhưng vấn đề tài chính giải quyết thế nào đây? Chúng ta đã phải xác định khu vực mở rộng, lại phải phát triển du lịch. Còn phải xây dựng đường vòng tròn, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, tôi thấy vẫn là làm từng thứ một thôi. Lý Trường Vũ ở điểm này cũng đồng ý với cách nhìn của tả viên triều, hắn nói nhở, Lũ Xuân lần này đã chứng minh rằng công trình cơ sở của các khu huyện của Giang Thành rất kém. Không những đường phải xây sửa, kênh rạch Giang Hà cùng phải khai thông, hơn nữa phải lập tức tiến hành. Nếu không chúng ta vào năm sau có thể sẽ còn phải đối diện với tình cảnh nghiêm trọng hơn. Hồng Vĩ Cơ nói, Giang Thành muốn phát triển, kinh tế là cơ sở trách nhiệm trên vai phòng chiêu thương kêu gọi đầu tư của chúng ta lại nặng thêm rồi. Lý Trường Vũ lại đề xuất một vấn đề, mưa lớn lần này khiến một bộ phận tường thành cổ của Giang Thành bị sập, cần một khoản tiền để tiến hành tu sửa khẩn cấp. Hồng Vĩ cơ cười nói, chuyện nạp chắc là không có vấn đề. Ăn Đức Hằng không phải là đầu tư 200 triệu vào cảnh khu chùa Nam Lâm ư, có thể trích một phần tiền ra để tu sửa tường thành cổ mà. Tả Viên Chiêu nói, bí thư Hồng khoản tiền đầu tư của An Đức Hằng là tu sửa chùa Nam Lâm, xây dựng lại tháp Phật Quang, hưng kiến quảng trường mua sắm ẩm thực, trong bản ghi chép mà chúng ta đã ký không bao gồm hạng mục xây sửa tường thành cổ về sau. Hồng Vĩ cơ nhíu mập, nói có khác gì à? Tả viên chiêu cười nói, tiền nào việc nấy, đặc biệt là đầu tư từ bên ngoài, chúng ta nếu không có sự cho phép của người khác mà làm thì e rằng sẽ không tốt đâu. Lý Trường Vũ trong lòng chợt rúng động, Hắn đột nhiên phát hiện trong kế hoạch đầu tư của An Đức Hằng có một kẽ hở và lỗ thủng cực lớn. Đầu tư của An Đức Hằng tại Giang Thành có lẽ không phải là nhìn chúng viễn cảnh du lịch của Giang Thành, cái mà hắn coi trọng chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn giành được hạng mục có lợi ích. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn thu hồi vốn đầu tư. Tả Viên chiêu lại đá quả bóng sang Lý Trường Vũ, nói: Du lịch là do Phó Thị Trường Lý được phân công quản lý, chuyện này tốt nhất là để Phó Thị Trường Lý nghĩ cách vậy. Trương Dương đứng trước mảng tường thành cổ đã sụp đổ, may mà khi tường đổ xung quanh không có người, cho nên không phát sinh sự cố thương vong nghiêm trọng, đây cùng tính là vạn hạnh trong bất hạnh. Cục du lịch vốn không vụ trách khu vực này, nhưng Tần Truyền Lương gọi điện thoại cho hắn. Đối với vị bố vợ tương lai này Trương Dương vẫn rất tôn kính. Hắn ngay lập tức chạy tới hiện trường, nhìn thấy Tần Truyền Lương đang đi đi lại lại trong đống hoang tàn của tường thành, ông ta sớm đã đề xuất kiến nghị tu sửa và bảo vệ tường thành cổ, nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa thấy chính phủ thành phố Giang Thành có phương án thực thi cụ thể nào, tuy gần đây lãnh đạo thành phố quan tâm tới sự phát triển của cục du lịch một cách trước giờ chưa từng có. Nhưng điểm quan tâm lại đều đặt ở trong chùa Nam Lâm, nơi phát hiện ra xá lợi Phật tổ, đoạn tường thành cổ này vẫn ở vào vị trí bị bỏ qua. Trương Dương vừa mới tới thì phó thị trường thường vụ lý trường Vũ cũng tới đây. Hắn bước tới cạnh Trương Dương, đứng sánh vai với Trương Dương nhìn về phía tần truyền lương ở xa xa, không khỏi thở dài, nói, lão Tần đã nhiều lần nhắc với tôi về việc bảo vệ tường thành cổ, đáng tiếc là tôi đã đề xuất nhưng một mực không được coi trọng, cho nên mới dẫn tới tình huống hiện tại. Trương Dương cũng hiểu rằng Lý Trường Vũ tuy là phó thị trường thường vụ, nhưng ở thành phố Giang thành quan to hơn hắn còn có tới mấy người, lời nói của hắn cũng không phải là nhất ngôn cửu đỉnh, nếu không thì hắn cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong trong cuộc đấu tranh của cảnh khu chùa Nam Lâm. Chờ mắt nhìn chính tích của mình bị người ta cướp đi. Trương Dương là người không cam tâm chịu thất bại, Lý Trường Vũ cũng vậy, có điều Lý Trường Vũ ở phương diện này thì biểu hiện ra sự nhẫn nại tốt hơn Trương Dương nhiều, hắn không phải là không muốn phản kích, mà là đang lựa chọn thời cơ, một khi cơ hội chín mùi, hắn tất nhiên sẽ đánh một kích toàn lực, không cho đối thủ có cơ hội mà thở. Trương Dương nói, tường thành cổ hiện tại thuộc phạm vi mở rộng của cảnh khu chùa Nam Lâm. Vấn đề tu sửa nên do chính phủ thành phố và An Đức Hằng cùng nhau giải quyết lý trường vũ cười nói an đức hằng là một thương nhân hắn đầu tư là muốn thu lợi hơn nữa hắn muốn thu được lợi trong khoảng thời gian ngắn hắn nhìn về đoạn tường thành cổ bị đổ ở phía trước nói thị lý giao vấn để tường thành cổ cho tôi giải quyết thị trường tả đã phân rất rõ tường thành cổ và khu phong cảnh chùa nam lâm hắn cho rằng khoản tiền nào thì nên dùng vào việc nấy trương dương khinh thường nói không ngờ bọn chúng chiếm được tiện nghi rồi khi gặp phải lúc cần xuất lực xuất tiền thì lại tránh sang một bên lý trường vũ mỉm cười thấy chu vện phải một chia làm hai cái gì gọi là tiện nghi cái gì gọi là chịu thiệt chuyện là phát triển biện chứng giang thành cũng đang không ngừng phát triển và biến hóa cậu thân là trường phòng phòng mở rộng thị trường của cục du lịch phải chăng là nên làm một số chu vện còn nữa cậu còn kiêm cả phó chủ nhiệm phòng chiêu thương của giang thành từ lúc thượng nhiệm đến nay vẫn chưa thấy cậu có thành tích gì trói mắt cả cứ tiếp tục như thế này cho dù là tôi không cách trước cậu thì người khác cũng không nhìn được đâu." Trương Dương hỏi khẽ thị Lý rất thiếu tiền à. Lý Trường Vũ nhìn bầu trời âm u, thở dài nói, Giang Thành khả năng sẽ đối diện với thời đại phát triển nhanh nhất trong lịch sử. Khởi công xây dựng khu đổi mới, phát triển ngành du lịch. Xây dựng đường vòng tròn đều cần rất nhiều tiền, đối với mỗi một người trong chúng ta mà nói thì đều là cơ hội và khiêu chiến mà trước giờ chưa từng có. "Trương Dương, đừng giới hạn tầm nhìn chỉ ở chùa Nam Lâm." phải mở rộng tầm mắt ra cả Giang Thành, chỉ có đứng ở nơi cao thì mới có thể nhìn thấy được phạm vi xa hơn. Trương Dương chậm rãi gật đầu, từ trong lời nói của Lý Trường Vũ hắn đã lĩnh ngộ mộ được một loại cảnh giới. Một loại cảnh giới mà hiện tại hắn vẫn không thể nào đạt tới được. Hắn có chút minh bạch kế hoạch tương lai của Lý Trường Vũ, Lý Trường Vũ chưa từng thay đổi sách lược phát triển kinh tế xanh của Giang Thành. Lý Trường Vũ đoạn thời gian này đang suy ngẫm lại những chuyện đã qua hắn đang tìm kiếm chỗ thiếu sót của mình trong quá khứ, hắn đã ôm hy vọng quá lớn trong việc mở rộng cảnh khu chùa Nam Lâm, cho nên cảnh khu một khi xảy ra vấn đề, sẽ khiến tả viên chiêu nắm được cơ hội. Ở lần giao phong trước, nguyên nhân thực sự khiến mình bị thua là tầm nhìn quá hạn hẹp và hạn chế. Muốn đứng ở thế bất bại thì phải xây dựng kế hoạch đại Giang Thành, từ toàn cục mà suy nghĩ về sự phát triển của Giang Thành. Khi chị em cố dài đồng tới Giang Thành, lũ xuân của Giang Thành đã kết thúc nội thành lộ ra vẻ bẩn thiêu và lộn xộn trên đường vẫn còn không ít vùng nước bùn đất cố dai đồng lái xe trên đường sau khi tiến vào nội thành thì tắc đường cả tiếng trời trong lòng bực bội vô cùng không ngờ tình trạng giao thông của giang thành so với đông giang còn tệ hơn cô ta muốn mang tới cho trương dương một sự bất ngờ cho nên không gọi điện thoại trước mắt thấy đã sắp hơn một giờ rồi cố dưỡng dưỡng nhìn dòng xe đang bò trên đường ở phía trước cũng không khỏi có chút nóng lòng chị chị không định gọi điện thoại cho anh Trương à, nhớ anh ta không có ở Giang Thành thì làm thế nào? Cố Giai Đồng cười nói, không phải đã nói với anh ấy là chúng ta ngày mùng 1 tháng 5 sẽ tới ư, anh ấy sẽ không đi đâu xa đâu. Kỳ thực hôm đó Cố Giai Đồng nói là mùng 1 tháng 5 sẽ tới, hiện giờ mới là 29 tháng 4. Cô ta so với dự kiến thì tới sớm hơn 2 ngày. Cố dưỡng dưỡng cầm bánh quy lên gặm, vốn còn hy vọng sẽ được ăn một bữa trưa ngon lành cơ đấy. Cố dài đồng thấy con đường phía trước vẫn chưa hề có hiện tượng bất tắc. Chỉ đành cầm điện thoại lên gọi điện cho Trương Dương. Trương Dương hai ngày nay đều điều tra tình hình bị sập của tường thành cổ. Chuyện cũng giống như dự tính của hắn. An Đức Hằng nghe nói chu viện tường thành cổ liền lập tức đùn đẩy. Hắn là làm cảnh khu chùa Nam Lâm, cùng chính phủ là ký hợp đồng tu sửa chùa Nam Lâm, nhưng không bao gồm tường thành cổ. An Đức Hằng nói vậy không những không khiến Trương Dương cảm thấy bực bội, ngược lại còn khiến thằng ôn này thấy cao hứng hai ngày nay hắn và lý trường vũ đã vẽ ra kế hoạch thực hiện cảnh khu thành phố giang thành chùa nam lâm tuy khá náo nhiệt nhưng một cái miếu hòa thượng trung quy cũng khó mà có được thành tựu gì lớn án chiếu theo ý tưởng ban đầu của tần truyền lương cảnh khu nam lâm tự là lấy tòa miếu cổ này làm trung tâm còn một trung tâm khác chính là tường thành cổ nhưng an đức hằng chủ động bỏ qua việc sửa chữa tường thành cổ cũng chẳng khác nào là chắp tay nhường một điểm mở rộng du lịch khác cho người ta Mục đích chủ yếu hơn chính là để đổi lấy sự ủng hộ của chính phủ thành phố Giang Thành, giành được khu vực mở rộng và khoảng đất của nhà máy dệt vải. Hắn tuyên bố là đầu tư 200 triệu, phạm vi bao quát quá lớn, dốc sức biểu hiện ra sự gian xảo và trí tuệ của một thương nhân, lòng hám lợi thực sự là quá nặng. Nghe nói Cố Gia Đồng đã tới đường vòng tròn 2, Trương Dương vui mừng vô cùng. Từ trong miêu tả của Cố Gia Đồng hắn biết được hiện tại Cố Gia Đồng còn cách chỗ hắn không bao xa. Lập tức vừa nghe điện thoại vừa chạy đi tìm Tới trước xe của cố dài đồng Phát hiện trên đường vòng tròn hai vẫn tắc đến nỗi con kiến cũng không chui lọt Cố dưỡng dưỡng nhìn thấy Trương Dương mặc bộ bò xuất hiện trên đường lớn Cuốn quyết hạ cửa sổ xe xuống vẫy tay với hắn Trương Dương cười ha ha đi tới Tỏ ý bảo cố dài đồng từ từ chỗ hở của con lươn lái xe tới Trực tiếp đánh xe lên phần đường dành cho người đi bộ đằng nào thì chiếc xe này cũng không đi ngay được cho nên liền dứt khoát xuống xe đi ăn đã cố gia đồng nhịn không được mà oán giận nói giao thông của nội thành giang thành các anh kém quá em và dưỡng dưỡng bị tắc ở đấp một tiếng rồi đấy cố dưỡng dưỡng nói em đói sắp chết rồi đây này trương dương cười nói ai bảo các em lại đột nhiên tới đây cũng không gọi điện thoại trước anh mà biết các em tới thì đã ở quán cơm bên bờ sông nhã vân rồi cố giai đồng nói không cần phải phiền phức như vậy đâu cứ tùy ý mà ăn thôi trương dương chỉ về phía trước dẫn hai người từ trong ngõ nhỏ đi ra phía tường thành cổ có một quán gà trống cổ thành nổi tiếng về việc nấu gà trống trương dương hai ngày nay khảo sát ở xung quanh tường thành trên cơ bản đều ăn ở đây ông chủ thấy trương dương tới liền mang tới một con gà vừa ninh xong cho bọn họ trước trương dương lại gọi thêm mấy món ăn nổi tiếng của giang thành và mấy chai bia Cố dài đồng cười nói, em quên khuấy đi mất, trong xe có hai bình mao đài đặc biệt mang tới cho anh đó, là ba em đưa. Trương Dương cười ha ha, nói thói quen này không tốt đâu, để bí thư cố biết anh lén ông ấy uống rượu, e rằng ngày mai sẽ cách chức anh khỏi cán bộ cấp khoa mất. Cố dài đồng bật cười khúc khích, bởi vì thời tiết nóng nực. Cô ta cũng phá lệ uống bia, hai chị em đều đói, cũng không khách khí với Trương Dương, cầm đũa lên ăn. Sau khi ăn lưng lửng bụng, Cố Giai Đồng cũng có khí lực để nói Chu Việt, anh không làm việc ở cục du lịch mà chạy tới đây làm gì. Trương Dương nói, có biết anh làm gì ở cục du lịch không? Trường Khoa Khoa mở rộng thị trường, cố dưỡng dưỡng nói trước. Trương Dương nhíu mày, anh bảo này dưỡng dưỡng, nó gọi là phòng mở rộng thị trường. Cố Giai Đồng không nhịn được mà bật cười, phòng mở rộng thị trường thì sao? Vẫn là cán bộ cấp khoa mà, không thể nào bởi vì bị gọi là phòng mở rộng mà trở thành cán bộ cấp ban được hư vinh. Trương đại quan nhân không những là hư vinh, hơn nữa còn không phải là hư vinh bình thường, trưởng phòng nghe vẫn khoái hơn là trưởng khoa chứ. Cố Giai Đồng nói, vậy, trưởng phòng trương, hiện tại anh có thể nói cho em biết rằng anh ở đây làm gì không? Trương Dương chỉ ra tường thành cổ đổ nát ở cách đó không xa, nói, hai ngày trước Giang Thành chịu mưa lớn liên tiếp, tường thành cổ có một đoạn bị sập, thị lý giao chu viện này cho cục du lịch bọn anh, anh chính là đang khảo sát tình huống xung quanh tường thành cố giai đồng tuy không ở trong thể chế nhưng vẫn nắm rõ chức năng của các bộ ngành trong quan trường chuyện này nên thuộc cục di vật văn hóa sao lại là cục du lịch đi làm cô ta liền đề xuất nghi vấn của mình trương dương nói hiện tại cục di vật văn hóa nắm công tác xây dựng cảnh khu nam lâm tự chuyện bên này người ta không để ý anh đằng nào thì cũng nhản rỗi cho nên mới bảo anh tới xem thuận tiện tìm đầu tư xem xem có ai bằng lòng giúp bọn anh tu sửa đoạn tường thành cổ này không. Cố Giai Đồng nói, anh quản rộng thật đấy. Đúng vậy, tuy có tiếng mà không có miếng, nhưng anh dù sao đi nữa cũng kiêm chức phó chủ nhiệm phòng chiêu thương, chủ tịch cố à. Xin hỏi cô có hứng thú đầu tư ở Giang Thành không? Cố Giai Đồng chừng mắt lườm hắn, hai chị em em là tới du lịch. Chu viện làm ăn chúng ta miễn bàn. Nói thực, cố Giai Đồng gần đây tâm tình quả thực là có chút bực bội tranh thầu tòa nhà lớn của bách hóa dệt đông giang gặp thất bại cô ta tạm thời không muốn nghĩ tới việc làm ăn trương dương đối với chuyện này cũng hiểu khi ăn cơm thì nhận được điện thoại của phương văn nam hắn đang do dự có nên nói chuyện cố giai đồng đến giang thành nói cho phương văn nam biết không thì cố giai đồng nghe ra là phương văn nam gọi cười nói nói với phương tổng là em tới rồi phương văn nam biết cố giai đồng tới giang thành cũng lộ ra vẻ khá nhiệt tình hắn lập tức đề xuất tối nay mở tiệc tẩy trần đón gió cho cố giai đồng. Tuy hợp tác ở Đông Giang đã thất bại, nhưng Phương Văn Nam vẫn biểu hiện ra phong độ nên có. Cố giai đồng nhận điện thoại từ tay Trương Dương, uyển chuyển từ chú ý tốt của hắn. Nhưng gác điện thoại không được bao lâu, lại thấy Phương Vãn Nam lái xe tới tiệm ăn mà bọn họ đang ăn. Trương Dương cười nói, Phương Tổng à Phương Tổng, ngài là thiên tài làm công tác tình báo đó, tôi không hề nói cho ngài biết là tôi ở đâu, Ngài sao mà tìm tới được vậy Phương Văn Nam mỉm cười giải thích tôi biết cậu hai hôm nay đều ở chỗ tường thành cổ thấy xe của cậu đỗ trước quán ăn thì tìm tới thôi Trương Dương biết Phương Văn Nam tới gấp như vậy chắc chắn là có chuyện cho nên bảo ông chủ mang thêm bát đúa cô dưỡng dưỡng ăn no rồi đứng dậy bảo đi tham quan tường thành cổ Phương Văn Nam nói đều là người của mình cả tôi cũng không giấu gì các bạn trưởng phòng Trương tôi tìm cậu là muốn cậu an bài cho tôi gặp mặt với thị trường Lý. Trương Dương rất sảng khoái gật đầu, nói chuyện này dễ thôi, tôi sẽ hẹn thời gian với ông ta rồi nói cho anh biết. Phương Văn Nam nhìn cố dài đồng, cười nói cố tiểu thư sao không lái xe tới. Cố gia đồng lúc này mới nói ra chuyện tắc đường. Phương Văn Nam than, giao thông trong nội thành Giang Thành hiện tại đã không thể nào thích ứng với sự phát triển của thành thị nữa rồi thành thị lớn thế này sớm lên xây dựng đường vòng tròn ba. Hắn dừng lại rồi nhìn Trương Dương một chút, nói tôi nghe nói là thị Lý đã có kế hoạch xây dựng đường vòng tròn ba, tìm thị trường Lý cũng là vì việc này đấy. Trương Dương lúc này mới hiểu Phương Văn Nam sau khi đầu tư thất bại ở Đông Giang, lập tức hướng tầm nhìn về phía Giang Thành, hắn đã nhìn chúng công trình đường vòng tròn ba rồi, chuyện này Trương Dương đã nghe Lý Trường Vũ nhắc tới. Hình như thị Lý có ý giao công tác này cho Lý Trường Vũ, có điều với địa vị hiện tại của Lý Trường Vũ chắc là không thể nào vỗ bàn quyết định được, quyền quyết định đều nằm trong Táp Hồng Vĩ Cơ. Trương Dương rất hiểu Phương Văn Nam, biết rằng người này trước giờ không đánh trận không chắc thắng, hắn định tìm Lý Trường Vũ thì nhất định là đã nghe được phong thanh gì rồi. Phương Văn Nam quả thật nghe thấy một số phong thanh, phong thanh này có thể tin tưởng. Tô Tiểu Hồng biết được từ chỗ bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ là thị lý đã sơ bộ quyết định nghị quyết xây dựng đường vòng tròn 3 căn cứ theo ý đồ của hồng vĩ cơ công trình cụ thể của đường vòng tròn 3 này sẽ giao cho phó thị trường thường vụ lý trường vũ phụ trách chuyện này trong mắt người bình thường có lẽ có chút kỳ quái dẫu sao thì phao tin tu sửa đường vòng tròn ba người được vang dội nhất chính là đại thị trường tả viên chiêu nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này rất không hợp tình hợp lý bí thư hồng làm vậy là đang tìm cân bằng chia đều quyền lực giữa đại thị trường và phó thị trường thường vụ phong đầu của tả viên thiếu quá mạnh rõ ràng không phải là chu viện tốt lành gì Phương Văn Nam cùng hiểu hiện tại không thích hợp làm phiền người ta. Nói thêm vài câu rồi cáo từ, khi đi còn trả tiền cơm, còn đề xuất sắp xếp cho cố giai đồng tối nay tới đế hào thịnh thế để ở, cố giai đồng thấy không tiện từ chối thịnh tình nên đành gật đầu đồng ý. Trương Dương và cố giai đồng bước ra ngoài cửa, đi tới dưới tường thành lại phát hiện cố dưỡng dưỡng đã trèo lên tường thành rồi, cố giai đồng lo lắng bên trên có nguy hiểm, vội vàng cùng Trương Dương men theo bậc thềm đi lên. Tuy cố dài đồng vừa nói rằng miễn bàn chuyện làm ăn. Nhưng khi nghe thấy chuyện Giang Thành sắp xây đường vòng tròn ba thì vẫn không khỏi động lòng. Cô ta nói Giang Thành thật sự muốn xây đường vòng tròn ba. Trương Dương gật đầu, nói chắc là quyết định rồi. Tình hình giao thông thì vừa rồi em cũng thấy rồi đấy. Nếu không xây đường vòng tròn ba, thành thị này làm sao mà chứa được dòng xe nhiều như thế nào? Cố dài đồng mỉm cười, nói đây cũng là một cơ hội không tồi hai người bước lên tường thành đã phủ đầy rêu xanh cố dưỡng dưỡng đứng ở lỗ châu mai xa xa nhìn sông hộ thành đang chảy xuôi ở phía nam mặt sông tuy đục ngầu nhưng tình cảnh cây liễu rủ ở bên bờ sông xào sạc theo gió lại khiến người ta mê say nhìn xa hơn nữa về phía nam đằng xa còn có một hồ nhỏ mặt hồ ánh sóng lấp lánh thỉnh thoảng lại có vài con cò trắng bay qua men theo sông hộ thành về phía tây là một con đường cũ hai bên con đường cũ xây không ít kiến trúc cổ những kiến trúc này rất nhiều đều là từ đời Minh để lại. Tuy bị tổn hại nghiêm trọng, có điều về đại thể vẫn bảo trì được phong mạo xưa kia. Cố dưỡng dưỡng không khỏi thở dài, nói chỗ này đẹp quá, đứng ở đây giống như là quay về thời cổ đại vậy. Trương Dương cười ha ha, nói cổ đại không có gì để chơi cả, ở hiện đại vẫn tự do hơn nhiều. Cố dài đồng cười nói, nghe khẩu khí của anh cứ như là người từ cổ đại tới vậy. Chuyện, y đạo quan đồ. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, ta tất nhiên là người từ cổ đại tới rồi, ta là từ thời tùy tới mà, có điều những lời này hắn không thể nói với cố giai đồng được, cũng không thể nói cho bất kỳ ai. Cố giai đồng đứng ở trên tường thành nhìn ngắm, rất hân thưởng phong cảnh ở khu vực tường thành cổ. Trương Dương nói, nếu chúng ta tu sửa lại tường thành cổ, khơi lại sông Hộ Thành, rồi tu sửa lại con đường cổ đó, phong cảnh của tường thành cổ sẽ có quy mô như lúc ban đầu. Nghe thấy những lời này, Cố Gia Đồng đã hiểu được ý tứ của hắn, thằng nhóc này vẫn chưa từ bỏ ý định muốn thuyết phục cô ta đầu tư vào ngành du lịch của Giang Thành, Cố Gia Đồng tuy không tỏ ý gì, nhưng cố dưỡng dưỡng thì lại có chút tán thưởng kế hoạch này của Trương Dương, cô ta vỗ tay nói, "Được đó. Ở trên sông hộ thành này đặt một số thuyền hoa, tìm người mặc cổ trang biểu diễn, con đường cổ kia thì án chiếu theo quy chế thời cổ mà bổ trí, nhất định có thể hấp dẫn được rất nhiều du khách." Cố Gia Đồng mím môi mỉm cười nhìn hai người bọn họ nhưng vẫn không nói câu nào trương dương đem tin tức phương văn nam muốn gặp lý trường vũ nói cho hắn biết lý trường vũ đối với chuyện nạp có chút kinh ngạc hắn sắp phụ trách chuyện công trình đường vòng tròn ba chỉ có hồng vĩ cơ đơn độc nhắc tới với hắn ngay cả những thường ủy khác cũng không biết phương văn nam nạp nhất định là nghe được phong thanh gì rồi không ngờ lại thông qua trương dương để tìm mình tin tức nạp đã không phải là mình tiết lộ ra ngoài vậy thì chỉ có hồng vĩ cơ thôi Lý Trường Vũ khi biết Hồng Vĩ Cơ muốn để mình phụ trách công trình đường vòng tròn 3, là hiểu rằng Hồng Vĩ Cơ muốn bình hành quyền lực giữa mình và tả viên chiêu. Phong đầu của tả viên trai yêu gần đây quá thịnh, cho nên Hồng Vĩ Cơ muốn dùng mình để áp chế hắn. Nếu tin tức mà Phương Văn Nam biết quả thật là phía Hồng Vĩ Cơ để lộ ra, chứng tỏ thái độ của Hồng Vĩ Cơ ở chuyện này vẫn là trốn tránh trách nhiệm. Lý Trường Vũ thật sự là không bội phục thủ đoạn chính trị của bạn học cũ này một tí nào, dạng người này có lẽ có thể làm tới sóng yên biển lặng nhưng vĩnh viễn không thể làm ra một phen đại sự chân chính. Lý Trường Vũ suy nghĩ một lát, mới nói chuyện mình được xác định phụ trách công trình đường vòng tròn ba cho Trương Dương nghe. Sức lĩnh ngộ của Trương Đại Quan nhân quả thực là hơn xa trước kia. Hắn lập tức hiểu rằng, mục đích chân chính mà Phương Văn Nam muốn lôi kéo làm quen với Lý Trường Vũ là ở đây. Trương Dương lại nghĩ tới, Lý Trường Vũ phụ trách công trình đường vòng tròn số 3 là một cơ hội, hơn nữa có thể xây dựng chu đáo cảnh khu tường thành cổ. An Đức Hằng đã có thể lợi dụng việc xây dựng cảnh khu chùa Nam Lâm, từ thị lý giành được khối đất của nhà mắc dệt. Còn từ khu mở rộng có được khoảnh đất sử dụng lớn, mình cũng có thể lợi dụng phương pháp đồng dạng, hơn nữa còn làm đẹp hơn. Hắn đem toàn bộ ý nghĩ của mình nói cho Lý Trường Vũ nghe. Lý Trường Vũ đối với chuyện này không hề biểu hiện ra bất kỳ ý kiến gì. Chỉ cười hắc hắc một tiếng, nói nếu cố tiểu thư chịu đầu tư thì tốt rồi. Sau khi gác điện thoại, Trương Dương ngấm kỹ lại những lĩnh ngộ vừa rồi một lát, câu cuối cùng của Lý Trường Vũ tu Việt đối không phải là buột miệng, để cố giai đồng gia nhập vào công trình đường vòng tròn 3, không phải là nhìn chúng tài chính của cô ta, mà là nhìn chúng sức ảnh hưởng của cô ta. Lý Trường Vũ đã dự kiến trước rồi, quá trình gọi thầu của công trình đường vòng tròn 3 sẽ không thuận buồm xuôi gió. Đại thị trường tả viên tiêu nhất định sẽ tạo các loại chứng ngại nếu cố giai đồng gia nhập. Tả viên chiêu tất nhiên sẽ phải ném chuột sợ vỡ bình chuyện lần này nhất định sẽ thuận lợi hơn nhiều. Sự bực bội nhiều ngày nay đè nén Trương Dương đột nhiên mất sạch. Hắn hiểu rồi, lúc phản kích tới rồi. Buổi tối, Trương Dương dẫn chị em cố dài đồng tới hồ nhà Vân ăn một bữa cơm cá. Lúc nhận phòng ở đế hào thịnh thế đã là hơn 10 giờ rồi. Tuy Trương Đại Quan Nhân rất muốn hôn môi thơm của cố đại tiểu thư, nhưng ngại cái bóng đèn điện siêu cấp cố dưỡng dưỡng ở bên cạnh. Cho nên cũng không dám vượt lôi trì một bước tinh thần của cố dưỡng dưỡng vào buổi tối cực tốt, sau khi tắm rửa lại gọi chị và Trương Dương cùng nhau chơi bài. Cố dai đồng vốn định sau khi em gái ngủ sẽ lén lút tới phòng Trương Dương ở bên cạnh, nhưng không ngờ con bé này lại không có một chút mệt mỏi nào, đôi mắt đẹp nhìn Trương Dương với vẻ u buồn và bất lực. Trương Dương cười nói, dưỡng dưỡng, gần đây thân thể thế nào rồi? Rất tốt, đi đứng chẳng khác gì người bình thường cả. Anh bắt mạch cho em nhé. Trương đại quan nhân làm ra vẻ quan tâm chăm sóc. Cố dưỡng dưỡng nào có biết thẳng ôn này mang tâm tư gì. Lập tức chia tay ra. Trương Dương đặt tay lên mạch môn của cô ta rồi giả vờ bắt mạch. Nhíu mày nói, khí tức trong cơ thể không không thông, quay người lại, anh chị cho em. Cố dưỡng dưỡng nghe lời quay đi, khóe miệng Trương Dương lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Thuận táp điểm len hu vệt ngủ của cô ta, cố dưỡng dưỡng chỉ cảm thấy cảm giác mệt mỏi ập tới. Ngáp một cái, không ngờ lại ngã xuống giường. Cố gia đồng thấy em gái đột nhiên ngã xuống thì giật nảy mình, nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt Trương Dương, mới hiểu ra nhất định là thằng nhóc này đụng tay đụng chân trên người dưỡng dưỡng rồi. Trương Dương chỉ vào căn phòng ở bên cạnh rồi hắn đi ra trước. Cố dai đồng đỏ mặt, đắp chăn lại cho em gái, xác định rằng nó đã ngủ, lúc này mới gión rén rời khỏi phòng. Vào tới phòng Trương Dương, lại phát hiện thằng ôn này không hề bật đèn, Cánh táp khỏe mạnh của Trương Dương kéo Cố Giai Đồng vào phòng, ép cô ta vào tường, trong bóng tối chuẩn xác tìm tới môi cô ta, dùng sức mà hôn. Một táp thì quàng eo Cố Giai Đồng, tay kia thì đút vào trong quần cô ta, kéo cả quần lót xuống rồi sờ soạng, thèm em chết đi được. Cố Giai Đồng không đáp lại, chỉ ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, hai tay nắm thành quyền đánh vào bộ ngực săn chắc của Trương Dương, miệng lẩm bẩm, xấu xa. Em không muốn, không muốn, Trương Dương ấn lưng Cố Giai Đồng vào tường dùng đầu gối tách đôi chân thon dài của cô ta ra, tay phải của hắn từ phía sau người cố gia đồng nâng cặp mông đẩy đà mà lại săn chắc của cô ta lên, dùng sức đè lên người cố gia đồng. Cố dài đồng trợn mắt lên, không giấy ruộng kiểu nửa vời nữa. a à, theo sự tiến vào của Trương Dương, cô ta phát ra tiếng rên khẽ. Hai tay cố dài đồng ôm lấy mặt Trương Dương, bờ môi run rẩy hôn lên chán hắn. Trong đêm vắng không có tiếng động, Trương Dương và cố gia đồng ở trong lòng đấu nhau kịch liệt thân hình trắng nõn của cố giai đồng không ngừng run rẩy phía dưới người trương dương như bách hợp trong gió cô ta ôm chặt lấy trương dương đắm chìm trong dư vận của sự hoan lạc cực độ mà hắn mang tới cho mình trương dương vuốt ve tóc và da thịt mềm nhẵn như tơ lụa của cô ta cố giai đồng kề sát vào lòng trương dương ôn nhu nói thật muốn cứ ôm anh như thế này mà ngủ trương dương cười nói không sao dưỡng dưỡng khẳng định là ngủ một giấc đến sáng anh xấu xa quá không ngờ lại dùng thủ đoạn này để đối đãi với dưỡng dưỡng. Cố dài đồng cắn nhẹ một cái vào ngực Trương Dương, cô ta không nỡ dùng sức, cắn xong lại dùng lưỡi liếm liếm. Trương Dương nhắm hai mắt lại, thoải mái như muốn ngủ thiếp đi. Cố dài đồng gối lên tay hắn, nói Trương Dương, em muốn vĩnh viễn được nằm trong lòng anh. Trương Dương ôm chặt lấy thân hình của cô ta, sẽ được, nhất định sẽ được. Trương Đại Quan Nhân không những là hư vinh, hơn nữa còn không phải là hư vinh bình thường, trưởng phòng nghe vẫn khoái hơn là trưởng khoa chứ. Cố gia Đồng nói, vậy, trưởng phòng Trương, hiện tại anh có thể nói cho em biết rằng anh ở đây làm gì không? Trương Dương chỉ ra tường thành cổ đổ nát ở cách đó không xa, nói, hai ngày trước Giang Thành chịu mưa lớn liên tiếp, tường thành cổ có một đoạn bị sập, thị lý giao chu viện này cho cục du lịch bọn anh. Anh chính là đang khảo sát tình huống xung quanh tường thành. Cố gia Đồng tuy không ở trong thể chế, nhưng vẫn nắm rõ chức năng của các bộ ngành trong quan trường chuyện này nên thuộc cục di vật văn hóa sao lại là cục du lịch đi làm cô ta liền đề xuất nghi vấn của mình trương dương nói hiện tại cục di vật văn hóa nắm công tác xây dựng cảnh khu nam lâm tự chuyện bên này người ta không để ý anh đằng nào thì cũng nhản rỗi cho nên mới bảo anh tới xem thuận tiện tìm đầu tư xem xem có ai bằng lòng giúp bọn anh tu sửa đoạn tường thành cổ này không cố giai đồng nói anh quản rộng thật đấy Đúng vậy, tuy có tiếng mà không có miếng, nhưng anh dù sao đi nữa cũng kiêm chức phó chủ nhiệm phòng chiêu thương, chủ tịch cố à. Xin hỏi cô có hứng thú đầu tư ở Giang Thành không? Cố gia đồng chừng mắt lườm hắn, hai chị em em là tới du lịch. Chu viện làm ăn chúng ta miễn bàn. Nói thực, cố gia đồng gần đây tâm tình quả thực là có chút bực bội. Tranh thầu tòa nhà lớn của Bách Hóa Dệt Đông Giang gặp thất bại. Cô ta tạm thời không muốn nghĩ tới việc làm ăn. Trương Dương đối với chuyện này cũng hiểu, khi ăn cơm thì nhận được điện thoại của Phương Văn Nam. Hắn đang do dự có nên nói chuyện Cố Giai Đồng đến Giang Thành nói cho Phương Văn Nam biết không thì Cố Giai Đồng nghe ra là Phương Văn Nam gọi, cười nói, nói với Phương Tổng là em tới rồi. Phương Văn Nam biết Cố Giai Đồng tới Giang Thành, cũng lộ ra vẻ khá nhiệt tình. Hắn lập tức đề xuất tối nay mở tiệc tẩy trần đón gió cho Cố Giai Đồng. Tuy hợp tác ở Đông Giang đã thất bại, nhưng Phương Văn Nam vẫn biểu hiện ra phong độ nên có. Cố dài đồng nhận điện thoại từ tay Trương Dương, uyển chuyển từ chú ý tốt của hắn. Nhưng gác điện thoại không được bao lâu, lại thấy Phương Vãn Nam lái xe tới tiệm ăn mà bọn họ đang ăn. Trương Dương cười nói, Phương Tổng à Phương Tổng, ngài là thiên tài làm công tác tình báo đó, tôi không hề nói cho ngài biết là tôi ở đâu, ngài sao mà tìm tới được vậy. Phương Văn Nam mỉm cười giải thích, tôi biết cậu hai hôm nay đều ở chỗ tường thành cổ, thấy xe của cậu đỗ trước quán ăn thì tìm tới thôi. Trương Dương biết Phương Văn Nam tới gấp như vậy chắc chắn là có chuyện, cho nên bảo ông chủ mang thêm bát đúa. Cô dưỡng dưỡng ăn no rồi, đứng dậy bảo đi tham quan tường thành cổ. Phương Văn Nam nói, đều là người của mình cả, tôi cũng không giấu gì các bạn. Trường Phòng Trương, tôi tìm cậu là muốn cậu an bài cho tôi gặp mặt với thị trường Lý. Trương Dương rất sảng khoái gật đầu, nói chuyện này dễ thôi, tôi sẽ hẹn thời gian với ông ta rồi nói cho anh biết. Phương Văn Nam nhìn cố Gia Đồng cười nói: "Cố tiểu thư sao không lái xe tới?" Cố Gia Đồng lúc này mới nói ra chuyện tắc đường. Phương Văn Nam than: "Giao thông trong nội thành Giang Thành hiện tại đã không thể nào thích ứng với sự phát triển của thành thị nữa rồi. Thành thị lớn thế này sớm lên xây dựng đường vòng tròn ba." Hắn dừng lại rồi nhìn Trương Dương một chút, nói: "Tôi nghe nói là thị lý đã có kế hoạch xây dựng đường vòng tròn ba, tìm thị trường lý cũng là vì việc này đấy." Trương Dương lúc này mới hiểu Phương Văn Nam sau khi đầu tư thất bại ở Đông Giang, lập tức hướng tầm nhìn về phía Giang Thành, hắn đã nhìn chúng công trình đường vòn tròn ba rồi, chuyện này Trương Dương đã nghe Lý Trường Vũ nhắc tới, hình như thị lý có ý giao công tác này cho Lý Trường Vũ, có điều với địa vị hiện tại của Lý Trường Vũ chắc là không thể nào vỗ bàn quyết định được. Quyền quyết định đều nằm trong tác hồng vĩ cơ. Trương Dương rất hiểu Phương Văn Nam, biết rằng người này trước giờ không đánh trận không chắc thắng hắn định tìm Lý Trường Vũ thì nhất định là đã nghe được phong thanh gì rồi. Phương Văn Nam quả thật nghe thấy một số phong thanh, phong thanh này có thể tin tưởng. Tô Tiểu Hồng biết được từ chỗ bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ là thị Lý đã sơ bộ quyết định nghị quyết xây dựng đường vòng tròn 3. Căn cứ theo ý đồ của Hồng Vĩ Cơ, công trình cụ thể của đường vòng tròn 3 này sẽ giao cho Phó Thị trường Thường vụ Lý Trường Vũ phụ trách. Chuyện này trong mắt người bình thường có lẽ có chút kỳ quái, dẫu sao thì phao tin tu sửa đường vòng tròn ba người được vang dội nhất chính là đại thị trường tả viên chiêu. Nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này rất không hợp tình hợp lý. Bí thư Hồng làm vậy là đang tìm cân bằng, chia đều quyền lực giữa đại thị trường và phó thị trường thường vụ, phong đầu của tả viên theo quá mạnh rõ ràng không phải là chu viện tốt lành gì. Phương Văn Nam cùng hiểu hiện tại không thích hợp làm phiền người ta. Nói thêm vài câu rồi cáo từ, khi đi còn trả tiền cơm, còn đề xuất sắp xếp cho cố dài đồng tối nay tới đế hào thịnh thế để ở, Cố Gia Đồng thấy không tiện từ chối thịnh tình nên đành gật đầu đồng ý. Trương Dương và Cố Gia Đồng bước ra ngoài cửa, đi tới dưới tường thành lại phát hiện Cố Dưỡng Dưỡng đã trèo lên tường thành rồi. Cố Gia Đồng lo lắng bên trên có nguy hiểm, vội vàng cùng Trương Dương men theo bậc thềm đi lên. Tuy Cố Gia Đồng vừa nói rằng miễn bản chuyện làm ăn, nhưng khi nghe thấy chuyện Giang Thành sắp xây đường vòng tròn ba thì vẫn không khỏi động lòng. Cô ta nói Giang Thành thật sự muốn xây đường vòng tròn ba. Trương Dương gật đầu, nói, chắc là quyết định rồi, tình hình giao thông thì vừa rồi em cũng thấy rồi đấy, nếu không xây đường vòng tròn ba, thành thị này làm sao mà chứa được dòng xe nhiều như thế nào. Cố giai đồng mỉm cười, nói, đây cũng là một cơ hội không tồi. Hai người bước lên tường thành đã phủ đầy rêu xanh, cố dưỡng dưỡng đứng ở lỗ châu mai xa xa, nhìn sông Hộ Thành đang chảy xuôi ở phía nam. Mặt sông tuy đục ngầu nhưng tình cảnh cây liễu rủ ở bên bờ sông xào sạc theo gió lại khiến người ta mê say nhìn xa hơn nữa về phía nam, đằng xa còn có một hồ nhỏ, mặt hồ ánh sóng lấp lánh, thỉnh thoảng lại có vài con cỏ trắng bay qua, men theo sông Hộ Thành về phía tây là một con đường cũ. Hai bên con đường cũ xây không ít kiến trúc cổ, những kiến trúc này rất nhiều đều là từ đời minh để lại. Tuy bị tổn hại nghiêm trọng, có điều về đại thể vẫn bảo trì được phong mạo xưa kia. Cố dưỡng dưỡng không khỏi thở dài, nói chỗ này đẹp quá, đứng ở đây giống như là quay về thời cổ đại vậy. Trương Dương cười ha ha, nói cổ đại không có gì để chơi cả, ở hiện đại vẫn tự do hơn nhiều. Cố Gia Đồng cười nói, nghe khẩu khí của anh cứ như là người từ cổ đại tới vậy. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, ta tất nhiên là người từ cổ đại tới rồi, ta là từ thời tùy tới mà, có điều những lời này hắn không thể nói với Cố Gia Đồng được, cũng không thể nói cho bất kỳ ai. Cố Gia Đồng đứng ở trên tường thành nhìn ngắm, rất hân thưởng phong cảnh ở khu vực tường thành cổ. Trương Dương nói nếu chúng ta tu sửa lại tường thành cổ khơi lại sông hộ thành rồi tu sửa lại con đường cổ đó phong cảnh của tường thành cổ sẽ có quy mô như lúc ban đầu nghe thấy những lời này cố giai đồng đã hiểu được ý tứ của hắn thằng nhóc này vẫn chưa từ bỏ ý định muốn thuyết phục cô ta đầu tư vào ngành du lịch của giang thành cố giai đồng tuy không tỏ ý gì nhưng cố dưỡng dưỡng thì lại có chút tán thưởng kế hoạch này của trương dương cô ta vỗ tay nói được đó ở trên sông hộ thành này đặt một số thuyền hoa tìm người mặc cổ trang biểu diễn, con đường cổ kia thì án chiếu theo quy chế thời cổ mà bổ trí, nhất định có thể hấp dẫn được rất nhiều du khách. Cố dài đồng mím môi mỉm cười nhìn hai người bọn họ, nhưng vẫn không nói câu nào. Trương Dương đem tin tức Phương Văn Nam muốn gặp Lý Trường Vũ nói cho hắn biết, Lý Trường Vũ đối với chuyện nạp có chút kinh ngạc, hắn sắp phụ trách chuyện công trình đường vòng tròn ba, chỉ có Hồng Vĩ cơ đơn độc nhắc tới với hắn, ngay cả những thường ủy khác cũng không biết, Phương Văn Nam nạp nhất định là nghe được phong thanh gì rồi, không ngờ lại thông qua Trương Dương để tìm mình. Tin tức nạp đã không phải là mình tiết lộ ra ngoài, vậy thì chỉ có Hồng Vĩ Cơ thôi. Lý Trường Vũ khi biết Hồng Vĩ Cơ muốn để mình phụ trách công trình đường vòng tròn 3, là hiểu rằng Hồng Vĩ Cơ muốn bình hành quyền lực giữa mình và tả viên chiêu. Phong đầu của tả viên trai yêu gần đây quá thịnh, cho nên Hồng Vĩ Cơ muốn dùng mình để áp chế hắn. Nếu tin tức mà Phương Văn Nam biết quả thật là phía Hồng Vĩ Cơ để lộ ra, Chứng tỏ thái độ của Hồng Vĩ Cơ ở chuyện này vẫn là trốn tránh trách nhiệm. Lý Trường Vũ thật sự là không bội phục thủ đoạn chính trị của bạn học cũ này một tí nào. Dạng người này có lẽ có thể làm tới sóng yên biển lặng, nhưng vĩnh viễn không thể làm ra một phen đại sự chân chính. Lý Trường Vũ suy nghĩ một lát mới nói chuyện mình được xác định phụ trách công trình đường vòng tròn ba cho Trương Dương nghe. Sức lĩnh ngộ của Trương Đại quan nhân quả thực là hơn xa trước kia. Hắn lập tức hiểu rằng, mục đích chân chính mà Phương Văn Nam muốn lôi kéo làm quen với Lý Trường Vũ là ở đây. Trương Dương lại nghĩ tới, Lý Trường Vũ phụ trách công trình đường vòng tròn số 3 là một cơ hội, hơn nữa có thể xây dựng chu đáo cảnh khu tường thành cổ. An Đức Hằng đã có thể lợi dụng việc xây dựng cảnh khu chùa Nam Lâm, từ thị lý giành được khối đất của nhà mắc dệt. Còn từ khu mở rộng có được khoảnh đất sử dụng lớn, mình cũng có thể lợi dụng phương pháp đồng dạng, hơn nữa còn làm đẹp hơn hắn đem toàn bộ ý nghĩ của mình nói cho Lý Trường Vũ nghe. Lý Trường Vũ đối với chuyện này không hề biểu hiện ra bất kỳ ý kiến gì. Chỉ cười hắc hắc một tiếng, nói nếu cố tiểu thư chịu đầu tư thì tốt rồi. Sau khi gác điện thoại, Trương Dương ngấm kỹ lại những lĩnh ngộ vừa rồi một lát, câu cuối cùng của Lý Trường Vũ tu việt đối không phải là buột miệng, để cố gia đồng gia nhập vào công trình đường vòng tròn ba, không phải là nhìn chúng tài chính của cô ta, mà là nhìn chúng sức ảnh hưởng của cô ta. Lý Trường Vũ đã dự kiến trước rồi, quá trình gọi thầu của công trình đường vòng tròn 3 sẽ không thuận buồm xuôi gió. Đại thị trường tả viên tiêu nhất định sẽ tạo các loại chứng ngại nếu cố gia đồng gia nhập. Tả viên chiêu tất nhiên sẽ phải ném chuột sợ vỡ bình. Chuyện lần này nhất định sẽ thuận lợi hơn nhiều. Sự bực bội nhiều ngày nay đè nén trương dương đột nhiên mất sạch. Hắn hiểu rồi, lúc phản kích tới rồi. Buổi tối, trương dương dẫn chị em cố gia đồng tới hồ nhà vân ăn một bữa cơm cá. Lúc nhận phòng ở đế hào thịnh thế đã là hơn 10 giờ rồi. Tuy Trương Đại quan nhân rất muốn hôn môi thơm của cố đại tiểu thư, nhưng ngại cái bóng đèn điện siêu cấp cố dưỡng dưỡng ở bên cạnh. Cho nên cũng không dám vượt lôi trì một bước. Tinh thần của cố dưỡng dưỡng vào buổi tối cực tốt, sau khi tắm rửa lại gọi chị và Trương Dương cùng nhau chơi bài. Cố gia đồng vốn định sau khi em gái ngủ sẽ lén lút tới phòng Trương Dương ở bên cạnh, nhưng không ngờ con bé này lại không có một chút mệt mỏi nào đôi mắt đẹp nhìn Trương Dương với vẻ u buồn và bất lực. Trương Dương cười nói, dưỡng dưỡng, gần đây thân thể thế nào rồi? Rất tốt, đi đứng chẳng khác gì người bình thường cả. Anh bắt mạch cho em nhé, Trương Đại Quan Nhân làm ra vẻ quan tâm chăm sóc. Cố dưỡng dưỡng nào có biết thẳng ôn này mang tâm tư gì? Lập tức chia tay ra, Trương Dương đặt tay lên mạch môn của cô ta rồi giả vờ bắt mạch. Nhíu mày nói, khí tức trong cơ thể không không thông, quay người lại, anh chị cho em cố dưỡng dưỡng nghe lời quay đi khóe miệng trương dương lộ ra một nụ cười giảo hoạt thuận táp điểm len hu vệt ngủ của cô ta cố dưỡng dưỡng chỉ cảm thấy cảm giác mệt mỏi ập tới ngáp một cái không ngờ lại ngã xuống giường cố gia đồng thấy em gái đột nhiên ngã xuống thì giật nảy mình nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt trương dương mới hiểu ra nhất định là thằng nhóc này đụng tay đụng chân trên người dưỡng dưỡng rồi trương dương chỉ vào căn phòng ở bên cạnh rồi hắn đi ra trước cố dai đồng đỏ mặt đắp chân lại cho em gái, xác định rằng nó đã ngủ, lúc này mới gión rén rời khỏi phòng. Vào tới phòng Trương Dương, lại phát hiện thằng ôn này không hề bật đèn, cánh tác khỏe mạnh của Trương Dương kéo cố dai đồng vào phòng, ép cô ta vào tường, trong bóng tối chuẩn xác tìm tới môi cô ta, dùng sức mà hôn. Một táp thì quàng eo cố dai đồng, tay kia thì đút vào trong quần cô ta, kéo cả quần lót xuống rồi sờ soảng, thèm em chết đi được. Cố dai đồng không đáp lại, chỉ ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, hai tay nắm thành quyền đánh vào bộ ngực săn chắc của Trương Dương, miệng lẩm bẩm xấu xa. Em không muốn, không muốn, Trương Dương ấn lưng cố dài đồng vào tường, dùng đầu gối tách đôi chân thon dài của cô ta ra, tay phải của hắn từ phía sau người cố dài đồng nâng cặp mông đẩy đà mà lại săn chắc của cô ta lên, dùng sức đè lên người cố dài đồng. Cố dài đồng trợn mắt lên, không giấy ruộng kiểu nửa vời nữa. A, à, theo sự tiến vào của Trương Dương, cô ta phát ra tiếng rên khẽ hai tay cố dài đồng ôm lấy mặt Trương Dương, bờ môi run rẩy hôn lên chán hắn. Trong đêm vắng không có tiếng động, Trương Dương và cố dài đồng ở trong lòng đấu nhau kịch liệt. Thân hình trắng nõn của cố dài đồng không ngừng run rẩy phía dưới người Trương Dương như bách hợp trong gió, cô ta ôm chặt lấy Trương Dương, đắm chìm trong dư vận của sự hoan lạc cực độ mà hắn mang tới cho mình. Trương Dương vuốt ve tóc và da thịt mềm nhẵn như tơ lụa của cô ta. Cố dài đồng kề sát vào lòng Trương Dương, ôn nhu nói thật muốn cứ ôm anh như thế này mà ngủ trương dương cười nói không sao dưỡng dưỡng khẳng định là ngủ một giấc đến sáng anh xấu xa quá không ngờ lại dùng thủ đoạn này để đối đãi với dưỡng dưỡng cố giai đồng cắn nhẹ một cái vào ngực trương dương cô ta không nỡ dùng sức cắn xong lại dùng lưỡi liếm liếm trương dương nhắm hai mắt lại thoải mái như muốn ngủ thiếp đi cố giai đồng gối lên tay hắn nói trương dương em muốn vĩnh viễn được nằm trong lòng anh Trương Dương ôm chặt lấy thân hình của cô ta, sẽ được, nhất định sẽ được. Trương 145, mở rộng hay phá hỏng. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Dương lại dẫn chị em cố dài đồng tới núi Thanh Đài. Lần này là để hoàn thành tâm nguyện của cố dưỡng dưỡng, cô bé này muốn dựa vào sức lực của mình để trèo lên núi Thanh Vân. Đường lên núi Thanh Vân có rất nhiều chỗ còn đang thi công dở. Công trình mở rộng du lịch núi Thanh Đài đang được tiến hành rầm rộ, tài nguyên tự nhiên của núi Thanh Đài rất tốt. Chỉ cần sửa thông đường, du khách sẽ tới. Trên đường bọn họ nhìn thấy không ít quan khách tới núi Thanh Sơn du ngoạn, cuộc thi Miss du lịch thành phố Giang Thành mà An Đức Hằng tổ chức tạo lên được hiệu ứng rất vang dội. Cái tên núi Thanh Đài cũng được truyền bá rộng ra ngoài tỉnh Bình Hải. Căn cứ vào dự đoán của cục du lịch, năm nay người tới núi Thanh Đài du ngoạn sẽ vượt hơn trước hai lần. Có điều cơ sở du lịch vẫn chưa được hoàn thiện, Chính phủ huyện Xuân Dương lại không khuyến khích du khách vào núi Du Ngoạn, còn đặc biệt dán cảnh báo về việc nạp. Có điều như vậy vẫn không ngăn được lòng nhiệt tình muốn du ngoạn của du khách, du lịch núi Thanh Đài theo sự gia tăng của danh tiếng mà từ từ lên theo. Lên tới thôn Thanh Hà thì rõ ràng là náo nhiệt hơn nhiều, khi Trương Dương dừng xe ở trước thôn ủy thì phát hiện trên khoảng đất trống ở trước cửa đã đỗ hơn chục chiếc xe, hai đứa trẻ con còn đứng đó giống như là đang thu phí đỗ xe. Lưu truyền khôi vốn đang ngồi xuống tàng cây hút thuốc, nhìn thấy Trương Dương từ trong xe bước ra, vội vàng tới nghênh đón, quát hai đứa nhỏ định thu tiền của Trương Dương, biến biến biến. Sang bên kia mà chơi đi, xe này không cần thu. Trương Dương mỉm cười nhìn Lưu truyền khôi, tôi nói nẻ bí thư chi bộ, cậu được lắm đó. Du lịch núi Thanh Đài này còn chưa chính thức mở cửa, cậu đã ở đây hoạt động kinh tế trước rồi. Thật sự khiến tôi bội phục sát đất lưu truyền khôi đương nhiên có thể nghe ra ý châm chọc trong lời nói của trương dương hắn hít một hơi thuốc lào nói hiện tại là thời đại cải cách mở cửa rồi thôn thượng thanh hà chúng tôi cũng phải nắm được nhịp đập của thời đại chứ phải cùng tiến với thời đại vực dậy kinh tế hắn chào hỏi hai chị em cố giai đồng lại nói với trương dương anh tới mà không nói trước một tiếng để tôi bảo người đi chuẩn bị thức ăn cho anh trương dương cười nói không cần phải phiền phức vậy đâu chúng tôi hôm nay là tới leo núi quay về tôi tới chỗ Trần Lão Gia Tử ăn một bữa cơm. Buổi chiều lại đi, lần này không làm phiền anh đâu. Lưu truyền khôi cũng không khách khí với hắn nữa, gật đầu, nói, mau đi đi. Hôm trước vừa đổ một trận mưa lớn, trên núi đẹp lắm, gần đây mỗi ngày đều có không ít người tới thăm thú. Cố dài đồng và cố dưỡng dưỡng đổi mặc một bộ quần áo ngoài trời màu đỏ. Trang bị của bọn họ cùng rất đầy đủ, mỗi người còn ôm một cái túi lớn. Trương Dương thì nhẹ nhàng hơn nhiều, trừ khiêng một bình nước khoáng ra thì chẳng phải mang gì nữa. Trương Dương cũng muốn sách đỡ túi cho bọn họ, nhưng hai chị em đều mang ý định rèn luyện ý chí cá nhân, rèn luyện thân thể. Cho nên căn bản không để Trương Đại Quan Nhân nhúng tay vào. Trương Dương càng nhàn, cầm máy ảnh nhàn nhã đi theo sau bọn họ. Đường lên núi Thanh Vân cũng đang trong quá trình tu sửa. Không ít đoạn đường nguy hiểm đã được thay bằng thềm đá. Trong mắt Trương Dương thì cũng không có được loại phong vận thiên nhiên như trong quá khứ. Khi đi tới giữa sườn núi, bởi vì dấu vết sửa tạc đã không còn, đoán rằng việc lát đường núi Thanh Vân chắc phải nửa đầu năm sau mới có thể kết thúc, tới lúc đó, đi xe cũng có thể trực tiếp lái tới thác Bôn Long ở sườn núi rồi. Trương Dương tuy đã tới núi Thanh Sơn rất nhiều, nhưng mấy lần trước đều là bởi vì sai mùa, cho nên không có cơ hội nhìn thấy thắng cảnh của thác nước Bôn Long. Từ nơi rất xa đã nghe thấy tiếng vang ầm ầm, giống như phía trước có thiên quân vạn mã đang chém giết lại giống như phía chân trời thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sấm sét trầm muộn. Vòng qua mỏm núi, lại thấy một thác nước hùng vĩ tráng lệ từ trên đỉnh núi cao gần trăm mét đổ xuống, giống như ngân hà cửu thiên trút xuống hắc long đàm. Trên nham thạch có rất nhiều góc cạnh, khi thác nước chảy qua, va chạm mạnh, nước bắn tung tóe như phi hoa toái ngọc, nhìn từ xa giống như những đóa mai trắng đang tung bay, phiêu tán theo gió. Trong không trung giống như mưa phùn lác đác rơi. Chị em cố dài đồng nhìn thấy thắng cảnh như vậy, không khỏi cùng cất tiếng gieo hò. Trương Dương cùng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh sắc hùng vĩ như vậy, đưa tay lên vuốt hơi nước trên mặt. Khóe miệng lộ ra một nụ cười hiểu ý. Trước thác nước có một đám người đang chụp ảnh, xem ra núi Thanh Đài đã dần dần được người ta công nhận rồi. Bọn Trương Dương vào buổi trưa thì tới tử Hà Quan, khiến Trương Dương cảm thấy bất ngờ là tử Hà Quan cũng đang trong cảnh sửa chữa, xem ra quyết tâm mở rộng du lịch núi Thanh Sơn của huyện Xuân Dương là không nhỏ trong tử hà quan cùng có hơn chục khách hành hương, ở nơi này dâng hương phần lớn là người bản địa. Lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa mang thái độ thờ ơ lãnh đạm đối với những hương khách này, ông ta nằm dưới cây bạch quả trong vườn, đang nhàn nhã sưởi nắng, cho tới khi Trương Dương bước tới cạnh ông ta, che mất nắng trên mặt ông ta, lão đạo sĩ mới mở mắt ra, nhìn. Thấy là Trương Dương, ông ta không khỏi bật cười, chủ nhiệm Trương, ngọn gió nào lại thổi cậu tới đây vậy? chữ lại này đã chứng tỏ rất rõ ràng rằng trương dương đã tới núi thanh đài nhiều lần trương dương cười nói đã mất công lên núi nên tiện tới chỗ ông chơi không ngờ tử hà quan này cùng bắt đầu được tu sửa rồi lý tín nghĩa nói một đoàn làm phim của hương cảng nhìn chúng tử hà quan muốn ở chỗ tôi đóng ngoại cảnh tôi không đồng ý bọn họ liền đề xuất giúp tôi sửa cửa lớn và tường viện của quán tử hà tôi nghĩ một lát rồi cùng đồng ý trên mặt lão đạo sĩ thủy trung vẫn là bộ dạng người biếng Lúc nạp chị em cố giai đồng đeo túi leo núi, chống gậy bước vào trong quán, hai chị em đều có chút mệt mỏi rồi, đương nhiên không thể bằng Trương Dương bước đi như bay. Ở ngoài cửa nghỉ ngơi một lát rồi mới bước vào. Cố giai đồng thấy Miếu Quan tất nhiên là phải dâng hương rồi, người làm ăn chưa chắc đã tin Phật, nhưng lại luôn muốn được may mắn. Cô ta đưa túi leo núi cho em gái mình rồi đi tới điện Tam Thanh để dâng hương. Lý Tín nghĩa vẫn có lời cần nói với Trương Dương, ông ta bảo, lúc năm mới một nhà bọn họ đều tới chứ. Trương Dương biết người mà ông ta nói đến là An Chí Viễn, chậm rãi gật đầu, trong lòng vẫn có chút kỳ quái, lão đạo sĩ đã là em trai cùng cha khác mẹ của An Chí Viễn, vậy vì sao vẫn không nhận nhau? Người xuất gia chẳng lẽ thực sự phải lục thân bất nhận ư? Đã là lục thân bất nhận, vì sao lại phải nhiều năm như vậy mà vẫn thầm lặng canh giữ phần mộ của cha mẹ? Lý Tín Nghĩa lại nói, hắn ở Thanh Vân Trúc Hải sửa mộ cho lão gia tử, rất không tốt. Trương Dương hơi ngây người, An chí viễn sửa mộ cho cha hắn ư, chuyện này hắn chưa hề nghe quá. Lý tín nghĩa than, nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai, có một số chuyện e rằng là trời cao đã định sẵn rồi, hậu nhân không thể nào thay đổi được đâu. Trương Dương thân là một kẻ chẳng tin vào quan niệm về số mệnh. Có điều chuyện của An ra quả thật có chút tà quái. An đại hồ tử năm đó giết người như ma. An gia xảy ra trận huyết án đó khiến người ta không thể không liên tưởng tới một số chu viện. Trương Dương nói, An lão hiện tại liệt rồi, nói chuyện cũng không được lưu loát, tôi thấy ông ta cũng chẳng còn sống được bao nhiêu ngày nữa đâu, hay là gặp mặt ông ấy đi. Trong mắt Lý Tín Nghĩa lộ ra vẻ mặt cực kỳ phức tạp, có điều ông ta cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ thở khẽ một tiếng. Hai người đang nói chuyện thì Trần Sùng Sơn từ cửa hông tiến vào, ông ta là tới tìm Lý Tín Nghĩa đánh cờ không ngờ trương dương cũng ở đây không khỏi hơi ngạc nhiên sau đó lại cười gọi trương dương trương dương vội vàng đứng dậy chào chào trần đại gia trần sùng sơn cười nói tôi vừa làm xong một món dân dã tới chỗ tôi ăn cơm đi lý tín nghĩa vội vàng đứng dậy nói đi tôi đã mấy ngày rồi chưa khai trai đây cố dưỡng dưỡng có chút kinh ngạc nhìn vị đạo sĩ này đạo môn không phải là có tam quy ngũ rơi ư đạo sĩ cũng có thể ăn mặn à Lý Tín Nghĩa bị cô nhóc này hỏi cho ngớ cả người, gãi gãi cái đầu hoa dâm. Cười nói, đạo môn chỉ là không ăn thịt trâu thôi. Còn những loại thịt khác thì không cấm. Cô dưỡng dưỡng lẩm bẩm là bởi vì tòa kỵ của Lào Tử là trâu xanh ư. Lý Tín Nghĩa và Trần Sùng Sơn đồng thời bật cười, cô nhóc này hiểu biết cũng không ít. Trương Dương đợi cố dài đồng dâng hương trở về, bọn họ cùng nhau tới phía tây tử Hà Quan. Trần Sùng Sơn đã xây lại nhà đá lần này nhà đá được dựng trên một khối đất bằng trước núi cao. Phía sau lại là vách núi, trước nhà đá có một vườn rau vừa mới khai hoang, bên trong mọc đầy rau và hoa, bên cạnh còn có một cây bạch quả cao to. Cùng phải hơn 500 tuổi rồi. Gà rừng chim ngói mà Trần Sùng Sơn bắt được ném ở trước cửa. Trên lò đá đun nước, nhưng vẫn chưa kịp cạo lông. Chị em cố dài đồng chủ động nhận công tác chuẩn bị. Trần Sùng Sơn lại nhổ một ít măng mùa xuân và nấm núi, Mấy người cùng nhau động. Thủ, không ai ngờ được rằng Lý Tín Nghĩa còn là một tay nấu ăn cực giỏi. Điều này có quan hệ tới việc ông ta nhiều năm nay phải sống một mình. Lão đạo sĩ rảnh rỗi liền nghĩ ra xem nên làm gì để ăn. Ông ta tuy thân ở đạo môn, nhưng bình thường cũng chưa bao giờ khiến cái miệng của mình phải chịu ủy khuất. Trần Sùng Sơn gọi Trương Dương tới cạnh vách núi, từ nơi này vừa hay có thể nhìn thấy cảnh tượng của Thanh Vân Trúc Hải nhìn từ xa, có thể thấy trong thanh vân trúc hải xuất hiện một mảng bình địa. Lộ ra vẻ cực kỳ chướng mắt, làm hỏng hết mỹ cảnh chính thể của thanh vân trúc hải. Trần Sùng Sơn Than, bọn họ xây mộ cho An Đại Hồ Tử. Phong cảnh vốn có của Thanh Vân Trúc Hải bị phá hỏng rồi. Trần Sùng Sơn sống ở đây mấy chục năm, đối với những gì phát sinh ở trước mặt cảm thấy rất đau lòng. Trương Dương nhíu mày, đây chắc không phải là ý của An Trí Viễn. Chẳng lẽ là An Đức Hằng tự tác chủ trương xây mộ cho An đại hồ tử? Trần Sùng Sơn chỉ vào góc đông bắc, bên cạnh khu vực điện ảnh và truyền hình cũng mới xây một công trường lớn. Nơi đó từng là địa điểm cũ của sơn trại Mã Tặc, hiện tại đang tiến hành xây dựng lại nguyên trạng. Trần Sùng Sơn có chút cảm thán, nói: "Thật sự không biết xây lại sơn trại Mã Tặc này thì có ý nghĩa gì? Khích lệ mọi người vào rừng làm cướp, lên núi làm tặc à?" Trương Dương không khỏi bật cười. Trần Sùng Sơn rõ ràng có chút bất mãn với thái độ mà hắn biểu hiện ra, nói khẽ đây không phải là chu viện nhỏ. Nếu cứ để mặc cho bọn họ làm bừa ở núi Thanh Vân, không lâu nữa vùng núi xanh nước biếc thành sẽ không còn tồn tại nữa. Tôi đã có kiến nghị rồi, mở rộng thì cũng vừa phải thôi, ngàn vạn lần không thể mở rộng bừa bãi một cách không có kế hoạch, nếu không thì chính là phá hoại sinh thái đấy. Trương Dương gật đầu, nói, Trần Đại gia, chuyện này tôi sẽ phản ánh lên bộ ngành bên trên. Đúng rồi, bí thư tần ngày mùng 1 tháng 5 sẽ dẫn cha của cô ta tới núi Thanh Đài bái phòng ông. Cô ta chính là người lãnh đạo cao nhất của Xuân Dương, còn nữa, cha của cô ta. Tần Chu Vền Lương hiện tại là cố vấn cao cấp mà cục du lịch của chúng tôi thuê. Hai người các ông chắc hẳn sẽ rất có tiếng nói chung. Trong lòng hắn thì lại thầm đắc ý, An Đức Hằng à An Đức Hằng, lần này mày lọt vào tay tao rồi. Trần Sùng Sơn nghe thấy Tần Thanh sắp tới, liền gật đầu nói, được. Chuyện này tốt nhất định sẽ phản ánh đúng sự thực với cô ta. Hai chị em cố gia đồng bày xong bàn ghế, gọi bọn họ tới ăn cơm, trong túi leo núi của bọn họ mang theo không ít đồ ăn. Thịt bò chín, chân giò hun khói, gà quay, lại thêm mấy món dân dã của lão đạo sĩ. Đây một bàn thức ăn rất là phong phú. Lão đạo sĩ cũng không phải là loại người ăn chùa uống chùa. Ông ta từ trong tử hà quan mang tới một vò rượu hầu nhi tự ủ. Rượu này là dụng nước suối núi và cây cao lương ủ thành, bên trong còn bỏ thêm không ít loại thảo dược. Nghe lão đạo sĩ nói, phương thức ủ rượu nạp là từ sư phụ của ông ta. Ít nhất cũng phải hơn ngàn năm rồi. Có điều trương dương uống vào thì thấy cũng giống như là mùi cao lương bình thường, chẳng qua có thêm một ít vị đạo thảo dược đặc hơn mà thôi. Bọn họ vừa ăn uống vừa nói chu vệt, Cố dưỡng dưỡng phát hiện Lý Tín Nghĩa gắp một miếng thịt bò cho vào miệng thì không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở, đạo trưởng, đó là thịt bò đấy. Lý Tín Nghĩa nhai rất ngon lành, nói thịt bò, ta sao lại ăn thịt bò thế này? Sự xảo quyệt của ông ta khiến cả đám người đều bật cười. Trương Dương cười nói, miệng đầy văn chương đạo đức cũng không bằng trong lòng có đạo. Tôi thấy Lý Đạo trưởng đã tới cảnh giới trong lòng có đạo rồi. Khuôn mặt già nua của Lý Tín Nghĩa nóng bừng, nghe ra những lời này của chủ nhiệm trương là đang đá xoáy mình ông ta bưng một chén rượu lên nói nói thật tôi làm đạo sĩ nhiều năm như vậy rồi tới giờ vẫn thấy hồ đồ cái gì là đạo cái gì không phải đạo tôi cũng không rõ cùng không muốn hiểu rõ chỉ cảm thấy sống những ngày tháng như thế này là an nhàn thoải mái vô cầu vô thúc nhất ăn xong bữa trưa cố giai đồng xin một bức tranh chữ của trần sùng sơn trần sùng sơn thông qua sự giới thiệu của trương dương đã biết được rằng bức tranh này là cố giai đồng muốn tặng cho cố doãn chi, cha của cô ta. Trần Sùng Sơn đối với loại hành động xã giao nạp vốn không có hứng thú. Nhưng Trương Dương có mặt ở đây, ông ta nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát rồi viết xuống một hàng chữ bất hoạn vị chi bất tôn. Nhi hoạn đức chi bất sùng, bất si lộ chi bất đa. Nhi si trí chi bất bác. Khi Trương Dương đang ca ngợi thư pháp của lão gia tử khí phách càng lúc càng có sức mạnh thì trong lòng không tránh khỏi của chút thấp thỏm. Ta ích, đây rõ ràng là cho bí thư cố một bài học mà. Hắn nhìn nhìn cố dài đồng, nhưng cố dài đồng lại biểu hiện ra vẻ cực kỳ vui vẻ, không có ai hiểu cha của cô ta hơn bản thân cô ta. Cô ta thấy bức tranh chữ này nhất định sẽ làm cha mình cảm động, luyến tiếc những ngày tháng hiện tại. Cố dưỡng dưỡng thì cảm thấy rất hứng thú đối với một cái bát sứ thanh hoa mà Trần Sùng Sơn dùng để ăn cơm. Sau khi rửa sạch thì lật đi lật lại nhìn vô số lần. Trần Sùng Sơn mắt sáng như đuốc, nhìn ra tâm tư của cô bé này mỉm cười nói thích thì cứ lấy đi bát sứ thanh hoa là lão đạo sĩ tặng cho ta vốn có sáu cái hiện giờ chỉ còn lại có một cái thôi cố dưỡng dưỡng đỏ mặt nói vậy sao được trần sùng sơn cười nói chỉ là một cái bát sứ mà thôi có gì mà ngại quay về ta bảo lão đạo sĩ tặng cho ta mấy cái có thể nói chuyến đi tới núi thanh vân lần này hai chị em cố dài đồng đều có thu hoạch bọn họ đều mang tâm tư giống như nhau đó là phải mang về một lễ vật cho cha trương dương sau khi nói chuyện với trần sùng sơn cũng có chút bất mãn đối với hiện trạng mở rộng của núi thanh phong lúc xuống núi đặc biệt đi quanh thanh vân trúc hải phát hiện mộ của an đại hồ tử đã sắp xây xong rồi làm mộ chiếm rất nhiều diện tích hơn nữa còn từ trong trác hải biển trúc trực tiếp lát một con đường giống như là một con dao sắc mổ bụng thanh vân trúc hải ra vậy hai bên đường còn dựng rất nhiều ngựa đá người đá cố dưỡng dưỡng không nhịn được nói ở cảnh khu cho phép xây mộ à cố giai đồng có chút không vui bảo cảnh sắc của trúc hải toàn bộ bị phá hỏng rồi làm gì có kiểu mở rộng khai thác cảnh khu như thế này giang thành các anh làm du lịch mà thiếu mất một kế hoạch cơ bản nhất trương dương cười tâu toét nói khuê nữ con nhà giàu có khác nói câu nào cũng có khí thế cố giai đồng chừng mắt lườm hắn anh thân là một quan chức của cục du lịch giang thành mà lại để mặc cho bọn họ làm sằng làm bậy ở đây một địa phương vốn đang đẹp đẽ giờ bị phá hủy thành như thế này rồi. Trương Dương cười nói, có câu huyện quan không bằng huyện quản. Việc mở rộng và khai thác cụ thể núi Thanh Sơn thuộc về sự quản lý của huyện Xuân Dương, anh là người của cục du lịch Giang Thành, ngắn tay không với tới trời. Và lại, anh cho dù muốn quản thì người ta cũng chắc gì đã chịu nghe anh. Phải không, thằng nhóc này đã bắt đầu tính toán trong lòng rồi. An Đức Hằng à An Đức Hằng, thằng chó mày cũng khệnh khẳng quá, ông mày đây là ai chứ là thổ phỉ mà mẹ kiếp mày hiện tại xây mộ của lão thành như thế này làm cái gì mày xây đài tưởng niệm anh hùng nhân dân chắc tối ngày hôm đó bọn họ quay về giang thành trương dương đặt phòng ở khách sạn minh châu hắn cũng không thông chi cho đám bạn ngưu văn cường buổi tối lại dẫn chị em cố gia đồng ăn một bữa ở chi vị cư vào lúc lũ xuân xuân dương là một huyện hạt gặp thiên tai nghiêm trọng nhất trong giang thành có điều từ tình huống hiện tại cho thấy bộ mặt của xuân dương đã khôi phục lại khá ngăn nắp sạch sẽ từ đó có thể nhìn ra sự quản lý của tần thanh đối với xuân dương là khá tốt con người vào nhiều lúc đều có dự cảm khi bọn họ đang ăn cơm thì tần thanh gọi điện thoại tới lần trước đang ăn cơm cùng với sở yên nhiên cũng bị tần thanh bắt dính trương dương lần này thực thà hơn nhiều hắn đem tình hình thực tế là mình đang ở xuân dương nói cho tần thanh tần thanh nghe nói hắn ở cùng với chị em cố giai đồng cũng không biểu hiện ra vẻ không vui cô ta sớ dĩ gọi điện thoại cho Trương Dương là bởi vì chiều nay cô ta về Giang Thành rồi, không ngờ hai người bọn họ lại đi xéo qua nhau. Trương Dương kể lại những gì mà mình thấy ngày hôm nay ở núi Thanh Đài lại cho Tần Thanh. Tần Thanh nghe nói tới chuyện An Đức Hằng phá hỏng cảnh sát Thanh Vân Trúc Hải. Xây dựng lăng mộ cho An Đại Hồ Tử thì cũng hơi ngây người, chuyện An Đức Hằng muốn tu sửa phần mộ cùng không hề báo lên chỗ cô ta. Đoạn thời gian này cô ta cũng đã từng tới núi Thanh Đài thị sát tình hình thi công đường, nhưng lại không tới núi Thanh Vân. Cho nên cùng không hiểu được tình huống cụ thể của nơi này. Nghe Trương Dương nói Thanh Vân Trúc Hải bị người ta ngang nhiên phá hỏng, lúc nạp mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Tần Thanh trầm ngâm một lát rồi nói, lễ mùng 1 tháng 5, em sẽ cùng cha tới núi Thanh Đài Du Ngoạn, thuận tiện xem tình huống nơi đó. Nếu phía đó thật sự không án chiếu theo kế hoạch được vạch ra từ trước mà mở rộng và khai phá, em sẽ lập tức bắt buộc bọn họ phải chỉnh đốn cái mà trương dương muốn chính là hiệu quả này hắn cố ý thở dài nói anh hôm nay cũng bị dọa cho giật mình thanh vân trúc hải đang đẹp như vậy bởi vì xây mộ mà bị bọn họ chém thành hai nửa hai bên đường còn dựng rất nhiều ngựa đá người đá người biết thì hiểu là phần mộ của an đại hồ tử người không biết thì còn cho rằng nơi này chôn vị vương hầu vương tướng nào ý chứ ăn đức hằng hắn xây mộ cho ông hắn để tận hiếu thì chúng ta không phản đối nhưng không thể bởi vì phần mộ mà phá hỏng hoàn cảnh của nơi đó được. Còn đáng cười hơn là, chúng ta mời An ra đến là bỏ vốn đầu tư phát triển du lịch chứ không phải là để họ ở núi Thanh Vân xây dựng lăng viên của nhà mình, ca công tụng đức cho người ông cường đạo của hắn. Tần Thanh biết Trương Dương trước giờ đều có thành kiến với An Đức Hằng. Nhưng chuyện này Trương Dương phản ánh không chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cũng không phải là mượn việc công mà báo thủ riêng trước khi mở rộng triển khai núi Thanh Đài phương án mà cô ta và An Lão đã cùng thương nghị chính là bảo trì cảnh tượng vốn có của núi Thanh Đài. Tiến hành mở rộng, cách làm hiện tại của An Đức Hằng rõ ràng là làm trái với kế hoạch mà song phương đã định. Tần Thanh nói khẽ anh yên tâm, chu viện này em sẽ theo vào, nếu thực sự xảy ra chuyện trái với hiệp nghị, bọn em sẽ án chiếu theo quy định mà tiến hành xử lý. Cô ta dừng lại một chút rồi lại nói, cố tiểu thư lần nạp tới Giang Thành có phải là có ý định đầu tư ở Giang Thành không? Câu này tuy rằng hỏi rất khéo, nhưng Trương Dương vẫn từ trong lời nói nghe ra Tần Thanh là có chút hy vọng, nhớ tới mình trước đây đã từng đáp ứng, vào mùng 1 tháng 5 sẽ cùng cô ta và cha cô ta tới núi Thanh Đài. Trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy, Trương Đại Quan Nhân tuy tinh lực vô hạn, nhưng dẫu sao thì thời gian cũng có hạn, không thể mỗi một chuyện đều làm chu toàn được, chuyện này chỉ có thể đợi sau này bồi thường cho người ta thôi. Trương Dương cười nói, anh là định như vậy, tường thành cổ của Giang Thành chúng ta đổ rồi, An Đức Hằng rõ ràng tỏ ý không muốn quản chuyện này, hắn nói khoản tiền nào thì dùng vào việc nấy, 200 triệu đầu tư vào Giang Thành là dùng để mở rộng cảnh khu chùa Nam Lâm. Tường thành cổ không nằm trong kế hoạch đầu tư, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tần Thanh cười nhạt, nói thương nhân lúc nào cũng chỉ nghĩ tới lợi ích cá nhân trước tiên. Anh muốn để người khác đầu tư thì phải cho người ta nhìn thấy lợi ích khả quan. Bất kỳ ai cũng không ngoại lệ, Trương Dương tỏ ý rất tán đồng câu nói này của Tần Thanh, hắn không quên tâm bốc Tần Thanh, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà trật tự của huyện Thành Xuân Dương đã khôi phục lại tốt như vậy rồi. Bí thư huyện ủy em thật là lợi hại, anh thấy em ở Xuân Dương quả là nhân tài không được trọng dụng đúng chỗ dối, nên tới Giang Thành làm bí thư thị ủy mới đúng. Tần Thanh bị hắn chọc cười, biến đi, bớt nói lăng nhăng thôi. Nịnh hót em như vậy, có phải là có mục đích gì đó hay không hà? Trương Dương quay người lại nhìn về phía xa xa rồi mới hạ thấp giọng nói anh yêu em. Tần Thanh trầm mặc một lát rồi mới thẽ thọt đáp lại, em tin anh. Cú điện thoại này của Trương Dương kéo dài hơn chục phút. Khi quay lại chỗ ngồi thì cố dài đồng không nhịn được mà oán trách, vừa ăn cơm đã bắt đầu gọi điện thoại, bạn gái à. Sao nhiệt tình thế? Cố dưỡng dưỡng không hiểu quan hệ giữa chị mình và Trương Dương, cười hi hi nói, anh Trương có bạn gái hả? À? Sao em không biết? Cố dài đồng tức giận nói, cây củ cái hoa tâm như thế này, em nên hỏi anh ấy có bao nhiêu bạn gái mới đúng. Trương đại quan nhân thản nhiên cười, không nhiều đâu, cộng cả ngón tay ngón chân vào là đếm được thôi. Cố dưỡng dưỡng kinh ngạc trợn trừng mắt lên, Trương Dương ở trong lòng cô ta luôn luôn là một hình tượng siêu cấp hoàn mỹ, hắn nói như vậy khiến một cô bé ngây thơ như cố dưỡng dưỡng nhất thời không thể nào tiếp nhận được. Cô ta lắc đầu, nói em không tin đâu, anh Trương không phải là loại người đó. Cố Gai đồng nhìn cô em gái mặt mày ngây thơ này, thật sự là vừa buồn cười lại vừa lo lắng. Con nhóc nạp không ngờ lại mê tín đối với Trương Dương đến trình độ này, sự hoa tâm của thằng Ôn này là không thể nào phủ nhận được. Có điều Trương Dương đã thừa nhận một cách thản nhiên như vậy, hơn nữa trên mặt còn không có một chút vẻ xấu hổ nào. Cũng có thể tính là tiền vô cổ nhân. Khẩu võ lai giả trước giờ chưa từng có cố dài đồng cắn chặt môi, ánh mắt đã biểu đạt ra suy nghĩ ở trong lòng. Trương Dương ơi, Trương Dương mặt anh dày ghê lắm. Khu viện thành Xuân Dương quả thực là quá nhỏ, bọn họ ăn cơm ở đây liền có một người quen đi tới. Là anh hai triệu lập vũ của Trương Dương, hắn hôm nay là ra ngoài uống rượu với mấy đồng nghiệp, không ngờ lại gặp em trai ở đây. Trương Dương giới thiệu hai chị em cố dài đồng với triệu lập vũ, chị em cố dài đồng nghe thấy là anh hai của Trương Dương, cùng lộ ra vẻ khá khách khí. Triệu lập vũ rất rộng rãi nói, em ba, bữa này anh mời, bọn em muốn ăn gì thì cứ gọi đi. Hắn hiện tại đã lên làm trưởng ban bảo an của Kim Khải Việt. Tiền lương và đãi ngộ đều được tăng lên nhiều, đây hoàn toàn là nhờ sự chiếu cố của Trương Dương, cho nên đối với cậu em này cũng thấy cảm kích từ nội tâm. Trương Dương cũng không khách khí, lặng lẽ kéo hắn sang một bên, nói anh hai, chuyện em tới Xuân Dương đừng có nói cho mẹ biết nhé, để tránh bà ấy oán trách em. Triệu Lập Vũ lén lút nhìn về phía chị em cố dài đồng, thật lòng khâm phục giơ ngón cái về phía em trai, ý bảo cậu giỏi, chị em xinh đẹp như thế này mà cũng cưa được. Trương Dương nhìn vẻ mặt của hắn là biết hắn đang nghĩ gì. Không khỏi cười nói, đừng có nghĩ linh tinh, em và bọn họ rất trong sáng. Triệu Lập Vũ gật đầu, nói anh tin, dừng một chút rồi nói tiếp, tin cậu mới là đó. Hai anh em cười ha ha, phía kia lại có người gọi Triệu Lập Vũ đến. Triệu Lập Vũ gần đây rất bận, sinh ý của Kim Khải Việt sau Tết càng lúc càng tốt hôm nay mới rảnh rỗi ra ngoài ăn cơm. Trương Dương cũng không muốn lưu lại đây quá lâu. Xuân Dương quá nhỏ, người quen lại quá nhiều, sau khi cùng chị em cố ra ăn no xong, lại quay về khách sạn Minh Châu. Vừa tới đại sảnh của khách sạn Minh Châu thì thấy một đám người đang từ trên lầu đi xuống. Trương Đại Quan Nhân vừa nhìn đã thấy là người quen, dẫn đầu là tên đạo diễn Hương Cảng Lưu Manh Vương Chuẩn. Vương Chuẩn quả thực là đạo diễn Hương Cảng, hai chữ Lưu Manh này chính là Trương Dương cho thêm vào, bởi vì thằng đạo diễn này rất hay lươn lẹo. Cho nên ấn tượng của hắn đã được định hình rồi. Vương chuẩn nhìn thấy Trương Dương, rất nhiệt tình bước tới bắt tay hắn. Mỗi lần thấy Trương Dương, luôn có thể nhìn thấy bên cạnh hắn có mỹ nữ bầu bạn. Đôi chị em cố dài đồng và cố dưỡng dưỡng đều là tuyệt sắc nhân gian. Vương chuẩn lập tức có tâm tư mời người ta chụp ảnh. Nhưng nghĩ thấy Trương Dương ở bên cạnh, mình nói ra những lời này, 89 phần 10 sẽ bị hắn xỉa sói cho một trận, lập tức bỏ ngay ý định này. Cố dài đồng nói với Trương Dương một tiếng rồi cùng cố dưỡng dưỡng lên lầu trước. Vương chuẩn lúc này mới nói, chủ nhiệm Trương, tôi thấy anh nên đổi sang đi làm tinh tham, người săn lùng ngôi sao, đi. Những cô gái xinh đẹp của Giang Thành Anh đều quen hết cả. Trương Dương không khỏi có chút đắc ý cười cười, lúc nào một nam tử trẻ tuổi tướng Mạo Anh Tuần bước tới. Rất kích động nắm cánh tay Trương Dương, Trương Tiên Sinh. Ngài còn nhận ra tôi không? Trương Dương chỉ cảm thấp tướng mạo của hắn có chút quen quen. Chỉ là nhất thời không nhớ ra đã thấy trong bộ phim nào. Kim Bình Mai, nhục bồ đoàn à, ừ, đúng rồi, hình như là Kim Bình Mai. Thằng nhóc này trông giống như thằng đã đóng Tây Môn Khánh, có điều sao hắn lại nhận ra mình nhỉ? Nam tử trẻ tuổi đó từ trong ánh mắt mù mờ của Trương Dương cảm giác được Trương Dương không nhớ ra mình. Nhưng vẫn kích động lắc lắc cánh tay Trương Dương, nói tôi là ân bồi quốc. Năm ngoái tới núi Thanh Đài chụp ảnh là ngài đã cứu tôi đó trương dương lúc này mới nhớ ra quả thật là có chuyện đó lúc đó khi hắn và tần thanh tới núi thanh đài khảo sát vương chuẩn dẫn đoàn phim đi quay phim võ hiệp khi tên âu bồi quốc này từ không trung ngã xuống là mình đã cứu hắn trương dương cười nói nhớ rồi anh là minh tinh của hương cảng âu bồi quốc cười nói chỉ là nghệ sĩ bình thường thôi không phải là minh tinh gì đâu vương chuẩn cười ha ha Nói quốc tử hiện tại đang rất lên, vừa nhận được đề cử cho diễn viên phụ xuất sắc nhất. Công ty của chúng tôi đang gắng sức đưa anh ấy lên. Âu bồi quốc khiêm tốn cười cười. Trương Dương có chút hứng thú với kiểu làm trò của tên đạo diễn lưu manh này. Vương chuẩn mày hớn hở nhắc tới tới bộ phim mà mình đang quay, bộ phim này là phim võ hiệp. Đầu tư hơn 700 vạn, Âu bồi quốc là vai phụ. Vai chính là ảnh đế hương Cảng Lưu Đức Chính và ảnh hậu Tịch Nhược Lãm trương dương đối với giản diễn viên của vương chuẩn cũng không có hứng thú gì cả hắn hiện tại là trưởng phòng phòng mở rộng thị trường của cục du lịch trước tiên luôn nghĩ tới công tác của mình hắn đề nghị vương chuẩn đừng chỉ đi xem núi thanh đài giang thành còn có không ít cảnh đẹp ví dụ như tường thành cổ và đường cổ vương chuẩn nghe thấy tường thành cổ thì mắt không khỏi sáng lên hắn thật sự không biết giang thành còn có một đoạn tường thành cổ trong kế hoạch quay phim của hắn có một đoạn quyết chiến trên tường hành Trước mắt vẫn chưa xác định địa điểm quay, vẫn đang trong quá trình tuyển chọn, lập tức quyết định phải tới Giang Thành xem thế nào. Trương Dương để lại phương thức liên lạc với mình cho Vương Chuẩn, hẹn hắn sau khi tới Giang Thành thì gọi điện thoại cho mình. Mình sẽ đích thân dẫn hắn tới xem tường thành cổ. Sự nhiệt tình công tác của Trương đại quân nhân đã dần dần khôi phục lại. Dưới sự an bài của Trương Dương, Phương Văn Nam cuối cùng cũng gặp mặt được với Lý Trường Vũ, Lý Trường Vũ không thích uống rượu hắn đặc biệt chọn địa điểm gặp mặt là ở quán trà Xuân Thu ở Hồ Nhã Vân. Quán trà này cũng là sản nghiệp của hắn, danh hiệu đệ nhất phú thương giang thành quả thật là danh phó kỳ thực. Ngồi trên phòng lạc tuyết ở tầng 2, nghe tiếng đàn du dương do một nữ nhạc công đàn tấu. Trong không khí tỏa ra mùi đàn hương thoang thoảng, bốn bức tường trong phòng treo tranh vẽ của danh nhân. Đồ đạc trong phòng đều giả màu gỗ lim, ở trong đây phảng phất như rời khỏi trần thế ổn á này audio điện tử võ tấn bền hết chương 145